trước đó thêm điều kiện thời điểm, nên trực tiếp 5 tấn linh khí tinh thể, 500 chi thiên tài địa bảo. Thế nhưng là đã muộn. Rất nhanh, Hắc Long Quốc mọi người tại hưng phấn cùng hối hận cảm xúc xen lẫn bên trong, đem những vật này từng cái chuyển về Hắc Long Quốc bên trong. Vì phòng ngừa có người đến đoạt hoặc là phá hư, bọn hắn trọn vẹn bày ra trên 100 tôn thần minh đến hộ vệ. Vận chuyển quá trình rất thuận lợi, tuyệt không có người quấy rầy. Cửu đầu xà những cái này cũng không có xuất hiện. Dù sao Hắc Long Quốc quá mạnh, tại người ta ra môn bên trên, đến phá hư, có thể trọn vẹn dẫn ra hơn 500 thần minh a. Cái này ai có thể đỡ nổi? Diệp tiên sinh mời đến, chúng ta nói được thì làm được, cái này cử quốc chi lực đến vì ngươi nữ nhi giải độc. Hắc Long Quốc đại vương tử nhiệt tình mời. Dường như lộ ra bọn hắn Hắc Long Quốc rất công bằng công chính, rất giảng phép tắc đồng dạng. Còn nói được thì làm được. Phi, không biết xấu hổ tạp toái. Từng cái ra vẻ đạo mạo rác rưởi. Lúc này chứa vào, Hắc Ám bác sĩ đều muốn tức chết. Bọn hắn nhìn xem Diệp Quân Lâm trực tiếp tiến vào. Không nên a. Bọn hắn chỗ biết rõ Diệp Quân Lâm cũng bộ dáng không phải vậy. Bị Hắc Long Quốc như vậy khi nhục, đã sớm hẳn là rút kiếm a. Nhất định là vì quân quân. Khẳng định có hậu chiêu. Chờ lấy là được. Hắn đồ vật cầm tới dễ dàng, dùng khó. Hai người tin tưởng vững chắc điểm này. Bọn hắn cũng đi theo tiến vào. Chương 2963. Hắc Long Quốc cùng Diệp Quân Lâm giao dịch kỳ thật rất nhiều người đều đang nhìn đâu. Nhất là cửu đầu xà cùng Chiến Hùng Quốc, càng là gắt gao chú ý. Hắc Long Quốc quá cường đại, chúng ta không có thực lực đi phá hư, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm tiến vào. Còn không phải sao, trọn vẹn hơn 500 thần minh, chúng ta muốn phá hư tối thiểu cũng phải số này thần minh. Dù là Chiến Hùng Quốc nhiều như vậy thần minh, cũng sẽ không một lần tính phái ra nhiều như vậy. Chỉ là kỳ vọng Hắc Long Quốc tuyệt không có biện pháp giải độc. Đương nhiên đại khái suất không có khả năng, độc dược này không người có thể giải. Thế nhưng là có một chút thật đáng sợ, Diệp Quân Lâm ở đâu ra nhiều như vậy tài nguyên. Hắc Long Quốc như vậy công phu sư tử ngoạm, đều tùy ý thỏa mãn rồi. Vậy nói rõ Diệp Quân Lâm có tài nguyên kỳ thật xa xa lớn hơn số này. Thật là khiến người ta trông mà thèm a. Chấm. Chẳng những cửu đầu xà trông mà thèm, chính là Chiến Hùng Quốc cũng trông mà thèm đến cực điểm. Một cái khác hẳn là xuất thủ thế lực thần bí, cũng chính là báo thù cửu đầu xà tổ chức. Bọn hắn là chỉ có thể là hủy đi bất luận cái gì cho quân quân biện pháp giải độc. Nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu. Bỏ mệnh sự tình không dám làm. Hắc Long Quốc giao dịch bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám đi ngăn cản. Dù sao mệnh trọng yếu a. Hơn 500 thần minh bọn hắn làm sao đối kháng. Cho nên bọn hắn cũng không có phái người. Chẳng qua Diệp Quân Lâm hào phóng cho Hắc Long Quốc nhiều như vậy tài nguyên sự tình, đem bọn hắn lần nữa kinh đến. Gặp qua Diệp Quân Lâm mấy người nói ra, nói rõ Diệp Quân Lâm có tài nguyên so với chúng ta thấy qua còn nhiều hơn. Nữ nhi chúng độc gấp là một mặt, cũng không có đến trình độ nào. Điều này nói rõ sau lưng của hắn tài nguyên rất nhiều, cho Hắc Long Quốc thậm chí đều không tính là gì. Nếu như nói chúng ta đạt được những tài nguyên này, trên mặt mỗi người đều lộ ra tham lam nụ cười tới. Tìm không tìm cửu đầu xà báo thù đều bị bọn hắn ném đến sau đầu. Hiện tại liền nghĩ như thế nào chiếm lấy Diệp Quân Lâm tài nguyên, đến cường đại chính mình. Cả đám đều chảy nước miếng. Không chỉ bọn hắn, toàn thế giới rất nhiều thế lực rất nhiều quốc gia, nhìn thấy Diệp Quân Lâm có được như vậy tài nguyên, đều mắt thèm gần chết. Vô luận là thế lực lớn, vẫn là thế lực nhỏ, đều trông mà thèm đến muốn chết. Trong đó toàn thế giới thế lực xếp hạng thứ ba thế lực trực tiếp sinh ra muốn chiếm lấy Diệp Quân Lâm tất cả tài nguyên ý nghĩ. Ngay tại kế hoạch muốn đem Diệp Quân Lâm tài nguyên một hơi nuốt mất, còn muốn cho Diệp Quân Lâm đem tài nguyên thu hoạch phương pháp, hoặc là địa điểm toàn đạt được. Triệt để trưởng khống Diệp Quân Lâm phía sau tài nguyên. Đừng nói những quốc gia này thế lực. Chính là đại hạ không ít người cũng bắt đầu trông mà thèm. Có không ít người nói thẳng Diệp Quân Lâm cầm như thế tài nguyên phong phú cho nữ nhi giải độc là quá tự tư. Hắn là nhất tự tỉnh Kiên Vương nên đem tất cả tài nguyên giao cho đại hạ đến phân phối, mà không phải hắn một thân một mình chiếm lấy vì nữ nhi giải độc dùng. Dù là những tài nguyên này là chính hắn tìm tới, nhưng hắn là đại hạ người, nên nộp lên cho đại hạ đến phân phối. Hắn quá tự tư. Đại hạ dạng này rất nhiều người rất nhiều, cũng bắt đầu tại đạo đức bắt cóc Diệp Quân Lâm.
dùng những tài nguyên này cho nữ nhi giải độc lại giải không xong. Quá tự tư, không bằng tới cường đại đại hạ. Đại hạ đều như vậy, còn dạng này lãng phí. Diệp Quân Lâm có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bị người một nhà nói như vậy. Để mắt tới mình điểm ấy tài nguyên người cũng quá nhiều. Hắn hiện tại đã tiến vào Hắc Long Quốc. Hắc Long Quốc kỳ nhân dị sĩ cũng bắt đầu vì quân quân giải độc. Các loại biện pháp tề xuất, các loại thần dược đều lấy ra. Diệp Quân Lâm ở bên trông coi, cũng là chờ đợi, hy vọng có kết quả tốt. Lúc này, Hắc Long Quốc Đại Vương Tử lại đi tới Diệp Quân Lâm mấy người trước mặt, Diệp tiên sinh, thương lượng với ngươi cái sự tình. Nói đi, Diệp Quân Lâm cũng biết bọn hắn không có nghẹn tốt cái rắm. Vừa mới sách điều kiện kỳ thật chính là tiến vào Hắc Long Quốc điều kiện. Nếu như chúng ta đối con gái của ngươi giải độc có trợ giúp hoặc là giải khai độc lời nói, ngươi phải khác giao thù lao. Hắc Long Quốc Đại Vương Tử cười nói, chẳng qua phân đi. Giúp ngươi nữ nhi giải độc có hiệu quả, chúng ta lấy thêm điểm thù lao. Làm trầm trọng thêm. Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não thật là nổi trận lôi đình. Kém chút không có đem cái này Hắc Long Quốc Đại Vương Tử đầu cho đánh dụng. Hắc ám bác sĩ đều sống lâu như vậy, không biết xấu hổ như vậy người thật sự là chưa thấy qua. Nghĩ đến pháp thêm điều kiện. Hắc Long Quốc Đại Vương Tử căn bản không để ý hắc ám bác sĩ hai người. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Diệp Quân Lâm, Diệp tiên sinh ý của ngươi thế nào. Hắn cũng biết làm chủ là Diệp Quân Lâm. Những người khác nói căn bản không tính. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói, có thể, chỉ cần các ngươi có thể giao cho nữ nhi của ta giải độc. Các ngươi muốn cái gì ta liền cho cái gì. Ha ha ha, vẫn là Diệp tiên sinh sảng khoái. Chẳng qua ta cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm, tùy tiện muốn một điểm thù lao liền tốt, nếu như đối con gái của ngươi giải độc có hiệu quả, vậy chúng ta muốn 5 tấn linh khí tinh thể cùng 500 chi thiên tài địa bảo. Nếu như có thể hoàn toàn giải độc, muốn 10 tấn linh khí tinh thể cùng 1000 chi thiên tài địa bảo. Hắc Long Quốc Đại Vương Tử rất khiêm tốn nói. Phảng phất mình liền sách một chút xíu nho nhỏ điều kiện. Phốc, hắc ám bác sĩ hai người đều muốn hộc máu. Cái này gọi không phải công phu sư tử ngoạm. Cái này gọi tùy tiện nhắc tới một điểm điều kiện. Lòng tham không đáy. Vô sỉ đến cực điểm. Chết. Đều phải chết. Hắc ám bác sĩ thật tức điên. Diệp Quân Lâm nhìn xem Hắc Long Quốc Đại Vương Tử nói, có thể. Rất đơn giản, nhưng là... Nhưng là cái gì? Hắc Long Quốc Đại Vương Tử hỏi. Không có gì. Diệp Quân Lâm ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu nhưng là ngươi phải có mệnh tới bắt. Nếu như có thể giải mở quân quân độc hoặc là đối ức chế độc tố có hiệu quả. Kia tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng là một khi không có hiệu quả gì, kia Hắc Long Quốc trên dưới liền phiền phức. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Quân Lâm mấy người đều tại Hắc Long Quốc đợi. Hắc Long Quốc kỳ nhân dị sĩ dùng hết các loại biện pháp cùng thần dược đến cho quân quân giải độc. Một chút nguyên thủy bộ lạc phu sư đều cùng nhau ra trận. Bọn hắn nuôi rất nhiều côn trùng, cùng loại với cổ trùng. Có thể hút ra độc tố. Thế nhưng là đối mặt quân quân loại độc dược, đám côn trùng này hút một điểm tại chỗ liền chết. Cái này độc quá bá đạo. Không phải bọn hắn trước đó gặp phải cái chủng loại kia. Thậm chí mỗi cái bộ lạc, đều có giải độc thần dược thần thụ, còn có một loạt cổ xưa biện pháp. Tại quân quân trên thân lần lượt thí nghiệm, đều không hiệu quả gì. Thậm chí vu sư dùng mật pháp, muốn đem độc dược chuyển di, cũng là không có bất kỳ cái gì dùng. Càng ngày càng nhiều kỳ nhân dị sĩ thua trận. Cho quân quân biện pháp giải độc cũng là càng ngày càng ít. Diệp Quân Lâm bọn hắn ngược lại là bình tĩnh. Loại tình huống này gặp được quá nhiều. Không có gì ly kỳ. Thế nhưng là Hắc Long Quốc bọn hắn hoảng. Bọn hắn còn muốn lấy có hiệu quả, lại mạnh mẽ dọa dẫm Diệp Quân Lâm một bút đâu. Dạng này không có hiệu quả chút nào, để bọn hắn làm sao bây giờ. Mắt thấy đến miệng thịt mỡ liền phải chạy đi. Bọn họ đây nhịn không được. Thế là Hắc Long Quốc hạ lệnh, thật là cử quốc chi lực đến tìm biện pháp cho quân quân giải độc. Giải độc bọn hắn cũng không nghĩ. Tối thiểu có thể tìm ra điểm hữu dụng biện pháp tới. Đem Diệp Quân Lâm tài nguyên lại được đến một điểm. Điên. Toàn bộ Hắc Long Quốc điên. Vì được đến chỗ tốt, bọn hắn điên, tại cả nước tìm các loại biện pháp, các loại thần dược. Nhưng phàm là có biện pháp giải độc hoặc là dược vật, đều muốn. Còn tưởng thưởng trọng hậu. Lập tức kỳ nhân dị sĩ cùng biện pháp lại nhiều hơn. Lại chậm trễ Diệp Quân Lâm bọn hắn mấy ngày.
chẳng qua hiệu quả quá mức bé nhỏ, gần như cũng không tính là. Được rồi, chúng ta vẫn là rời đi, đi tìm những phương pháp khác đi. Diệp Quân Lâm bọn hắn đều muốn chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, các ngươi chờ một chút a. Hắc Long Quốc trên dưới không nghĩ để Diệp Quân Lâm một đoàn người rời đi. Đều bắt đầu sinh ra chiếm lấy Diệp Quân Lâm tài nguyên ý nghĩ đến. Chẳng qua lúc này bọn hắn bên này cũng có tin tức tốt truyền đến. Có một vật tuyệt đối quân quân độc hữu dụng. Là tại một cái bộ lạc, có một không biết tồn tại bao nhiêu năm xe trượt tuyết. Nằm tại xe trượt tuyết bên trên, có thể tạm thời phong bế nhân thể hết thảy. Chờ từ xe trượt tuyết bên trên xuống tới, lại khôi phục. Có thể nói như vậy, chỉ cần tại xe trượt tuyết bên trên đợi, nhân thể các phương diện đều sẽ bị đóng băng lại. Khí quan sẽ không giả yếu, nhân thể nguyên khí sẽ không hao tổn. Từ đầu đến cuối ở vào một cái băng phong trạng thái. Trên lý luận có thể đạt tới trường sinh bất lão trạng thái. Đương nhiên là trên lý luận. Cái này cùng người thể chất những cái này đều có quan hệ. Người bình thường liền tuyệt đối không được cái này hiệu quả. Băng phong đều phải đem người chết cóng. Nhất định phải thể phách cường đại, có thể chịu đựng được thời gian dài băng phong trạng thái. Dạng này băng phong kết buộc, mới có thể khôi phục thân thể kỹ năng. Hiện tại khối này xe trượt tuyết đối quân quân giải độc khả năng không có cái gì dùng. Thế nhưng là nó xảo diệu là có thể đóng băng lại quân quân, cái này có thể đóng băng lại độc tố. Không giải được độc, thế nhưng là có thể đóng băng lại độc tố, không để ngươi phát tác. Điểm này Diệp Quân Lâm đều chỉ có thể làm đến ức chế, lại không cách nào ngăn cản. Độc tố vẫn là tại một chút xíu phát tác. Cứ việc tương đối chậm chạp. Nhưng nếu như có khối này xe trượt tuyết, quân quân độc tố có thể bị đóng băng lại, không để phát tác cũng được a. Chất độc này quá giảo hoạt. Thánh tuyển đều có thể biến thành nó chất dinh dưỡng, nếu như có thể tạm thời đóng băng lại cũng không tệ. Diệp Quân Lâm một đoàn người mang theo quân quân đi vào cái này bộ lạc. Để quân quân nằm xuống về sau, sử dụng xe trượt tuyết thử xem hiệu quả. Liên tục quan sát 3 ngày 3 đêm. Xe trượt tuyết hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Đóng băng lại quân quân, cũng đóng băng lại độc tố. Hết thảy đều tạm dừng đồng dạng. Cũng coi là rất có thu hoạch. Diệp Quân Lâm lông mày cũng giãn ra một điểm. Vậy ta liền đem khối này xe trượt tuyết mang đi. Diệp Quân Lâm trực tiếp đem xe trượt tuyết mang theo quân quân chứa vào thượng đế chi não trong phi hành khí. Hắc Long Quốc đám người nhao nhao cười gật đầu, tốt, có hiệu quả liền tốt. Diệp tiên sinh chúng ta cũng tận lực. Hắc Long Quốc đại vương tử nhìn xem Diệp Quân Lâm nói, cuối cùng là có chút hiệu quả, ta kém chút coi là để ngươi một chuyến tay không. Diệp tiên sinh kia ước định của chúng ta. Nói, Hắc Long Quốc đại vương tử nhìn về phía cách đó không xa một cái khác khung phi hành khí. Kia là vừa mới bay tới. Là Diệp Quân Lâm phân phó thượng đế chi não lại ra một khung phi hành khí. Tại Hắc Long Quốc đám người cho rằng bộ này phi hành khí bên trong chính là các loại tài nguyên. Là Diệp Quân Lâm đáp ứng tốt cho bọn hắn 5 tấn linh khí tinh thể cùng 500 chi thiên tài địa bảo. Trước đó một khung phi hành khí bên trong không có nhiều như vậy sống sót. Cho nên chuyên môn để thượng đế chi não đi vận một lần trở về. Hắc Long Quốc trên dưới đều trơ mắt nhìn bộ kia phi hành khí. Tham lam khát vọng thần sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắc ám bác sĩ đều muốn buồn nôn đến nhà. Lúc này thượng đế chi não đi vào Diệp Quân Lâm bên người, nói ra, Diệp tiên sinh ngươi phân phó một cái khác khung phi hành khí cũng tới. Chỉ là thượng đế chi não có chút không nghĩ ra, Diệp Quân Lâm vì sao lại để cho hắn ra một khung phi hành khí. Vốn cho rằng là đưa tài nguyên cho Hắc Long Quốc. Nhưng cũng không phải a. Bộ này phi hành khí bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Bởi vậy, hắn có chút không hiểu Diệp Quân Lâm ý tứ. Vận một cái trống không phi hành khí tới làm gì? Hắc ám bác sĩ dường như minh bạch cái gì, hắn đều cười. Đi vào thượng đế chi não bên cạnh, nói cho thượng đế chi sau đầu, cái sau cũng cười. Quả nhiên là Diệp tiên sinh. Liền nói hắn không thể như thế cam tâm tình nguyện bị Hắc Long Quốc trêu đùa a. Nguyên lai điểm đều ở nơi này. Nhìn thấy phi hành khí, Hắc Long Quốc đại vương tử đôi mắt bên trong tỏa ánh sáng, cùng Diệp tiên sinh hợp tác quả nhiên sảng khoái. Ha ha, người tới, đi đem tất cả tài nguyên chuyển xuống đến. Hắn vừa mới nói xong, Hắc Long Quốc tất cả mọi người vội vã không nhịn nổi phóng tới phi hành khí. Đều chậm một chút, đều cho ta cẩn thận một chút, nếu là đem thiên tài địa bảo hư hao, ta giết các ngươi.
nhìn xem đám người nôn nôn nóng nóng, hắn nhịn không được hô. Một đám người hứng thú bừng bừng lao đến. Kết quả phát hiện bên trong phi hành khí là trống không. Cái gì cũng không có. Đại vương tử bên trong cái gì cũng không có. Đám người hô. Hắc Long quốc đại vương tử ánh mắt rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân, ngươi có ý tứ gì? Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng, ta có nói bên trong có đồ vật sao? Đại vương tử sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, gượng cười vài tiếng, ngượng ngùng là chúng ta sốt ruột. Đám người cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ. Bọn hắn quá gấp, nhìn thấy phi hành khí liền trực tiếp chạy tới. Người ta cũng đều không nói chuyện đâu. Đại vương tử ánh mắt lại nhìn về phía chiếc thứ nhất phi hành khí, cười hỏi, chẳng lẽ đều ở nơi này sao? Có thể chống hạ nhiều như vậy sao? Tất cả mọi người nhìn về phía chiếc thứ nhất phi hành khí. Trước đó đã rời ra ngoài nhiều như vậy tài nguyên. Còn có thể có tài nguyên sao? Không gian không có như thế lớn a. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không có ở bên trong. Hắc Long quốc đại vương tử nghi hoặc, lập tức hỏi, kia ở đâu? Ta hiểu, chẳng lẽ Diệp tiên sinh mới phải phái người đi vận đến? Diệp Quân Lâm giả vờ như không hiểu, vận cái gì a? Các ngươi đang nói cái gì? Cái này, Hắc Long quốc đại vương tử thần sắc trì trệ, nụ cười không có, hắn lập tức nghiêm túc nói, cho ngươi nữ nhi giải độc thời điểm ta không phải thương lượng với ngươi qua sao? Nếu như có hiệu quả, sau đó ngươi phải đưa lên mặt khác thù lao 5 tấn linh khí tinh thể cùng 500 chi thiên tài địa bảo. Hắc Long quốc những người khác nhau nhau gật đầu, đúng. Chính là điều kiện này. Nhưng bỗng nhiên Diệp Quân Lâm hỏi, có sao? Ta làm sao không biết? Hắc ám bác sĩ lập tức minh bạch cái gì, phụ họa nói, không có a. Khẳng định là Diệp tiên sinh ngươi lão hồ đồ, căn bản không có chuyện này. Kịp phản ứng thượng đế chi não cũng lên tiếng nói, các ngươi Hắc Long quốc người làm sao nói láo đâu? Diệp tiên sinh căn bản không cùng các ngươi trao đổi a. Rõ ràng là ta cùng các ngươi nói a. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời này mới ra. Hắc Long quốc tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này đoạn đối bạch giống như rất quen thuộc a. Ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Bỗng nhiên tất cả mọi người kịp phản ứng. Đây không phải trước đó không lâu bọn hắn thao tác sao? Giống nhau như đúc a. Chính là Hắc Long quốc đại vương tử bọn hắn đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật, cưỡng ép hố Diệp Quân Lâm một đoàn người. Hiện tại trái lại. Hắc Long quốc đại vương tử lập tức hô, đánh rắm. Các ngươi quá không muốn mặt đi. Rõ ràng là ta cùng Diệp Quân Lâm nói. Hắn đều đáp ứng. Gấp. Hắc Long quốc trên dưới đều gấp. Quả thực nổi trận lôi đình. Tình huống so trước đó Hắc ám bác sĩ còn kích động hơn. Diệp tiên sinh ngươi dám không thừa nhận. Hắc Long quốc đại vương tử trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp Quân Lâm không nói chuyện. Hắc ám bác sĩ mở miệng. Là chúng ta cùng ngươi nói a. Ngươi quên a, ngươi cũng dám nói láo. Mà lại ngươi cùng ta nói điều kiện là một khi quân quân độc giải không xong, các ngươi chẳng những phải trả trước đó chúng ta cho 3 tấn linh khí tinh thể cùng 100 chi thiên tài địa bảo. Còn muốn gấp đôi bồi thường. Không chờ bọn hắn mở miệng, thượng đế chi não phụ họa nói, đúng a, là như thế này. Chính là bởi vì các ngươi hoàn lại đồ đạc của chúng ta còn muốn cho gấp đôi bồi thường. Bởi vì chúng ta phi hành khí không gian không đủ, cho nên mới sẽ lại ra một chiếc. Hiện tại Hắc ám bác sĩ hai người là hoàn toàn lý giải Diệp Quân Lâm dụng ý. Biết lại ra một chiếc nhàn rỗi phi hành khí dụng ý. Cái này một chiếc là dùng đến trang Hắc Long quốc gấp đôi bồi thường. Không bồi thường làm sao bây giờ? Trực tiếp đoạt. Đây mới là Diệp Quân Lâm a. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được Diệp Quân Lâm ý tứ. Diệp Quân Lâm cho tới nay, đều không phải loại lương thiện a. Chỉ có hắn hố người khác phần, nơi nào có người khác chiếm hắn tiện nghi. Nhất là Hắc Long quốc loại này không biết xấu hổ tác phong. Nhất là đằng sau còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Càng là đụng vào Diệp Quân Lâm trên họng súng. Diệp Quân Lâm sở dĩ không có ngay tại chỗ phát tác, là một lòng đều tại quân quân trên thân, mới bỏ qua bọn hắn một đoạn thời gian. Đợi đến quân quân sự tình kết thúc. Diệp Quân Lâm liền bắt đầu tính tổng nợ. Giờ khắc này rốt cục đến rồi. Một câu Diệp Quân Lâm đồ vật không có dễ cầm như vậy, cầm khả năng được mệnh đến bồi. Ngốc! Hắc Long quốc trên dưới tất cả mọi người ngốc. Ai cũng không nghĩ Diệp Quân Lâm bọn hắn đến dạng này một màn kịch. Đem bọn hắn không muốn mặt cường đạo thủ đoạn dùng tại trên người bọn họ. Vạn vạn không nghĩ tới.
Vô sỉ. Quá vô sỉ. Hắc Long Quốc không ít người trực tiếp xấu hổ đến cúi đầu. Nguyên lai bọn hắn hành vi vô sỉ như vậy à. Bị người dùng trên người mình sau đó, sẽ là tức giận như vậy. Hắc Long Quốc đại vương tử trực tiếp muốn mắt trợn tròn. Cái gì, các ngươi chẳng những đem đưa ra đến muốn trở về, còn muốn chúng ta bồi thường. Hắn đều muốn hộc máu. Những người khác cũng thế. Tức điên. Nguyên đem chiêu này ra sẽ để cho người tức giận như vậy. Hắc ám bác sĩ hai người đều cười, chiêu số của các ngươi dùng trên người các ngươi, rất phẫn nộ a. Muốn giết chết chúng ta a. Các ngươi, nếu là tâm lý trạng thái không tốt, sợ là muốn tại chỗ tức chết đi qua. Diệp Quân Lâm ngươi đùa bỡn chúng ta, các ngươi là thành tâm muốn chết sao? Hắc Long Quốc đại vương tử sắc mặt đại biến. Chỉ vào Diệp Quân Lâm quát. Tất cả những người khác đâu, toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Chung quanh mười mấy tên thần minh cũng phát giác được dị huống, nhao nhao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm mấy người. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Quân Lâm cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lấy ra 5 tấn linh khí tinh thể cùng 500 chi thiên tài địa bảo. Ta liền thả các ngươi rời đi. Không phải các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, chớ nói chi là cho ngươi nữ nhi giải độc. Hắc Long Quốc đại vương tử hô. Tạch tạch tạch. Bên người những cao thủ đều cùng nhau tiến lên một bước, linh khí khuấy động, kình phong quét ngang. Ta đã sớm nói các ngươi khẩu vị có thể chống hạ những cái này sao? Ta Diệp Quân Lâm đồ vật không phải ai có thể cầm. Diệp Quân Lâm thanh âm vang lên. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Hắc Long Quốc đại vương tử âm thanh lạnh lùng nói. Ăn ta toàn bộ phun ra, ta còn muốn bồi thường. Không cho, ta liền đoạt. Người nào cản trở, ta liền giết. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não một trận hưng phấn, rõ ràng là cường đạo hành vi. Nhưng tốt chính nghĩa a, nghe cũng quá thoải mái. Phốc, hộc máu. Hắc Long Quốc trên dưới đều muốn hộc máu. Cái này mẹ hắn rõ ràng muốn cướp đi. So với bọn hắn còn có thể hổ thẹn. Mặc dù bọn hắn hành vi cùng đoạt không có gì khác biệt, nhưng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Diệp Quân Lâm trực tiếp rõ ràng muốn cướp. Đây là dẫn sói vào nhà a. Đây là đem cường đạo bỏ vào đến. Ngươi, ta phục. Hắc Long Quốc đại vương tử nói hồi lâu, cũng nói cũng không được gì. Chừng như chưa từng thấy so hắn càng không biết xấu hổ. Viết khép phục. Cường đạo gặp được cường đạo. Diệp Quân Lâm ngươi xác định làm như vậy. Hắc Long Quốc đại vương tử hỏi. Đương nhiên, đồ vật là chính các ngươi giao ra đâu, vẫn là ta tự mình động thủ đoạt. Diệp Quân Lâm căn bản không phải loại lương thiện. Trước đó bọn hắn hành vi đều nhớ kỹ. Hắn sớm liền muốn động thủ. Cũng là nghẹn thật lâu. Diệp Quân Lâm quá vô sỉ đi. Không nói những cái khác, chúng ta cho ngươi nữ nhi giải độc, vận dụng nhiều như vậy lực lượng. Hiện tại lại cho ngươi nữ nhi xe trượt tuyết tới áp chế độc dược. Ngươi còn muốn cướp chúng ta. Chúng ta là ân nhân của ngươi a, cứ như vậy đối đãi ân nhân. Những người khác nhao nhao cười lạnh nói. Diệp Quân Lâm cười, đối với giao cho nữ nhi của ta giải độc ta đều biểu thị cảm kích lại tôn trọng. Thế nhưng là chính các ngươi xứng sao? Lão tử tâm tình tốt, cho ngươi ba dưa hai táo. Lão tử tâm tình không tốt, trực tiếp đoạt ngươi nha. Ngươi có thể bắt ta làm gì? Hắc Long Quốc đám người nghe nói như thế, cả đám đều muốn chọc giận nổ. Đây quả thực khinh người quá đáng. Diệp Quân Lâm ngươi xác định, cơ hội cho ngươi, ngươi muốn chết. Vậy chúng ta liền không có cách nào. Hắc Long Quốc đại vương tử lập tức hô, từ giờ trở đi phong bế hết thảy tin tức, Hắc Long Quốc bên trong phát sinh hết thảy đều không thể để cho ngoại giới biết. Hắc Long Quốc muốn đối Diệp Quân Lâm xuống tay. Bởi vậy muốn phong bế hết thảy tin tức, không để bất luận kẻ nào biết nơi này xảy ra chuyện gì. Diệp Quân Lâm bọn hắn muốn giết. Diệp Quân Lâm tài nguyên bọn hắn muốn chiếm lấy. Diệp Quân Lâm liên quan tới tài nguyên bí mật bọn hắn cũng phải đạt được. Bởi vậy, không thể khiến người khác biết nơi này phát sinh hết thảy. Chấm. Không được, Hắc Long Quốc bắt đầu phong bế hết thảy tin tức, đoán chừng muốn xảy ra chuyện, bên trong xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Không ít ở bên ngoài quan sát thế lực đều phát giác được điểm này. Hắc Long Quốc phong sạch sẽ. Bất luận kẻ nào cũng không biết giờ phút này trải qua lấy cái gì. Rất nhiều thế lực cùng người đều hoảng. Lại không biện pháp gì. Hắc Long Quốc quá mạnh. Một khi phong bế, không ai có thể đột phá phòng tuyến. Nhìn thấy Hắc Long Quốc phong bế hết thảy.
Diệp Quân Lâm cười. Chính hợp tâm ý của hắn a. Diệp Quân Lâm, ngươi hôm nay còn sống không thể rời đi nơi này. Con gái của ngươi cũng là. Hắc Long Quốc Đại Vương Tử Hô. Ta vẫn là câu nói kia. Đem đồ vật giao ra. Đừng ép ta động thủ đoạt. Diệp Quân Lâm nói. Muốn chết, ta không muốn nhìn thấy hắn đứng. Hắc Long Quốc Vương Tử phẫn nộ đến cực hạn. Bên cạnh một tôn thần minh lập tức hướng Diệp Quân Lâm ra tay. Tốc độ này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, lập tức xuất hiện tại Diệp Quân Lâm trước người. Xoẹt! Nhưng bỗng nhiên một tia sáng lạnh chợt hiện. Tôn thần này minh đầu đã hết rồi. Thần kiếp xuất hiện, lơ lửng tại Diệp Quân Lâm trước người. Mắt trợn tròn. Xảy ra bất ngờ một màn để Hắc Long Quốc tất cả mọi người ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Miểu sát thần minh. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Siêu. Thần kiếp thế không thể đỡ, hóa thành một luồng ánh sáng bắn ra, tại Hắc Long Quốc Vương Tử chung quanh xuyên qua. Phốc phốc. Phốc phốc. Chấm. Từng đạo huyết tiễn vọt mạnh, không ngừng có đầu người bay ra. Bất luận là thần minh vẫn là những cường giả khác cũng đỡ không nổi thần kiếp sức mạnh. Một vòng về sau. Hắc Long Quốc Vương Tử bên người đã không có đứng người. Hơn trăm người toàn bộ ngã trên mặt đất. Đầu toàn không có. Cái này bao quát hơn 30 vị thần minh. Cái khác chạy tới người, nhìn thấy một màn này đều dọa đến mạnh mẽ ngừng lại bước chân. Người. Hắc Long Quốc Đại Vương Tử nhìn xem Diệp Quân Lâm, vậy mà run rẩy đến nói không nên lời một câu. Hắn đã nhận ra cái này kiếm đến. Đã minh bạch Diệp Quân Lâm chính là Thiên Sách thiếu soái sư phụ. Tinh quốc 50 vị thần minh chính là chết ở trên tay hắn. Đây là đại hạ ẩn tàng vị nào siêu cấp cường giả. Bị thế nhân ca tụng là thần minh thiên địch tồn tại. Vẻn vẹn một nháy mắt liền chém giết bọn hắn hơn 30 vị thần minh. Thực lực này quá khủng bố. Những người khác đương nhiên cũng nhận ra. Cho dù là vội vã chạy tới cái khác hơn 10 vị thần minh cũng có chút sụt rè nhìn xem Diệp Quân Lâm. Bọn hắn không xác định phải chăng có thể cùng Diệp Quân Lâm một trận chiến. Diệp Quân Lâm nhìn xem Hắc Long Quốc Đại Vương Tử nói. Ta trước đó là cho ngươi mặt, ngươi liền hảo hảo bưng. Kết quả ngươi bên trên sắc mặt, nhiều lần vô sỉ. Muốn chết. Phù phù. Không chịu nổi dạng này uy áp, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nhìn xem Diệp Quân Lâm mồ hôi lạnh ứa ra. Run lẩy bẩy lấy. Hiện tại muốn hay không đem đồ vật giao ra, vẫn là chờ ta lại giết điểm thần minh lại thương lượng. Diệp Quân Lâm hỏi. Ta đáp ứng. Hắn run rẩy đáp ứng. Nhưng lúc này lại có một đám thần minh chạy đến. Xa xa liền hô lớn, không thể đáp ứng. Hắc Long Quốc bên trong còn cho phép những người khác dương oai. Hắn lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chúng ta thế nhưng là có hơn 500 thần minh. Bọn này thần minh trọn vẹn 4-5-10 vị, từ phía chân trời chạy đến. Diệp Quân Lâm không nói chuyện. Siêu! Chỉ là thần kiếp bay ra. Xoẹt! Tại không trung mang ra từng đạo tơ máu. 4-5-10 vị thần minh toàn bộ bị chém giết, từ trên không trung rơi xuống. Trước sau đã đem gần 100 thần minh vẫn lạc. Cái này có lẽ hơn 500 thần minh thật không đủ giết. Không phải để ta lại giết điểm mới bằng lòng đáp ứng thật sao? Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Giữa sân lập tức yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Mộng! Hắc Long Quốc đám người lần nữa mộng. Lại mười mấy cái thần minh bị tùy tiện xóa đi rồi. Thần minh đều như vậy cùng giấy đồng dạng, muốn giết cứ giết. Chớ nói chi là những người khác. Trên cơ bản là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ta đáp ứng a. Hắc Long Quốc Đại Vương Tử gấp. Vội vàng hướng về phía chạy tới những người khác hô, đều dừng lại cho ta. Đều đừng động thủ cho ta, đừng tìm chết a. Có người còn không phục nói, Đại Vương Tử, ta Hắc Long Quốc trọn vẹn hơn 500 thần minh đâu. Còn đừng sợ hắn. Đúng. Thật sự là hắn là cường đại, gần như 100 thần minh đều không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là chúng ta có thể đánh cược một lần, hơn 400 thần minh đồng loạt ra tay. Đúng, có thể đánh cược một lần, cái này liên quan đến chúng ta Hắc Long Quốc vinh nhục vấn đề. Chấm. Có một bộ phận người cảm thấy hẳn là đánh cược một lần, cảm thấy 4-500 thần minh đồng loạt ra tay. Diệp Quân Lâm cũng không có cách nào. Ai? Chỉ là Hắc Long Quốc Đại Vương Tử thở dài. Nhìn xem Diệp Quân Lâm nói, một chữ sóng vai Vương Thiên Vạn đừng có lại động thủ. Ta nhận, không, chúng ta phục. Chúng ta nghe ngươi, đem ngươi lúc trước cho chúng ta toàn bộ lấy ra,
còn cho ngươi gấp đôi bồi thường. Những người khác, ví dụ như Hắc Long Quốc mưu sĩ hoặc là cao tầng có nhao nhao đồng ý cái này quyết định. Không đánh cược nổi à? Cược thắng còn tốt. Cược thua đâu? Tất cả thần minh không có không nói. Hắc Long Quốc có thể hay không sinh tồn đều là vấn đề. Có lẽ phải làm cho Diệp Quân Lâm trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi. Thật đáng sợ. 100 thần minh nói miểu sát liền toàn bộ miểu sát. Còn lại hơn 400 thần minh có lẽ thật không đủ giết. Không ai nguyện ý cầm tất cả gia sản đi mạo hiểm như vậy. Chỉ có thể thỏa hiệp. Cái này không đơn thuần là Hắc Long Quốc đại vương tử ý tứ. Càng là tất cả mọi người ý nghĩ. Không ai dám cược. Vậy liền đem đồ vật đều phun ra. Sau đó gấp đôi bồi thường. Lại nhiều bồi thường, các ngươi cũng không có nhiều như vậy tài nguyên. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể đáp ứng. Hắc Long Quốc đại vương tử nhìn xem những người khác hô, còn thất thần làm gì? Mau đem đồ vật chuyển cho Nhất Tự Tỉnh Kiên Vương a. Các ngươi đang chờ chết sao? Sau đó, Hắc Long Quốc người đem tài nguyên một chút xíu hướng phi hành khí bên trong chuyển. Tương đương tài nguyên ở trong tay bọn họ còn không có che nóng, liền phải giao ra. Quá thảm, nhưng không có cách nào. Không giao liền là chết, để Diệp Quân Lâm một mà tiếp giết chóc. Chẳng những đem Diệp Quân Lâm tài nguyên toàn trả lại, còn lấy ra gấp đôi bồi thường. Tương đương bọn hắn để giành được gia sản, gần như để Diệp Quân Lâm ăn cướp sạch sẽ. Thịt đau, trái tim đều đang chảy máu. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phẫn nộ đem nắm đấm toàn bộ nắm chặt. Từng cái bộ dáng hận không thể ăn hết Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhìn xem bọn hắn cười cười, làm sao? Khó chịu, vậy liền tiếp tục đánh đi. Đám người. Hắc Long Quốc đại vương tử bọn hắn khóe miệng hung hăng run rẩy. Đánh. Ai còn dám đánh a? Bao nhiêu thần minh đều không đủ giết. Để giành được điểm ấy gia sản dễ dàng sao? Muốn bị Diệp Quân Lâm toàn bộ giết. Kia Hắc Long Quốc xong. Nhịn. Chỉ có thể chịu đựng. Vô luận Diệp Quân Lâm nhiều cuồng vọng, làm sao khiêu khích, cũng không thể có bất kỳ ý tưởng gì. Nhịn. Cả đám đều thành ninja rùa. Rốt cục, tất cả tài nguyên đều bị mang lên hai chiếc phi hành khí. Hắc Long Quốc đám người chỉ có thể chờ mong, về sau mạnh lên, lại tìm Diệp Quân Lâm tính bút chướng này. Diệp tiên sinh chúng ta cũng nên rời đi. Hắc ám bác sĩ thúc giục nói. Hắn cùng Thượng Đế chi não một người điều khiển một chiếc phi hành khí. Trước chậm đã, Diệp Quân Lâm lại là không hề động thân. Cái này khiến đám người cảm giác rất kỳ quái. Muốn biết Diệp Quân Lâm sau đó phải làm gì? Hắc Long Quốc đại vương tử trực tiếp hỏi, chẳng lẽ Nhất Tự Tỉnh Kiên Vương còn có chuyện khác sao? Chẳng lẽ là, hắn suy đoán Diệp Quân Lâm muốn đổi ý, còn muốn thêm điều kiện. Ta xem sớm ngươi khó chịu, cho nên giết ngươi, không có ý kiến a. Diệp Quân Lâm hướng về phía Hắc Long Quốc đại vương tử nói. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời này mới ra. Toàn trường kinh hãi. Mỗi người cũng là khó mà tin nổi nhìn xem Diệp Quân Lâm. Cái này giết nhân lý từ. Thật đúng là đầy đủ a. Ta nhìn ngươi khó chịu, ta liền giết ngươi. Có ý kiến gì không? Liền Hắc ám bác sĩ hai người đều không nghĩ tới. Bọn hắn lấy vì chuyện này cứ như vậy xong. Không nghĩ tới còn không có kết thúc. Ta. Hắc Long Quốc đại vương tử một mặt ngây ngốc, mờ mịt nhìn xem Diệp Quân Lâm. Hắn cũng không có nghĩ đến là Diệp Quân Lâm lại đột nhiên nói như vậy. Ta, Hắc Long Quốc đại vương tử còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy một tia sáng lạnh hiện lên. Hắc Long Quốc đại vương tử cái cổ một đạo tơ máu xuất hiện. Mộng, ở đây tất cả mọi người mộng. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Quân Lâm nói động thủ liền động thủ. Không lưu tình một chút nào. Tất cả mọi người giống như cái xác không hồn. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Phù phù. Thẳng đến Hắc Long Quốc đại vương tử thi thể trùng điệp đập xuống đất. Mọi người lúc này mới một hồi phục tinh thần lại. Ngươi biết mình làm cái gì sao? Ngươi vậy mà giết đại vương tử. Chấm. Hắc Long Quốc đám người toàn bộ đều giận. Nhao nhao hướng về phía Diệp Quân Lâm gầm thét. Diệp Quân Lâm trước người thần kiếp lơ lửng, hắn thản nhiên nói, muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi. Ong ong ong. Thần kiếp hưng phấn run rẩy. Cứ việc đại vương tử bị giết, mỗi người phẫn nộ đến cực hạn. Thế nhưng là mạnh mẽ một cái báo thù đều không có. Toàn bộ chỉ là nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm,
cũng không dám động thủ. Vẫn là câu nói kia. Không đánh cược nổi. Cược thua, toàn bộ Hắc Long Quốc đều xong. Cho nên Diệp Quân Lâm vô luận làm cái gì, cũng không thể trả đũa lại. Chờ nửa ngày, không ai dám động thủ. Diệp Quân Lâm cười cười, không ai động thủ ta liền đi a. Là các ngươi không trân quý cơ hội a. Cứ như vậy, tất cả mọi người đưa mắt nhìn Diệp Quân Lâm leo lên phi hành khí. Cuối cùng nghênh ngang rời đi. Đại vương tử, Diệp Quân Lâm chúng ta phát thệ thù này không đội trời chung. Chúng ta nhất định sẽ báo thù, ngươi chờ. Một đám người ngửa mặt lên trời thét dài. Đồng thời bắt đầu thu thập thi thể, quét dọn vết tích. Hắc Long Quốc mấy vị mưu sĩ cũng đứng dậy, hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem tin tức khóa kín. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết chúng ta tổn thất gần trên trăm thần minh. Đại vương tử chết tin tức cũng khóa kín, bất luận kẻ nào không thể biết. Lúc đầu Hắc Long Quốc đại vương tử ra lệnh, phong bế hết thảy tin tức. Vốn cho rằng là lặng yên không một tiếng động đối phó Diệp Quân Lâm. Không nghĩ tới lại dùng tại trên người mình. Cho tử vong của mình phong bế tất cả tin tức. Bởi vậy, ngoại giới không ai biết Hắc Long Quốc vừa mới xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Diệp Quân Lâm bọn hắn an toàn rời đi. Mang đi một khối băng chuyện cái giường cũng biết. Còn có lại tới một chiếc phi hành khí, tất cả mọi người phán đoán hẳn là Hắc Long Quốc lần nữa công phu sư tử ngoạm, để Diệp Quân Lâm lại vận tài nguyên đến. Dạng này đều có thể giải thích được. Mọi người cho rằng sự thật chính là như thế. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, nhiều đến một chiếc phi hành khí là đến vận chuyển đồ vật trở về. Chẳng qua ngoại giới nhất trí cho rằng, Hắc Long Quốc không muốn mặt công phu sư tử ngoạm, tại Diệp Quân Lâm nơi này đạt được rất nhiều tài nguyên. Chiếm hết tiện nghi. Hiện tại Hắc Long Quốc thần minh nhiều như vậy, lại có nhiều như vậy tài nguyên. Hắc Long Quốc ở vào một cái đáng sợ lên cao kỳ. Không ai dám trêu chọc. Tại mọi người xem ra, Hắc Long Quốc như thế công phu sư tử ngoạm, đều tùy tiện đạt được Diệp Quân Lâm nhiều như vậy tài nguyên. Nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, Diệp Quân Lâm vì quân quân không tiếc bất cứ giá nào, ai muốn cái gì liền cho cái đó. Thứ hai, Diệp Quân Lâm có tài nguyên đến để người mức không thể tưởng tượng nổi, ra tay như vậy xa xỉ, khẳng định so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn nhiều. Tổng kết xuống tới Diệp Quân Lâm là cái dễ khi dễ oan đại đầu. Lần này, bắt đầu đánh Diệp Quân Lâm chủ ý người càng ngày càng nhiều. Hắc Long Quốc không biết xấu hổ như vậy, đều tùy tiện cầm tới nhiều như vậy. Bằng không chúng ta trực tiếp đoạt a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái nào đó thế lực lớn siêu cấp sinh ra ý nghĩ như vậy. Bọn hắn đều không muốn học Hắc Long Quốc như thế cong cong quấn. Trực tiếp cũng muốn cướp Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm dạng này chó nhà giàu, ai không muốn đoạt. Đương nhiên nếu để cho bọn hắn biết Hắc Long Quốc gặp phải, sợ là không ai dám đối Diệp Quân Lâm động ý nghĩ như vậy. Lệnh treo giải thưởng có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Rất dễ dàng đem Diệp Quân Lâm tài nguyên những cái này để lộ ra. Cái này dẫn đến vô số người bắt đầu có ý đồ với hắn. Thậm chí để Diệp Quân Lâm không nghĩ tới chính là đại hạ bên này đều có người bắt đầu đánh hắn chủ ý. Mấy người kia đúng là hắn tại Nam Cực vòng xoáy thấy qua những người kia trấn ma ti. Bốn người này còn có mấy người khác, tại đại hạ nơi nào đó. Cái này Diệp Quân Lâm tài nguyên thật là phong phú a. Thiên tài địa bảo toàn là đồ tốt, đều là cao giai phẩm chất, còn có linh thạch linh khí tinh thể độ tinh khiết cao đến không cách nào tưởng tượng. So với chúng ta phổ biến sử dụng còn muốn cao. Thật không biết nhiều như vậy tài nguyên hắn từ chỗ nào đến. Phần này tài nguyên chúng ta trấn ma ti đều muốn thèm a. Hắn không phải muốn cho nữ nhi của hắn giải độc sao. Vậy chúng ta kỳ thật có thể cùng hắn giao dịch, giúp hắn nữ nhi giải độc, sau đó đạt được tài nguyên phong phú. Nhưng nghe nói nữ nhi của hắn trúng độc thuốc danh xương mạnh nhất độc dược, không phải tốt như vậy giải. Cái này có cái gì? Độc kinh hạ nửa cuốn đều tại chúng ta trấn ma ti. Cái gì độc giải không xong? Chấm. Nếu để cho Diệp Quân Lâm biết trấn ma ti đã chú ý đến hắn cùng quân quân. Đoán chừng phải hưng phấn chết. Hắc Long Quốc một nhóm. Vẫn là có thu hoạch. Thứ gì đều không có ra, còn được đến gấp đôi tài nguyên, còn có xe trượt tuyết. Ngược lại để Diệp Quân Lâm trong lòng thoáng an ổn một điểm. Cái này xe trượt tuyết thật đúng là có thể tạm thời đóng băng lại hết thảy. Độc dược này cũng bị phong bế. Chẳng qua Diệp Quân Lâm vẫn là lúc nào cũng quan sát. Độc dược này quá giảo hoạt. Nói không chừng là giả tưởng.
Biết Hắc Long Quốc công phu sư tử ngoạm bị Diệp Quân Lâm thỏa mãn, tiếp xuống càng ngày càng nhiều người đều tìm tới Diệp Quân Lâm. Cống hiến kỳ nhân dị sĩ cùng biện pháp cùng thần dược vân vân. Chẳng qua đại đa số biện pháp đều không có tác dụng gì. Chẳng qua một ngày này đại hạ đột nhiên đến một đám người, muốn tìm Diệp Quân Lâm tính sổ sách. Từng cái ở nơi nào lớn tiếng ồn ào. Hắc ám bác sĩ đem chuyện này nói cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm để bọn hắn toàn bộ tiến đến. Mấy trăm người đi vào về sau, liền hướng về phía Diệp Quân Lâm hô to, Diệp Quân Lâm thân là đại hạ nhất tự tỉnh Kiên Vương, người cũng quá tự tư. Chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như thế người ích kỷ. Uổng cho ngươi vẫn là đại hạ nhất tự tỉnh Kiên Vương đâu. Mộng. Diệp Quân Lâm triệt để mộng. Hắn tự tư. Tình huống như thế nào? Hắn làm sao tự tư rồi? Còn có hắn thân là đại hạ nhất tự tỉnh Kiên Vương, cho tới nay đều là vì đại hạ cúc cung tận tụy a. Đầu nhập tại đại hạ chính là nhiều nhất. Vì đại hạ chịu chết. Các phương diện đều vì đại hạ suy xét. Bao nhiêu lần đi địa ngục đưa tin. Một mực trải qua đao kiếm đổ máu thời gian. Hắn xứng đáng đại hạ. Hắn xứng đáng đại hạ nhất tự tỉnh Kiên Vương xưng hào. Người người hẳn là mang ơn. Là hắn bảo hộ đại hạ đến nay. Vô luận là bên ngoài, vẫn là từ một nơi bí mật gần đó. Hắn đều đang bảo vệ đại hạ. Thậm chí gần đây hai lần, có người đối đại hạ nghĩ cách, đều là hắn xuất thủ. Tự tư. Thế nào tự tư? Hắn Diệp Quân Lâm lúc nào tự tư qua? Vì chính mình sự tình làm ra vi phạm đại hạ sự tình. Hết thảy đều là lời nói vô căn cứ. Tất cả đều là tại kéo con bê. Diệp Quân Lâm nhìn xem đám người hô, các người mẹ hắn người nào a? Đi lên liền nói ta tự tư, các người có tư cách sao? Diệp Quân Lâm người đến bây giờ đều không cảm thấy mình tự tư sao? Người xứng đáng mình nhất tự tỉnh Kiên Vương xưng hào sao? Người xứng đáng đại hạ ngàn vạn người sao? Đại hạ hiện tại cũng cái dạng gì rồi? Chính ngươi đâu, tại làm chuyện gì, ngươi quan tâm tới hiện tại đại hạ sao? Đây không phải tự tư là cái gì, ngươi còn muốn hỏi chúng ta, ngươi không phải lòng dạ biết rõ sao? Đối mặt như vậy dùng ngòi bút làm vũ khí. Diệp Quân Lâm càng phát ra ngơ ngác. Hắn đến cùng làm sao rồi? Đám người này làm sao từng cái cùng như chó điên? Vừa thấy mặt liền điên cuồng cắn hắn. Ta nơi nào tự tư rồi, mời các ngươi nói rõ ràng. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Diệp Quân Lâm người bây giờ có phải là có được rất nhiều tài nguyên? Thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể đều tràn lan thành núi rồi. Cho người ta đều là mấy tấn cho. Một người cầm đầu chất vấn. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, chuyện này cũng không phải bí mật. Toàn thế giới mọi người đều biết a, ta xác thực có được rất nhiều tài nguyên, so với các người bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn nhiều. Hắn hào phóng thừa nhận. Cái này lại không phải cái gì bí mật. Kia không phải, người có nhiều như vậy tài nguyên, người đã cho đại hạ một gốc thiên tài địa bảo sao? Đã cho đại hạ một khối linh khí tinh thể sao? Không có, đại hạ liền sợi lông cũng không thấy. Đừng nói ăn thịt ăn canh, chính là hương khí đều ngửi không thấy. Đúng a, người tài nguyên đại hạ nửa phần đều không được đến qua. Ngay từ đầu chúng ta đều gửi hy vọng ở trên thân thể ngươi, chờ mong ngươi cầm tài nguyên trả lại đại hạ. Để đại hạ quật khởi đâu. Kết quả chúng ta đợi thời gian dài như vậy, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chúng ta mới đến tìm ngươi. Chấm. Vừa nhắc tới cái này, tất cả mọi người tức điên, lao nhao hô. Minh bạch. Diệp Quân Lâm cuối cùng đã rõ. Vì sao mọi người đối với mình như vậy bất mãn, nói mình tự tư đâu. Hóa ra là nguyên nhân này. Mình có được phú khả địch quốc tài nguyên, lại không cho đại hạ nửa phần. Bọn hắn liền cảm thấy mình tự tư. Nguyên lai tại mọi người trong nhận thức biết, mình có được tài nguyên, thứ nhất sự tình chính là đến nộp lên cho đại hạ. Không có suy xét đại hạ, không có cho đại hạ, chính là tự tư. Chính là không xứng làm nhất tự tỉnh Kiên Vương. Buồn cười. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Nguyên lai đây chính là tự tư. Cái này đến thảo phạt mình rồi. Mình trước kia làm qua hết thảy bọn hắn đều quên. Chỉ để ý lập tức. Chỉ để ý hiện tại Diệp Quân Lâm có hay không đem tài nguyên cho đại hạ. Đương nhiên Diệp Quân Lâm biết đây là cực thiểu số đều một bộ phận người. Phần lớn người vẫn là đối với mình mang ơn. Dù sao người có tốt có xấu. Cái này một bộ phận người khẳng định là có. Diệp Quân Lâm cười. Mẹ nhà hắn, những tài nguyên này đều là mình.
hắn muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Hắn nghĩ cho người nào thì cho người đó. Hắn dù là ném đi, đem thiên tài địa bảo lấy ra cho chó ăn cũng được. Hắn không có cái này nộp lên nghĩa vụ. Đại hạ cũng không có phương diện này quy định. Hắn cho là tình cảm, không cho là bổn phận. Hắn muốn cho liền cho, không nghĩ cho liền cho chó ăn. Làm gì? Một câu đồ của lão tử quyết định, quan các người thí sự. Huống chi, những tài nguyên này đều là hắn lấy ra cho quân quân giải độc. Các ngươi lầm đi, cái này tài nguyên cùng các ngươi không quan hệ, là ta lấy ra cứu nữ nhi. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Cứu ngươi nữ nhi là không sai, có thể dùng phải lấy nhiều như vậy tài nguyên sao? Nhiều như vậy tài nguyên vì sao không phản hồi cho đại hạ? Chúng ta cũng nghe nghe Viêm Long vệ cùng Thiên Sách phủ những cái này cũng đang giúp ngươi nữ nhi tìm biện pháp giải độc đâu. Ngươi đều không cảm ơn sao? Con gái của ngươi chúng độc có nguy cơ, thế nhưng là đại hạ hiện tại vô thần minh, cũng là ở vào nguy cơ trạng thái. Ngươi làm sao không lấy chút tài nguyên ra tới cứu vớt đại hạ đâu? Hiển nhiên trong mắt ngươi không có đại hạ cùng ngươi nữ nhi so sánh, ngươi lựa chọn con gái của ngươi. Đại hạ không trọng yếu, con gái của ngươi trọng yếu. Ngươi căn bản là không có một ván cờ lớn xem người. Vì con gái của ngươi, liền cam nguyện từ bỏ đại hạ tất cả mọi người. Chúng ta muốn hỏi một chút nhìn, có phải là đại hạ tất cả mọi người mệnh cũng không sánh nổi con gái của ngươi? Chủ yếu là vì cứu ngươi nữ nhi, tùy ý đem tài nguyên cho quốc gia khác thế lực. Bọn hắn càng cường đại hạ đụng phải uy hiếp lại càng lớn. Ngươi có suy nghĩ hay không qua? Huống chi ngươi lâu như vậy, con gái của ngươi chúng độc cũng không có giải, ngươi làm đều là vô dụng công. Ý nghĩ của ngươi có phải là nên thay đổi rồi? Không thể một mực đi dạng này rồi. Trước tiên đem tài nguyên nhường lại, để đại hạ mạnh lên. Đại hạ cường đại, không phải cũng đối con gái của ngươi được không? Đúng a, con gái của ngươi đối ngươi là trọng yếu. Nhưng nàng là nhất tự tịnh kiên vương nữ nhi a, chính nàng cũng phải có kính dâng thậm chí hy sinh giác ngộ a. Hy sinh một người, thành toàn bộ đại hạ, chẳng phải là tốt hơn. Đương nhiên ta chính là ví von, cũng không phải là thật muốn hy sinh nàng. Nếu là đem tài nguyên cho đại hạ, toàn bộ đại hạ trái lại cũng sẽ giúp nàng giải độc. Nói lớn chuyện ra, người cùng người nữ nhi đều có tội. Đều thật xin lỗi đại hạ. Chấm. Một đám người huyên thuyên nói không ngừng. Cười. Diệp Quân Lâm cười. Ngụy biện. Vậy mà có thể lệch ra đến trình độ này. Đạo đức bắt cóc. Đây là hắn gặp qua kinh khủng nhất đạo đức bắt cóc. Từng cái đứng tại điểm cao đến chỉ trích hắn, thậm chí muốn quân quân có kính dâng tinh thần hy sinh. Quả thực tuyệt. Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não đều muốn điên. Kém chút đều sắp nhịn không được hỏi thăm Diệp Quân Lâm đây chính là người phải bảo vệ người sao. Đương nhiên đây là cùng với tiểu nhân một bộ phận người. Thiên Sách thần soái bọn hắn tuyệt không phải như vậy cho rằng. Diệp Quân Lâm mấy ngày nay không biết bao nhiêu người đều đang nói ngươi chuyện này. Một người cầm đầu đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Có mấy người đi lên trước. Lạch cạch. Đột nhiên mấy người kéo ra một cái to lớn hoành phi. Phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít màu đen chữ. Diệp Quân Lâm đây là một phần vạn người liên danh sách. Hy vọng ngươi có thể đem tất cả tài nguyên giao cho đại hạ, để đại hạ đến phân phối. Đương nhiên con gái của ngươi chúng ta cũng sẽ quản. Mọi người nhiều người lực lượng lớn, cùng đi tìm biện pháp cho ngươi nữ nhi giải độc. Chấm. Hoành phi ở trước mắt. Diệp Quân Lâm cảm thấy quá buồn cười. Còn vạn người liên danh sách. Thế nào không phải vạn máu người sách đâu. Có loại hơn vạn người lấy cái chết đến chống lại mình đâu. Diệp Quân Lâm mời ngươi xem thật kỹ một chút phía trên mỗi một cái tên. Ngươi muốn nghĩ lại, biết mình là hành động gì. Hy vọng những tên này có thể cảnh tin ngươi, có thể làm cho ngươi tỉnh ngộ. Đám người thúc giục nói. Nhìn mẹ ngươi. Diệp Quân Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Trước mắt Hoành Phi đột nhiên đụng phải một cỗ sức mạnh đáng sợ vỡ nát ra. Hóa thành vô số mảnh vụn bay là tả tại không trung, rơi vào những người này trên thân. Ngốc. Bọn hắn đều ngốc. Vạn vạn không nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ động thủ. Diệp Quân Lâm biết mình đang làm cái gì. Ngươi là muốn phản bội đại hạ sao? Ngươi là muốn trở mặt không quen biết sao? Ngươi không đem đại hạ để vào mắt sao? Chấm. Đạo đức bắt cóc. Tiếp tục bắt đầu đạo đức bắt cóc. Diệp Quân Lâm lại cười. Cho nên ý của các ngươi đâu? Các ngươi là tới làm gì? Cụ thể muốn cái gì? Hắn hỏi.
vậy chúng ta cứ việc nói thẳng. Thứ nhất, ngươi nếu là không tự tư, liền đem tài nguyên giao ra. Chúng ta cho phép ngươi lưu một bộ phận cho nữ nhi chữa bệnh. Đương nhiên tốt nhất là tất cả tài nguyên đều giao ra. Thứ hai, lại đem như thế nào đạt được tài nguyên, hoặc là nói tài nguyên đầu nguồn toàn bộ giao phó ra tới. Thứ ba, hủy bỏ lệnh treo giải thưởng, lập tức đình chỉ. Không thể bởi vì con gái của ngươi lại lãng phí tài nguyên, đem tài nguyên cho địch nhân của chúng ta cùng đối thủ nhóm. Cầm đầu người nói. Ngay sau đó, hắn hướng về phía mọi người hô, mọi người nói thế nào? Tốt! Đám người cùng nhau hô. Lá, nhất tự Tịnh Kiên Vương đây là chúng ta hơn vạn tiếng nói. Nếu là đại biểu toàn bộ đại hạ, đây là đại hạ tiếng lòng của tất cả mọi người. Hy vọng ngài có thể minh bạch. Cầm đầu người nhìn xem Diệp Quân Lâm nói. Ha 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 ha. Diệp Quân Lâm lần nữa cười to nói. Thật sự là hiếm thấy a. Lòng tham không đáy, muốn mình tất cả tài nguyên cùng nơi phát ra bí mật không nói. Còn muốn chủ đạo mình, đình chỉ cho quân quân giải độc lệnh treo giải thưởng. Chẳng khác gì là không cho quân quân giải độc đến, muốn hy sinh quân quân. Cái này cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Hắc ám bác sĩ cười lạnh nói, nguyên lai còn có so hắc long quốc đám kia tạp toái càng người vô sỉ a. Ta sống lâu như thế, vô sỉ như vậy không muốn mặt còn là lần đầu tiên thấy. Thượng đế chi não nói thẳng, đại biểu đại hạ tất cả mọi người. Người đại biểu được không? Đại hạ những người khác biết sao? Ta chỉ thấy các ngươi mấy trăm người. Nhìn thấy hắc ám bác sĩ hai người ra tới chen vào nói. Đám người này đều giận. Các ngươi là ai? Có tư cách gì cắm vào chúng ta đối thoại? Cái gì đêm làm quang thiên sứ, chúng ta cũng không nhận. Các ngươi kỳ thật vốn là muốn hủy diệt thế giới này. Còn có nhất tự Tịnh Kiên Vương ngươi sao có thể cùng hai người này xen lẫn trong cùng một chỗ? Ngươi có phải hay không nhận bọn hắn mê hoặc? Chấm. Chó dại. Thấy ai cắn ai chó dại. Bọn hắn mượn nhờ điểm cao, đến bình phán bắt cóc mỗi người. Hắc ám bác sĩ hai người lập tức giận. Thậm chí muốn động thủ đánh người. Chỉ là Diệp Quân Lâm cho bọn hắn nháy mắt ra dấu, hai người tự giác thối lui đến một bên. Diệp Quân Lâm cười nói, liền điểm ấy sao, còn có cái khác sao? Ừm. Diệp Quân Lâm lời này mới ra, dường như để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn coi là Diệp Quân Lâm phải đáp ứng. Trước liền cái này ba đầu đi, cái khác nghĩ đến bổ sung lại. Người cầm đầu nhìn xem Diệp Quân Lâm cười nói. Vẫn là nhất tự Tịnh Kiên Vương có giác ngộ a. Ngắn như vậy thời gian liền kịp phản ứng, coi như không tệ. Ngươi nếu là dạng này, chúng ta còn tán thành ngươi. Ngươi vẫn là đại hạ nhất tự Tịnh Kiên Vương. Đúng đúng đúng, ngài vẫn là chúng ta nhất tự Tịnh Kiên Vương. Mọi người nhao nhao đều hô. Hướng lâu dài nói đại hạ mạnh lên, ngươi mới có thể hướng cửu đầu xà báo thù. Ngươi có thể báo thù cửu đầu xà duy nhất phương thức chính là đại hạ cường đại hơn chiến hùng quốc. Đến lúc đó toàn bộ đại hạ đều cho ngươi chỗ dựa, chiến hùng quốc không được ngoan ngoãn đem cửu đầu xà giao ra mặc cho ngươi xử trí a. Chấm. Bọn hắn coi là đạt được tài nguyên. Liền bắt đầu cho Diệp Quân Lâm ngon ngọt, cũng chính là họa bánh nướng. Người cầm đầu còn cười nói, chúng ta liền mang 10 chiếc phi hành khí, không biết có thể hay không đem tất cả tài nguyên trở đi. Những người khác phụ họa nói, nếu như không trở đi, chúng ta có thể nhiều vận mấy lần. Hoặc là xin giúp đỡ để nhiều đến mấy chiếc phi hành khí. Người cầm đầu gật gật đầu, đã như vậy, kia mọi người cũng nhanh hành động đi, trước tiên đem phía sau tài nguyên dọn đi. Vài trăm người trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm sau lưng chất thành núi tài nguyên. Liền phải công kích, chậm đã. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên hô. Các ngươi là muốn chuyển đằng sau ta tài nguyên sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Đám người gật gật đầu, đúng a. Không phải liền là muốn dọn đi tất cả tài nguyên sao? Ngươi không phải đều đồng ý sao? Ta lúc nào đồng ý rồi? Diệp Quân Lâm hỏi lại. Mọi người sắc mặt soát đều biến. Vừa mới ngươi đều hỏi có hay không những điều kiện khác rồi. Cái này còn không phải đồng ý không? Đám người kinh ngạc nói. Vậy các ngươi nghe được ta chính miệng nói sao? Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Mọi người trên mặt đều lộ ra tức giận thần sắc. Diệp Quân Lâm ngươi có ý tứ gì? Ngươi là không giao ra tài nguyên rồi. Ngươi có phải hay không đùa nghịch chúng ta? Ngươi thế nhưng là nhất tự Tịnh Kiên Vương a. Chấm. Đám người nhao nhao bắt đầu chất vấn. Những tài nguyên này là cứu ta nữ nhi dùng, các ngươi trở đi, ta lấy cái gì đi cứu nữ nhi của ta? Diệp Quân Lâm hỏi. Người cầm đầu phẫn nộ nhìn xem Diệp Quân Lâm nói,
con gái của ngươi cứu thời gian dài như vậy. Đều căn bản là không có cách loại trừ độc tố. Ngươi hẳn là minh bạch, con gái của ngươi độc giải không được. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi lại tiếp tục cho ngươi nữ nhi giải độc, chính là lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Chúng ta không thích nhìn thấy con gái của ngươi lãng phí nhiều như vậy tài nguyên. Nói một lời chân thật, cam chịu số phận đi. Con gái của ngươi độc giải không được, đừng lãng phí tài nguyên. Diệp Quân Lâm nhìn xem hắn nói, ta cảm thấy ngươi còn sống rất lãng phí không khí. Vừa mới nói xong, người cầm đầu đầu nổ tung. Một quyền. Diệp Quân Lâm một quyền liền đem người cầm đầu đầu đánh nổ. Máu tươi bắn tung tóe, gần như tất cả mọi người ở đây trên mặt đều bị bắn tung tóe đến. Nóng hổi xúc giác cùng mùi máu tươi để bọn hắn bừng tỉnh. Ngốc! Từng cái đều muốn điên. Không thể tin. Xảy ra chuyện gì? Giống như có đầu người bị đánh nổ rồi. Thoải mái. Quá thoải mái. Nội tâm áp chế phẫn nộ hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não giờ khắc này đạt được phóng thích. Thoải mái đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Liền phảng phất động thủ chính là bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn cũng rõ ràng Diệp Quân Lâm phong cách hành sự, hoặc là nói là hiện tại phong cách hành sự. Loại này đạo đức bắt cóc sao có thể bắt cóc được Diệp Quân Lâm? Nói cách khác, Diệp Quân Lâm căn bản liền không có đạo đức. Ngươi lấy cái gì bắt cóc? Thậm chí giải quyết loại này đạo đức bắt cóc tình huống tốt nhất đường tắt chính là vũ lực. Ta đem ngươi giết, ngươi xuống dưới cùng Diêm Vương ra giảng đạo lý đi thôi. Ngươi đi địa ngục đạo đức bắt cóc à? Giận. Phẫn nộ đến cực điểm. Diệp Quân Lâm không nghĩ tới đám người này sẽ quá phận đến loại trình độ này. Suy xét đến bọn hắn chung quy là đại hạ đến, mình nhiều lần nhường nhịn. Dù là đạo đức bắt cóc hắn cũng chậm chạp không nổi giận. Nếu không phải bọn hắn đại hạ đến, Diệp Quân Lâm đã sớm giết sạch bọn hắn. Nhưng đám người này làm trầm trọng thêm, cuối cùng vậy mà để hắn từ bỏ cứu chữa nữ nhi, đem tất cả tài nguyên nhường lại. Càng nói ra cho nàng nữ nhi giải độc chính là lãng phí loại những lời này. Cái này chạm đến Diệp Quân Lâm lằn danh. Như vậy, vô luận ngươi là ai? Diệp Quân Lâm đều muốn giết. Dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không được. Chỉ cần trở ngại nữ nhi của hắn giải độc, đều phải chết. Trầm mặc yên tĩnh. Trọn vẹn một phút trôi qua. Trước mắt mọi người mới từng cái kịp phản ứng. Diệp Quân Lâm ngươi. Biết ngươi tại làm. Chấm. Liên tiếp 7-8 người đều muốn chất vấn Diệp Quân Lâm làm gì. Chỉ là vừa nói đến một nửa. Chết. Diệp Quân Lâm lạnh giọng mới ra, 7-8 người toàn bộ nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Tê dại. Lần này tất cả mọi người triệt để tê dại. Vừa mới kịp phản ứng đám người lần nữa bị xương máu bắn tung tóe. Còn có người muốn đánh ta tài nguyên chủ ý sao? Diệp Quân Lâm nhìn xem chúng nhân nói. Mọi người toàn bộ giống như là bị định trụ đồng dạng. Cuống họng nhúc nhích, lại không phát ra thanh âm nào tới. Còn có người muốn ta nữ nhi từ bỏ trị liệu không? Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi. Còn không có trầm mặc, không ai trả lời. Tự tư, đến cùng người ích kỷ là ai? Các ngươi luôn mồm đều là đại nghĩa, luôn mồm đều là đại hạ con dân như thế nào, để ta lấy ra tài nguyên đến bảo hộ đại hạ mỗi người. Nhưng nữ nhi của ta không phải đại hạ con dân sao? Các ngươi thà rằng để nàng từ bỏ trị liệu, trơ mắt nhìn xem nàng đi chết, cũng phải chiếm lấy ta tài nguyên. Lúc này nàng cũng không phải là đại hạ con dân rồi. Nàng liền không cần bảo hộ rồi. Đến cùng là ai tự tư à? Chính các ngươi ngẫm lại. Mà lại cái này tài nguyên là chính ta tìm tới, còn không phải tại đại hạ thổ địa bên trên lấy được. Như vậy liền là của ta nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Các ngươi thành cao các ngươi vĩ đại, các ngươi làm sao không đem tư nguyên của mình lấy ra nộp lên cho đại hạ a? Đạo đức bắt cóc đến trên đầu ta rồi. Chấm. Đối mặt Diệp Quân Lâm liên tục đặt câu hỏi. Tất cả mọi người trầm mặc. Cúi đầu đứng ở chỗ đó, run lẩy bẩy. Vừa mới bọn hắn thị giác bên trên gặp xung kích. Hiện tại tinh thần cũng gặp xung kích. Bọn hắn nơi nào không rõ hết thảy. Chỉ là Diệp Quân Lâm tài nguyên quá nhiều quá phong phú. Ai cũng muốn trông mà thèm. Nhất là như thế tài nguyên phong phú chỉ là lấy ra cho hắn nữ nhi giải độc. Cái này khiến mọi người tức giận phi thường. Bởi vậy mới đến như thế bức bách Diệp Quân Lâm. Chân chính hiểu được cảm ơn người, đều biết Diệp Quân Lâm vì đại hạ giao xảy ra điều gì. Thậm chí hắn vì toàn bộ thế giới đều trả giá qua. Bọn hắn chính là vô sỉ. Chính là không muốn mặt.
chính là tham lam, cũng là tự tư. Còn có ai yêu cầu ta giao ra tài nguyên sao? Diệp Quân Lâm lạnh giọng hỏi. Ánh mắt tại mỗi người trên mặt đảo qua. Ta cảm thấy, tỉnh táo qua đi, vẫn là có một người lên tiếng nói. Chỉ là hắn vừa nói ra ba chữ. Diệp Quân Lâm liền động thủ. Một quyền nện bạo hắn. Lại là máu tươi vẩy ra. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta chỉ muốn có nghe hay không. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Kịp phản ứng đám người lập tức hô, không có. Chúng ta sẽ không lại đánh tài nguyên chủ ý. Các ngươi có thể đánh ta tài nguyên chủ ý. Nhưng là tới một tên ta giết một tên. Các ngươi trở về nói cho những người khác, muốn đánh ta tài nguyên chủ ý người cứ tới. Không sợ chết, không có ta mạnh, ta đều giết. Đương nhiên các ngươi cảm thấy thực lực so với ta mạnh hơn có thể tới cướp ta. Ta hoan nghênh. Chấm. Diệp Quân Lâm mấy câu nói đó mới ra, trước mắt mấy trăm người đã sợ đến toàn bộ tè ra quần. Bọn hắn cũng minh bạch, đối mặt Diệp Quân Lâm phạm phải tội lớn ngập trời. Hắn là thật sẽ giết người a. Chợt, một đám người xám xịt chạy trốn. Từng cái sợ muộn, Diệp Quân Lâm sẽ đổi ý đồng dạng. Diệp tiên sinh đừng nóng giận, thật sự là không nghĩ tới có dạng này không muốn mặt tạp toái. Hắc ám bác sĩ bọn hắn an ủi. Có đôi khi những người bình thường này lời nói mới là nhất đả thương người. Không quan trọng, nơi nào đều là giống nhau, có tốt có xấu. Nghe vậy, Thượng Đế chi não phụ họa nói, không sai. Rất nhiều vẫn là đến chết không đổi. Giống vừa rồi những người này ở trong khả năng có bộ phận không những không tỉnh ngộ, ngược lại càng phát ra căm hận ngươi. Không sao, chỉ cần không đến trước mặt ta đến tiện là được, nhưng phàm là đến trước mặt ta tiện, ta đều giết. Để lại một câu nói, Diệp Quân Lâm quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Quân Lâm bóng lưng. Thượng Đế chi não cùng Hắc Ám bác sĩ liếc nhau. Cái này là dạng gì quyết đoán a? Đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Chỉ cần cường đại tới trình độ nhất định, liền không cần tuân thủ thế gian bất luận cái gì quy tắc. Khoái ý tiêu dao, tuân theo bản tâm. Ta muốn thế nào thì làm thế đó. Thông tục điểm nói ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, không cần lý do. Đây là bọn hắn ao ước điểm. Huống chi hiện tại rất nhiều người đều là nhằm vào Diệp Quân Lâm. Quả nhiên không ra Thượng Đế chi não suy đoán. Đám người này tỉnh ngộ rất nhiều người, nhưng cũng có không tỉnh ngộ, ngược lại càng phát ra căm hận Diệp Quân Lâm. Trở lại đại hạ về sau, đem sự tình nói một lần. Đều không cần thêm mắm thêm muối. Lập tức rất nhiều cho rằng Diệp Quân Lâm tự tư người đều giận. Các loại trào phúng nhục mạ Diệp Quân Lâm. Chẳng những tự tư, còn giết người. Đây là dự định độc chiếm. Cái này tài nguyên hẳn là thuộc về đại hạ A. Cái này để Diệp Quân Lâm một người toàn bộ nuốt mất. Chấm. Những người này đem Diệp Quân Lâm miêu tả thành một cái tội ác tày trời người. Đối với cái này, nghe không được Diệp Quân Lâm cũng không coi thành chuyện gì to tát. Chỉ cần không chạy đến trước mặt hắn đến nói là được. Tạm thời hắn không để ý tới tìm những người này phiền phức. Chờ hắn cho Quân Quân giải độc về sau, nói không chừng sẽ từng cái tìm tới cửa. Liên tục quan sát vài ngày, Diệp Quân Lâm phát hiện xe chứa tuyết thật có thể ngắn ngủi đông kết độc dược này. Chẳng qua hắn cũng minh bạch, độc dược này quá bá đạo. Quá giảo hoạt không nói, thích ứng năng lực cũng rất khủng bố. Không bao lâu, đoán chừng đều có thể thích ứng xe chứa tuyết. Đến lúc đó đối nó liền không có bất cứ tác dụng gì. Còn phải cần tiếp tục tìm biện pháp cùng thần dược. Hắn thấy rất lớn hy vọng trấn ma ti, từ Tiêu Thiên Vũ chờ 80 người tìm kiếm. Còn có độc kinh hạ nửa cuốn cũng tại trấn ma ti. Gánh chịu quá nhiều hy vọng. Nhưng vẫn luôn không có đầu mối. Cái này khiến trong lòng của hắn tảng đá lớn từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống. Tiếp tục như vậy, lệnh treo giải thưởng tác dụng cũng sẽ càng ngày càng yếu. Bởi vì nên thử biện pháp đều thử qua. Nên dùng thần dược đều dùng. Các loại kỳ nhân dị sĩ cũng đều giúp Quân Quân nhìn qua. Đều bất lực. Như vậy tiếp xuống hy vọng sẽ càng ngày càng xa vời. Đây là Diệp Quân Lâm không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Nói thật, hắn có chút gấp, đều nhanh đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng. Quân Quân hy vọng đến cùng ở đâu? Lệnh treo giải thưởng sau. Bây giờ muốn lấy như thế nào cho Quân Quân giải độc từ Diệp Quân Lâm nơi này đổi lấy thù lao người là càng ngày càng ít. Nhưng để mắt tới Diệp Quân Lâm tài nguyên càng ngày càng nhiều. Có không ít thế lực đều đã sinh ra trực tiếp đoạt Diệp Quân Lâm ý nghĩ.
cửu đầu xà cùng chiến hùng quốc cũng nhìn chòng chọc vào. Bởi vì cửu đầu xà nhân tạo thần minh phương pháp đã có hiệu quả. Nhóm người thứ nhất vì chế tạo thần minh đã xuất hiện. Thí nghiệm tổng cộng 100 người, kết quả có 9 người thành công. Chiến hùng quốc tương đương với nhiều 9 vị thần minh. Cái này tại toàn thế giới gây nên oanh động cực lớn tới. Tiếp tục như vậy còn chịu nổi sao? Chiến hùng quốc chẳng phải là càng ngày càng mạnh. Trên lý luận thần minh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chẳng qua nhân tạo thần minh cần tài nguyên quá nhiều, là giá trên trời. Linh khí tinh thể cùng thiên tài địa bảo phải không cần tiền đi dùng. Cũng chính là chiến hùng quốc cường đại, mới có thể có thực lực này mở ra triển cái này thí nghiệm. Quốc gia khác hoặc là thế lực, dù là có chế tạo thần minh biện pháp cũng vô dụng. Không có tài nguyên A. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm thành đối tượng. Dù là chiến hùng quốc cũng không ngoại lệ. Mặc dù nhiều 9 cái thần minh, nhưng đây là trọn vẹn 100 người lấy ra làm thí nghiệm. Hiệu suất vẫn là rất thấp. Ngay từ đầu nhập tài nguyên thời điểm, không hề chỉ nhằm vào 9 người ném. Mà là đối 100 người đầu nhập. Cứ như vậy, tài nguyên hao tổn quá lớn. Bọn hắn cũng sẽ có nhịn không được một ngày. Nếu là đạt được Diệp Quân Lâm tài nguyên, liền có thể giải quyết hết thảy trước mắt khốn cảnh. Đối chiến hùng quốc như thế. Đối cái khác người càng là như vậy. Báo thù cửu đầu xà tổ chức đều trông mà thèm chết rồi. Những ngày này bọn hắn một mực đang nghĩ biện pháp, như thế nào đạt được Diệp Quân Lâm những tài nguyên này. Trực tiếp đoạt, dường như có chút không tốt. Lừa gạt. Bọn hắn nghĩ kỹ. Trực tiếp lừa gạt Diệp Quân Lâm tài nguyên. Diệp Quân Lâm bây giờ nhược điểm cũng đủ rõ ràng chính là quân quân. Rất nhanh tổ chức này rộng khắp tản tin tức, truyền ra một loại có thể giải bách độc một loại thần dược 10 vạn năm tuyết liên. Cứ việc tuyết liên đã khô cạn, lại còn lại một nửa. Thế nhưng là đối với độc dược vẫn là tùy tiện thanh trừ. Tin tức này vừa truyền tới, khắp nơi đều tại oanh động. Cái này 10 vạn năm tuyết liên tại một người thần bí trong tay, không ai biết hắn là ai. Mà lại thần bí nhân này là tại đại hạ. Thế nhưng là hắn đối Diệp Quân Lâm trong tay tài nguyên cố ý. Chẳng qua mở ra giá trên trời. 10 tấn linh khí tinh thể cùng 1.000 chi thiên tài địa bảo. So Hắc Long Quốc còn muốn khoa trương. Đồng thời tuyên bố, thiếu một phân đều không ra. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Diệp Quân Lâm trong tai. Cha rõ ràng, có thể là thật. Bất luận có hiệu quả hay không, ta cảm thấy đến độ có thể thử một lần. Hắc ám bác sĩ nói. Đại hạ 10 vạn năm tuyết liên, có thể là, vậy liền thử xem đi. Diệp Quân Lâm nói, nghe được đại hạ, hắn cảm thấy có chút hy vọng. Dù sao đại hạ cổ y thuật kinh người, có loại dược liệu này rất bình thường. Hắc ám bác sĩ mím môi, không muốn đối phương yêu cầu hà khắc, thậm chí nghiêm ngặt. Tại trước khi giao dịch, bọn hắn cần đem một nửa tài nguyên giao cho bọn hắn. Một nửa là 5 tấn linh khí tinh thể cùng 500 chi thiên tài địa bảo. Cũng là con số không nhỏ a. Diệp Quân Lâm suy nghĩ một chút nói, tốt. Vậy liền đem một nửa tài nguyên cho bọn hắn. Hai câu nói. Thứ nhất, Diệp Quân Lâm tài nguyên quá nhiều, cho bao nhiêu đều được. Thứ hai, không sợ lừa gạt, dù là lừa gạt, Diệp Quân Lâm cũng sẽ tìm tới cửa. Hắc ám bác sĩ lập tức đi thu xếp chuyện này. Mà lại đối phương rất giàu hoạt khôn khéo, không phải một lần tính đem tài nguyên đều cho bọn hắn. Mà là để hắc ám bác sĩ đem những tài nguyên này phân tại đại hạ 10 cái địa phương. Mỗi một chỗ thả một chút xíu. Hắc ám bác sĩ cũng chiếu vào làm. Đem những tài nguyên này sắp xếp người phân bố tại 10 cái địa phương. Đồng thời không cho phép chung quanh có người xem xét. Không lâu sau đó, 10 cái địa phương tài nguyên toàn bộ đều bị vận chuyển phải sạch sẽ. Đạt được tài nguyên tự nhiên là báo thù cửu đầu xà tổ chức. Tại bọn hắn tổng bộ, tòa này tiểu hải ở trên đảo. Nhìn xem chất thành núi tài nguyên. Cả đám đều cười nở hoa. 10 vạn năm tuyết liên bọn hắn nơi nào có a? Tất cả đều là biên tạo nên. Vì chính là hấp dẫn Diệp Quân Lâm. Bọn hắn đưa ra giá trên trời là lợi dụng Diệp Quân Lâm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tâm lý. Mà lại từ trước đó đủ loại phân tích đến xem. Diệp Quân Lâm thế tất sẽ đáp ứng. Hắn cũng không thiếu. Chẳng qua bọn hắn lại không có thật 10 vạn năm tuyết liên, căn bản không cách nào cùng Diệp Quân Lâm giao dịch a. Giao dịch thời điểm, Diệp Quân Lâm thế tất yếu kiểm hàng. Như vậy bọn hắn liền bại lộ, lừa gạt không xong rồi. Cho nên bọn hắn đưa ra một nửa tiền đặt cọc.
muốn Diệp Quân Lâm bọn hắn trước tiên đem một nửa tài nguyên đưa tới. Dạng này sẽ không khiến cho Diệp Quân Lâm bọn hắn hoài nghi, dù sao chỉ là tiền đặt cọc, cũng không phải toàn bộ. Kỳ thật bọn hắn chính là lừa gạt cái này một nửa tài nguyên. Đây mới là mục đích của bọn hắn. 10 tấn linh khí tinh thể cùng 1.000 chi thiên tài địa bảo chỉ là ngụy trang. Bọn hắn muốn gạt chính là sớm thanh toán tiền đặt cọc, chính là 5 tấn linh khí tinh thể cùng 500 chi thiên tài địa bảo. Đây là ai đều không nghĩ tới. Bọn hắn không muốn đi lừa gạt toàn bộ. Ngay từ đầu chính là lừa gạt cái này một nửa. Lừa gạt nhiều như vậy quá nguy hiểm. Vạn nhất kiểm hàng thất bại, bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Không đơn thuần là Diệp Quân Lâm bên này nguy cơ. Bọn hắn còn minh bạch cửu đầu xà cũng sẽ nhúng tay. Dù sao cửu đầu xà hiện tại nguyên tắc là ngăn cản hết thảy có thể đối Diệp Quân Lâm nổi danh. Mình dù là đạt được kia 10 tấn linh khí tinh thể những cái này, cũng không nhất định có thể an toàn trở về đi. Còn không bằng lừa gạt một nửa liền tốt. Diệp Quân Lâm sẽ cho, cửu đầu xà phương diện đang chờ cuối cùng giao dịch. Rất dễ dàng liền có thể đạt được. Dù sao làm sao đều không ăn thua thiệt. Ha ha ha, nhiều như vậy tài nguyên, quả thực cũng không dám nghĩ a. Trừ thế giới trước năm thế lực có thể lấy ra, cái khác thật không nhất định a. Những tài nguyên này đối với chúng ta đến nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Quá tốt. Chấm. Đám người này nhìn xem chất thành núi tài nguyên, cả đám đều hưng phấn đến muốn chết rồi. Đúng, chúng ta mục đích như là đã đạt tới. Còn muốn hay không cùng Diệp Quân Lâm gặp mặt rồi? Có người hỏi. Đương nhiên muốn gặp mặt, trực tiếp gặp mặt cho Diệp Quân Lâm một cái giả tuyết liên. Ở trước mặt nói cho hắn bị lừa. Ta hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra Diệp Quân Lâm thằng ngu này biết bị lừa sau dáng vẻ. Ha ha ha, thật sự là sảng khoái. Diệp Quân Lâm đây chính là ngươi không gia nhập kết quả của chúng ta. Đáng đời ngươi bị lừa. Chấm. Hắc ám bác sĩ cũng vội vàng đem tin tức truyền về cho Diệp Quân Lâm, Diệp tiên sinh đám gia hỏa này quá giảo hoạt. Những cái kia tài nguyên rất nhanh liền bị trở đi, người ta an bài cách quá xa không có tiếp cận. Chẳng qua bọn hắn ước định ngày mai giao dịch, đến lúc đó một tay kiểm tra 10 vạn năm tuyết liên, không có vấn đề, liền đem còn lại tài nguyên toàn bộ cho bọn hắn. Tốt! Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Hôm sau, Diệp Quân Lâm mấy người đi vào chỉ định địa phương. Bọn hắn ra phi hành khí bên trong, đem còn lại tài nguyên cũng toàn bộ mang theo. Đối tượng mấy người đều đang đợi, từng cái mang theo mặt nạ. Chẳng qua một người cầm đầu tay nâng lấy hộp. Diệp Quân Lâm hắc ám bác sĩ nhìn thấy cái này mấy nhân ý thức được có mấy phần không thích hợp. Trước mắt mấy người này chính là so với người bình thường mạnh một điểm. Càng giống là vận chuyển đồ vật khổ lực thôi. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng kém xa. Có thể có được 10 vạn năm tuyết liên thế lực sẽ là thế lực nhỏ sao? Không phải. Thế lực nhỏ có được bực này nghịch thiên tồn tại, mình là căn bản không gánh nổi. Có chút kỳ quái. Mấy người đã ý thức được cái gì? Nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng. Dù sao vẫn luôn như thế đi tới. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, bưng lấy hộp người tiến lên một bước nói, Diệp Quân Lâm tiên sinh đúng không? Có người để ta đem 10 vạn năm tuyết liên giao cho ngươi. Mời ngươi kiểm tra và nhận. Diệp Quân Lâm tiếp nhận hộp gỗ. Sau đó từ từ mở ra. Hắc ám bác sĩ hai người cũng xông tới. Ầm ầm. Một cỗ đáng sợ lệ khí từ mấy người trên thân gào thét mà ra. Mở hộp ra về sau, chỉ thấy bên trong đặt vào một cây cành cây khô. 10 vạn năm tuyết liên không gặp. Chỉ có một cây cành cây khô. Giận. Diệp Quân Lâm giận. Hắc ám bác sĩ cũng giận. Bọn hắn sắc mặt đại biến. Đôi mắt bên trong bắn ra từng đạo đáng sợ ánh mắt. Phảng phất muốn đem hết thảy xé rách. Bị lừa. 10 vạn năm tuyết liên không đợi được. Vậy mà là một cây cành cây khô. Đáng ghét. Đáng ghét đến cực điểm. Vậy mà dùng loại biện pháp này đi lừa gạt. Đối diện mấy người cũng đều nghi hoặc, bọn hắn chỉ là bị người thần bí thuê đến tặng đồ. Không biết trong hộp là cái gì. Đều tưởng rằng cái gì vật phẩm quý giá. Hiện tại nhìn thấy Diệp Quân Lâm mấy người biến hóa, bọn hắn vô ý thức tiến tới nhìn. Nhìn thấy bên trong cành cây khô, mấy người cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Người thần bí tiêu tốn như vậy đại giới để bọn hắn dùng đồ vật vậy mà là cành cây khô. Mau nhìn, bên trong có đồ vật. Một người nhìn thấy phía dưới phủ lên một trang giấy, nhịn không được hô. Diệp Quân Lâm bình tĩnh đem cành cây khô lấy đến trong tay, đem trang giấy đem ra.
mở ra sau khi, phía trên in hai hàng chữ lớn. Ngu xuẩn Diệp Quân Lâm, ngươi bị lừa. Còn lại một nửa tài nguyên cho mình giao nạp trí thông minh thuế đi. Ha ha, cười. Diệp Quân Lâm cười. Tốt, rất tốt. Kỳ thật khoảng thời gian này đến nay, lừa gạt tài nguyên có rất nhiều. Cầm căn bản không có gì dùng dược liệu hoặc là một chút biện pháp tới đến nhất định tài nguyên. Diệp Quân Lâm gặp qua rất nhiều. Nhưng là căn cứ cũng có thể là hy vọng, hắn đều không có để ý qua. Nhưng như thế quang minh chính đại lừa gạt hắn cũng là lần đầu tiên. Mà lại âm mưu cao cấp, lừa gạt tài nguyên cũng rất nhiều. Có điều, kỳ thật Diệp Quân Lâm trong lòng có dự liệu. Ngay từ đầu đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Chỉ là hắn không sợ lừa gạt. Vạn nhất là thật đây này. Chỉ cần là đối Quân Quân giải độc có hy vọng, hắn liền sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Dù là lừa gạt liền lừa gạt. Đánh cược một lần. Dù sao 10 vạn năm tuyết liên nếu là thật, có lẽ thật có thể cho Quân Quân giải độc. Chẳng qua hắn cược thua. Mà lại cái này lừa đảo không thế nào tham. Từ vừa mới bắt đầu, lừa đảo mục tiêu chính là kia một nửa tài nguyên. Công phu sư tử ngoạm đây đều là ngụy trang. Diệp Quân Lâm thật cười. Hắn không những không có phẫn nộ, ngược lại cười đến rất lớn tiếng. Liền hắn Diệp Quân Lâm cũng dám lừa gạt. Tốt. Rất tốt. Hỗn đản. Mẹ nó. Lừa đảo, muốn chết. Đây là tại khiêu khích chúng ta. Đây là tại vũ nhục chúng ta. Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não đều tức điên. Bọn hắn đều cảm giác đối phương đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Trên người bọn hắn như thế lừa bọn họ. Phần này sỉ nhục không thể chịu đựng được. Nhất là cái này cùng cành cây khô quá vũ nhục người. Người dù là cầm cái tùy tiện tuyết liên đều được a. Cầm một cái nhánh cây đến, đây chính là vũ nhục người. Còn tại trên tờ giấy mắng Diệp Quân Lâm. Chấm. Ầm ầm. Đáng sợ sát ý tại cuốn sạch lấy. Mấy cái đưa tới người lập tức quỳ rạp xuống đất. Tha mạng a, tha mạng a, mặc kệ chuyện của chúng ta. Chúng ta chỉ là bị người thần bí thuê đến tặng đồ. Cùng chúng ta không quan hệ a. Chấm. Mấy nhân ý thức được có nguy hiểm tính mạng, lập tức dọa sợ. Diệp Quân Lâm không để ý đến bọn hắn, mà là vuốt vuốt cây kia cành cây khô. Hắn nhiều hứng thú đều trên dưới trái phải dò xét cành cây khô. Nhếch miệng lên, nhiều một tia nụ cười khát máu. Diệp tiên sinh ném đi. Hắc ám bác sĩ nhìn không được nói. Đây cũng quá sỉ nhục. Hắn đều không muốn nhìn thấy cái này cùng cành cây khô. Diệp Quân Lâm cười cười, làm gì ném rồi. Không có phát hiện cái này rất như là một thanh kiếm sao. Diệp Quân Lâm một nhắc nhở về sau, hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não đều nhìn sang. Quả nhiên, cái này cành cây khô giống một thanh kiếm. Giống một thanh kiếm. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, hắc ám bác sĩ hai nhân ý thức được cái gì? Bọn hắn đều hoảng sợ nhìn về phía Diệp Quân Lâm, thân thể hai người đang phát run. Giết người cũng đủ thoải mái. Diệp Quân Lâm cười cười nói. Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng cua cành cây khô, hắn cười nói. Đến lúc đó từng cái xen vào những cái kia lừa đảo trong thân thể, lại rút ra. Máu me đầm đìa. Thời khắc này Diệp Quân Lâm vẻ mặt tươi cười, nụ cười mặc dù như gió xuân ấm áp. Nhưng nhìn trong mắt của mọi người, liền cùng ma quỷ đồng dạng. Thật đáng sợ. Bỗng nhiên, Diệp Quân Lâm nụ cười trên mặt không có, không còn sót lại chút gì. Cha, đi cha cho ta ra tới. Đem cái này lừa đảo cho ta bắt tới. Nhánh cây này ta sẽ giữ lại. Đến lúc đó ta sẽ dùng căn này nhánh cây đến thả xong trên người bọn họ tất cả máu. Diệp Quân Lâm gần từng chữ một. Thần sắc rét lạnh vô cùng. Minh, minh bạch. Hắc ám bác sĩ hai người đáp ứng, mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Những người khác càng là dọa đến run lẩy bẩy, trên thân giống như là ép núi đồng dạng. Vẫn là câu nói kia Diệp Quân Lâm đồ vật có thể cầm, nhưng là mất mạng dùng. Hiện tại là lừa gạt Diệp Quân Lâm đồ vật, nhưng mất mạng đi dùng. Chấm. Ha 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 ha. Các ngươi là không thấy được Diệp Quân Lâm kia ngu xuẩn biết bị lừa dáng vẻ. Thật sự là chết cười ta. Ta đều nghĩ lại lừa hắn một cái. Chấm. Trên đảo nhỏ, báo thù cửu đầu xa tổ chức, mỗi người đều tại cười to. Nhất là đã từng đi tìm Diệp Quân Lâm 5 người. Cười đến rực rỡ nhất. Rất nhanh, Diệp Quân Lâm bị lừa sự tình truyền ra ngoài. Diệp Quân Lâm trở thành trò cười. Cái này khiến cửu đầu xà cùng chiến hùng quốc cười nở hoa.
đều nghĩ quen biết một chút cái này lừa gạt Diệp Quân Lâm người. Cái khác rất nhiều người cũng ở trong tối cười. Đại hạ một số người đều tại nhục mạ Diệp Quân Lâm ngu xuẩn, không cho đại hạ tài nguyên không nói, còn bị lừa gạt. Thậm chí cái này thành Hắc Long Quốc năm nay nghe được tốt nhất tin tức. Nhưng cũng khía cạnh nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, Diệp Quân Lâm có tài nguyên đủ nhiều. Thứ hai, Diệp Quân Lâm vì quân quân, đã đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng, mới dễ dàng như vậy bị lừa. Chấm. Trở về Diệp Quân Lâm cũng chú ý tới điểm này. Mình vì quân quân tình huống, tâm tính đã biến. Không thể quá gấp. Không thể gấp nóng này. Nhất định sẽ có biện pháp. Giờ phút này, tại đại hạ nơi nào đó cấm địa đi lại trấn ma ti mấy người. Chính là Diệp Quân Lâm thấy qua ba nam một nữ. Diệp Quân Lâm bị lừa cũng là tình có thể hiểu, vì nữ nhi hắn cái gì đại giới đều nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng là có cái nghi vấn, ta khoảng thời gian này điều tra, đi thăm dò tìm Diệp Quân Lâm tài nguyên từ chỗ nào thu hoạch được. Nhưng không có một tia tin tức, giống như Diệp Quân Lâm muốn tài nguyên liền có. Rất là kỳ quái. Vậy chúng ta muốn hay không cùng hắn giao dịch đâu, giúp hắn nữ nhi giải độc. Chấm. Chờ chúng ta báo cáo quân thủ về sau, nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Chấm. Sau đó, bởi vì lệnh treo giải thưởng đến tìm Diệp Quân Lâm không ít. Lừa gạt cũng không ít. Chẳng qua không có như vậy quá phận. Đều là tiểu đả tiểu nháo. Dù sao công phu sư tử ngoạm không dễ dàng như vậy đạt được. Diệp Quân Lâm đối với những cái này lừa gạt tài nguyên, trước kia là không rảnh để ý. Hiện tại hắn đối Hắc Ám bác sĩ nói ra, đem những này lừa gạt người hoặc là thế lực toàn bộ ghi chép lại. Sau đó lần lượt thu sau tính sổ sách. Diệp Quân Lâm tức giận ngay tại một chút xíu góp nhặt. Lại qua vài ngày nữa về sau, bỗng nhiên thế giới thế lực bảng xếp hạng thứ ba Thiên Khải Đế Quốc phái sứ giả đến. Thiên Khải Đế Quốc chính là một mực chủ trương trực tiếp đoạt Diệp Quân Lâm tài nguyên cái kia thế lực. Thấy Diệp Quân Lâm lý do là thương thảo một chút tài nguyên vấn đề. Nghe được lý do này, để Diệp Quân Lâm sững sờ. Cho tới nay, đến người tìm hắn đều là thương thảo quân quân chúng độc vấn đề. Cái này Thiên Khải Đế Quốc có ý tứ gì? Để bọn hắn vào. Sau đó không lâu, Thiên Khải Đế Quốc đám sứ giả đến. Tổng cộng 7 người. Một sứ giả, 6 vị thần minh. Phô trương rất lớn. Tới làm gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp Quân Lâm chúng ta tới là lấy Thiên Khải Đế Quốc danh nghĩa thông báo ngươi đem tất cả tài nguyên giao cho Thiên Khải Đế Quốc, đồng thời đem như thế nào đạt được tài nguyên bí mật cũng nói ra. Cũng là tuyên bố, ngươi tài nguyên về chúng ta. Chấm. Dấu chấm hỏi. Diệp Quân Lâm mấy người tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cho tới nay, chỉ có hắn đoạt người khác a. Nơi nào đến những người khác đoạt hắn? Bá đạo như vậy. Trực tiếp chạy tới tuyên bố, đây hết thảy về Thiên Khải Đế Quốc rồi. Cái này không phải liền là trực tiếp đoạt hắn nha sao? Không. Cái này so trực tiếp đoạt còn muốn quá phận. Đây là trực tiếp ngầm thừa nhận hết thảy đều là bọn hắn. Cái này so cường đạo còn cường đạo. Đây là chính bọn hắn thương lượng, cưỡng ép chiếm hữu. Ha 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 ha. Hắc Ám bác sĩ bọn hắn đều cười. Làm sao không muốn mặt nhiều như vậy? Một cái tiếp một cái. Khoảng thời gian này bọn hắn gặp được rất nhiều. Một cái so một cái càng không biết xấu hổ. Chỉ có người nghĩ không ra không muốn mặt. Đủ loại không muốn mặt phương thức đều có. Nói thật, da mặt của bọn hắn dày đến Diệp Quân Lâm đều một quyền không cách nào đánh xuyên. Hắc Long Quốc công phu sư tử ngoạm, Lâm thời thêm điều kiện cùng liên tục đổi ý thêm điều kiện. Đại hạ người một nhà đạo đức bắt cóc. Đại lừa gạt cùng các loại tiểu lừa gạt xuất hiện. Bây giờ ngược lại là tốt, tới một cái Thiên Khải Đế Quốc, trực tiếp tuyên bố Diệp Quân Lâm tất cả mọi thứ đều thuộc về bọn hắn. Mộng, còn có chuyện này. Chúng ta tới chỉ là thông báo ngươi một chút, sau một ngày chúng ta tương lai dọn đi tất cả tài nguyên. Thiên Khải Đế Quốc sứ giả nói. Hắn chuyển đề tài nói, kỳ thật không đến thông báo cũng được. Chúng ta trực tiếp chuyển chính là, bởi vì những tài nguyên này đã thuộc về Thiên Khải Đế Quốc. Cùng các ngươi lại không quan hệ. Thông báo không thông báo cũng không đáng kể. Đến thông báo ngươi nguyên nhân chủ yếu là muốn biết ngươi làm sao thu hoạch được tài nguyên. Từ chỗ nào đến? Cười. Diệp Quân Lâm lần nữa cười. Các ngươi tài nguyên. Diệp Quân Lâm nhìn không được hỏi. Đương nhiên, ta vừa mới nói, đã lấy Thiên Khải Đế Quốc danh nghĩa chiếm cứ những cái này tất cả tài nguyên. Thiên Khải Quốc sứ giả rất nghiêm túc nói.
Những tài nguyên này là các ngươi? Diệp Quân Lâm hỏi. Đương nhiên là chúng ta. Đây là Thiên Khải Đế Quốc. Mấy người hô. Viết các ngươi danh tự rồi. Diệp Quân Lâm một câu để mấy người mang theo tức giận. Diệp Quân Lâm, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch đây là ý gì. Ngoan ngoãn nhận, đem chúng ta tài nguyên nhường lại. Lại đem tài nguyên làm sao tới nói ra, Thiên Khải Đế Quốc còn có thể nhận ngươi một cái ân tình. Thiên Khải Đế Quốc sứ giả cười lạnh nói. Diệp Quân Lâm cũng một mực cười. Nụ cười hiền lành, nhìn xem có một tia thỏa hiệp. Thiên Khải Đế Quốc sứ giả còn vô ý thức nhìn về phía mấy vị thần minh. Kia ánh mắt dường như đang nói so hắn tưởng tượng còn tốt hơn giải quyết. Chúng ta, mẹ ngươi a, cái này mẹ hắn cùng ngươi mẹ nó có quan hệ gì? Những tài nguyên này đều là lão tử hạnh khổ tìm đến. Làm sao liền thành các ngươi rồi? Là từ mộ tổ tiên nhà ngươi bên trong trộm được vẫn là mẹ ngươi sinh a? Thiên Khải Đế Quốc, thế nào không đổi thành Cường Đạo Đế Quốc đâu? Cút mẹ mày đi a, cút sang một bên, dám đánh lão tử tài nguyên chủ ý, làm chết các ngươi. Không biết xấu hổ như vậy, thế nào không nói ta là cha ngươi đâu? Ngươi là ta lời của con, cái này tài nguyên còn có thể là các ngươi. Chấm. Nhưng một giây sau, cười Diệp Quân Lâm đột nhiên trở mặt. Đối bọn hắn chửi ầm lên. Mộng. Tất cả mọi người mộng. Dù là trước đó có thể dự liệu được kết quả, Hắc Ám bác sĩ cùng Thượng Đế chi não đều lần nữa bị chấn động đến. Diệp Quân Lâm không đơn giản, vũ lực giá trị kinh người. Phun người cũng là như thế châu bò. Thiên Khải Đế Quốc mấy người kia trực tiếp bị mắng ngốc. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Đoán chừng cũng không có dự liệu được Diệp Quân Lâm có thể như vậy. Ngươi. Thiên Khải Đế Quốc sứ giả run run rẩy rẩy chỉ vào Diệp Quân Lâm, nửa ngày nói không nên lời một câu. Mấy người khác thần minh hô lớn, làm càn. Diệp Quân Lâm, ta Thiên Khải Đế Quốc chiếm cứ ngươi tài nguyên, là nể mặt ngươi, là ngươi thiên đại vinh hạnh. Là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Không muốn cho thể diện mà không cần. Phốc. Diệp Quân Lâm lần nữa bật cười. Mình nghe lời ngươi, chính ngươi tin sao? Ngươi nói như vậy. Làm sao không đem lão bà của mình giao ra, khao khao các huynh đệ a. Thiên Khải Đế Quốc dùng lão bà của ngươi là ngươi thiên đại vinh hạnh. Là ngươi mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Diệp Quân Lâm học giọng điệu của hắn nói. Diệp Quân Lâm, ngươi muốn chết. Thiên Khải Đế Quốc vị này thần minh đều muốn tức điên. Gấp, ngươi nhìn, ngươi quá tiêu chuẩn kép. Chiếm dụng người khác đồ vật thời điểm liền nói đại nghĩa lăng nhiên. Làm sao đến ngươi trên người mình, liền gấp đâu. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Một vị thần minh, bị Diệp Quân Lâm vô cùng đơn giản liền nhiễu loạn tâm thần. Kém chút liền phải động thủ. Chậm đã. Kịp phản ứng sứ giả lập tức hô lớn. Diệp Quân Lâm, nhìn ngươi là không có ý định ngoan ngoãn đem đây hết thảy giao ra rồi. Thiên Khải Đế Quốc sứ giả cười lạnh nói, chúng ta Thiên Khải Đế Quốc phong cách làm việc là như vậy. Một khi bị chúng ta nhìn chúng đổ vật, chúng ta sẽ đơn phương tuyên bố là chúng ta. Nếu như đối phương thức thời giao ra, Thiên Khải Đế Quốc sẽ nhận hắn một cái ân tình. Thế nhưng là nếu như đối phương không đáp ứng còn không thức thời. Vậy chúng ta Thiên Khải Đế Quốc chiếm cứ biện pháp chính là trực tiếp đoạt. Người giết, đồ vật trực tiếp cướp đi. Chỉ thế thôi. Diệp Quân Lâm kỳ thật chuyên môn đến thông báo ngươi, là cho ngươi cơ hội. Chính ngươi không thức thời. Vậy chúng ta cũng không có cách nào. Đã ngươi rượu mời không uống, vậy liền uống rượu phạt. Chấm. Diệp Quân Lâm cười. Nhiều như vậy tốt. Trực tiếp bại lộ bản tính. Vốn là liền cùng Cường Đạo đồng dạng, trực tiếp tới cướp. Kết quả nói như vậy đường hoàng như vậy chuyện đương nhiên làm gì. Nói thật, hiện tại có quá nhiều người để mắt tới ngươi tài nguyên. Kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ trực tiếp đoạt ngươi. Chỉ là bọn hắn ra vẻ đạo mạo, lại nghĩ đến tài nguyên, lại sợ ngoại giới danh dự không được. Cả đám đều đang xoắn suýt. Ta Thiên Khải Đế Quốc khác biệt. Chúng ta phong cách hành sự luôn luôn như thế, chính là trực tiếp đoạt, cũng không che giấu. Thiên Khải Đế Quốc sứ giả trực tiếp thẳng thắn. Thiên Khải Đế Quốc Diệp Quân Lâm trước kia liền đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Rất mạnh lại thiện chiến. Tổng thể đến nói, hắn làm Côn Luân chiến thần thời điểm là thắng. Nhưng cũng đã bị thiệt thòi không ít. Nếu không phải Thiên Khải Đế Quốc vị trí cách đại hạ quá xa. Đoán chừng đôi bên đánh qua quan hệ muốn càng nhiều. Rất trực tiếp một cái đối thủ. Hiếu chiến trình độ gần với chiến hùng quốc đi. Nhưng là phong cách phương diện,
chính là cường đạo. Không giống với rất nhiều thế lực mặt ngoài quân tử sau lưng cường đạo, trong bọn họ bên ngoài đều là cường đạo. Hiện nay, Thiên Khải Đế quốc đứng hàng toàn thế giới thực lực bảng thứ 3. Có thần minh gần như tiếp cận 900. Thực lực vô cùng kinh khủng. Thần minh số lượng cơ hồ là Hắc Long quốc 2 lần. Tăng thêm Thiên Khải Đế quốc hiếu chiến cùng cường đạo phong cách, thế lực của bọn hắn vẫn còn tiếp tục mở rộng. Khoảng thời gian này, chiếm lấy không ít thế lực. Cũng có 4-5-10 cái thần minh lựa chọn gia nhập. Dù sao xếp tại trước ba liền có trước ba đạo lý. Thuần thực lực quyết định. Thứ nhất cùng thứ hai còn có lẽ bận tâm mặt mũi, không dám trực tiếp tới đoạt Diệp Quân Lâm tài nguyên. Nhưng là bọn hắn không quan trọng. Trực tiếp đơn phương tuyên bố Diệp Quân Lâm tài nguyên về bọn hắn. Đây chính là Thiên Khải Đế quốc sao. Tốt, rất tốt, trực tiếp cướp ta thích. Diệp Quân Lâm cười cười. Trực tiếp đoạt phong cách này cùng hiện tại phong cách của hắn không phải không sai biệt lắm sao. Cái này khiến hắn có loại cảm giác thân thiết. Thiên Khải Đế quốc sứ giả nhìn xem Diệp Quân Lâm nói, ta cho ngươi hạ kỳ hạn chót. Trong vòng 3 ngày, hoặc là mình đem tất cả tài nguyên đưa đến Thiên Khải Đế quốc, lại đem tài nguyên bí mật nói ra. Hoặc là 3 ngày sau Thiên Khải Đế quốc đem trực tiếp tới đoạt ngươi. Ngươi chạy không thoát, bị Thiên Khải Đế quốc để mắt tới không ai có thể chạy mất. Nói xong, Thiên Khải Đế quốc sứ giả liền mang theo mấy đại thần minh rời đi. Vị nào bị Diệp Quân Lâm trêu chọc thần minh vẫn không quên mạnh mẽ chừng Diệp Quân Lâm liếc mắt. Thiên Khải Đế quốc sứ giả bọn hắn cũng không phải là chấn nhiếp. Mà là thật sẽ làm như vậy. Đây là Thiên Khải Đế quốc cường đạo phong cách. Những người khác có lẽ cùng Ngụy quân tử đồng dạng, giả vờ giả vịt một chút. Ví dụ như Hắc Long quốc muốn đối Diệp Quân Lâm xuống tay, còn có thể phong bế hết thảy tin tức, không để bất luận kẻ nào biết. Nhưng Thiên Khải Đế quốc không giống. Bọn hắn không quan tâm những thứ này. Một mực đoạt chính là. Mà lại bọn hắn cũng có đầy đủ lực lượng cùng át chủ bài A. Gần 900 thần minh A. Thậm chí không chỉ số này. Mà lại trước mắt ám võng sắp xếp ra tới thế lực bảng, chỉ là dựa theo thần minh số lượng đến sắp xếp. Nhưng cụ thể thần minh chiến lực như thế nào, không ai biết. Dù sao thần minh không cùng một đẳng cấp, có mạnh có yếu. Cái này không cách nào đoán chừng. Bởi vậy Thiên Khải Đế quốc thực lực chân chính muốn so mặt ngoài mạnh. Nhìn xem mấy người rời đi, Hắc Ám bác sĩ hai người đều cười. Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ đoạt đến Diệp tiên sinh trên thân. Đây không phải muốn chết sao? Hắn cũng không phải loại lương thiện. Chỉ có hắn đoạt người khác phần, chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, như vậy mang ý nghĩa hết thảy muốn đi đến cùng. Lúc này kỳ thật có rất nhiều bởi vì lệnh treo giải thưởng người tới, cũng đều run lẩy bẩy. Chúng ta vẫn là đi đi, không dám giao dịch. Đúng, vẫn là đều đi thôi, đừng giao dịch, mệnh trọng yếu a. Chấm. Từng cái vậy mà đều muốn từ bỏ giao dịch, không dám. Vì sao không dám rồi? Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp tiên sinh ngươi vừa mới không nghe thấy sao? Thiên Khải Đế quốc đã tuyên bố những tài nguyên này toàn bộ là bọn hắn. Chúng ta nếu là giao dịch lấy đi những tài nguyên này, kỳ thật cầm là Thiên Khải Đế quốc a. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị đuổi giết, chúng ta đều sẽ chết, chúng ta cũng không dám vì một điểm tài nguyên đắc tội Thiên Khải Đế quốc a. Cái này người giải thích nói. Cái khác đến giao dịch người cũng nhao nhao hô, đúng, không sai. Từ vừa mới sứ giả tuyên bố về sau, nơi này hết thảy đều là thuộc về Thiên Khải Đế quốc. Chúng ta nếu là tự tiện giao dịch, tương đương với khiêu khích Thiên Khải Đế quốc. Mọi người vẫn là đi trước đi. Có người hô. Mọi người nhao nhao cho rằng như vậy. Trước khi đi, còn có người khuyên nói, Diệp tiên sinh không có cách nào. Đây chính là Thiên Khải Đế quốc A, toàn thế giới thứ ba thế lực, hơn 900 thần minh, ai chọc nổi. Người cũng chỉ có thể tự nhận không may, bị Thiên Khải Đế quốc để mắt tới, chỉ có thể nhận mệnh. Uy uy uy, chớ đi A. Hắc ám bác sĩ hai người khuyên. Thế nhưng là tất cả mọi người sợ hãi Thiên Khải Đế quốc, nhao nhao đều muốn đi. Trong đó không thiếu một chút trước 20 thế lực. Bọn hắn cũng đều sợ hãi Thiên Khải Đế quốc. Chọc tới cái này cường đạo, rất có thể thế lực của mình cùng quốc gia đều bị người ta nhổ tận gốc. Ai dám gây a? Từng cái toàn đi. Trong đó một cái thế lực bảng thứ 8 đại biểu nói ra, Diệp tiên sinh hiện tại cho ngươi ra cái chủ ý. Có lẽ có thể giữ vững những tài nguyên này. Thứ nhất, tìm một chút cường giả đến bảo hộ, đồng thời chuyển di trận địa, không cùng Thiên Khải Đế quốc chính diện tiếp xúc. Thứ hai,
đầu nhập thế lực càng mạnh mẽ hơn, ví dụ như thế lực bảng đệ nhất đệ nhị tồn tại, thứ tư thứ năm cũng được. Tốt nhất đầu nhập Chiến Hùng Quốc, Thiên Khải Đế Quốc liền không có cách nào. Nói xong hắn cũng rời đi. Chẳng qua cái này đích xác là rất biện pháp tốt. Không tìm ngoại viện, không đầu nhập những người khác, những tài nguyên này toàn bộ đều không có. Cho Quân Quân giải độc một tia hy vọng đều không có. Nếu là tìm ngoại viện đầu nhập những người khác, mình còn có thể chừa chút tài nguyên. Cho Quân Quân giải độc còn có hy vọng. Chẳng qua để Diệp Quân Lâm đầu nhập Chiến Hùng Quốc. Đời này đều chuyện không thể nào. Chỉ có Chiến Hùng thần phục Diệp Quân Lâm. Chẳng qua Thiên Khải Đế Quốc cũng thật đáng sợ. Hiện trường trực tiếp không ai. Diệp tiên sinh, Hắc Ám bác sĩ hai người nhìn xem Diệp Quân Lâm. Bọn hắn có ý tứ là phải làm gì? Thiên Khải Đế Quốc, ta ngẫm lại xem, hẳn là cách chúng ta nơi này rất gần. Từ hai cái này cấm địa xuyên qua là được. Diệp Quân Lâm tự lẩm bẩm. Hắc Ám bác sĩ hai người hô hấp dồn dập nhìn xem Diệp Quân Lâm, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Rất gần mà lại thần minh không nhiều, vậy liền không chậm trễ thời gian. Diệp Quân Lâm tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Hắc Ám bác sĩ hai người hỏi. Vậy ta liền đi Thiên Khải Đế Quốc một chuyến, đem những quốc gia này thần minh toàn bộ đều giết, thần minh rất nhiều thật sao? Vậy liền giết tới bọn hắn vô thần minh. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Giọng nói kia giống như là muốn làm một kiện không chút nào thu hút sự tình. Liền cùng chuyện thường ngày đồng dạng. Vậy liền giết tới bọn hắn vô thần minh, câu nói này quanh quẩn tại Hắc Ám bác sĩ hai người trong lỗ tai. Đây cũng quá bá khí. Cùng Diệp Quân Lâm khoe khoang đúng không? Các ngươi thần minh phần lớn là A. Vậy ta liền giết tới Thiên Khải Đế Quốc vô thần minh. Trực tiếp chặt đứt các ngươi căn cơ. Trực tiếp giết tới các ngươi từ thứ ba đến đếm ngược thứ ba. Diệp Quân Lâm căn bản không có đem cái này sự tình để ở trong lòng, tiếp tục đi trông coi Quân Quân. Chấm. Rất nhanh Thiên Khải Đế Quốc sinh đoạt Diệp Quân Lâm tài nguyên sự tình liền truyền ra. Dù sao trước đó người nhìn thấy có rất nhiều. Vừa nói ra đi, mọi người toàn bộ đều biết. Đại hạ đạo đức bắt cóc Diệp Quân Lâm nhóm người kia trực tiếp công khai mắng Diệp Quân Lâm. Nếu là sớm đem những tài nguyên này lấy ra cho đại hạ tốt bao nhiêu. Bây giờ bị Thiên Khải Đế Quốc sinh đoạt, chẳng những đại hạ không chiếm được, Diệp Quân Lâm mình cũng phải không đến mảy may. Đáng đời, Diệp Quân Lâm cái này đúng là đáng đời. Diệp Quân Lâm có bị bệnh không? Sớm làm gì đi? Chấm. Báo thù cửu đầu xà tổ chức biết Diệp Quân Lâm tài nguyên muốn bị Thiên Khải Đế Quốc sinh đoạt về sau, từng cái cũng là cười nở hoa. Đối với bọn hắn đến nói, biết mình bao nhiêu cân lượng. Tại Chiến Hùng Quốc những cái này nhìn chằm chằm tình huống dưới, bọn hắn không chiếm được Diệp Quân Lâm tất cả tài nguyên. Có thể lừa gạt đến nhiều như vậy đã đầy đủ. Sau đó xem kịch là đủ. Chỉ cần không phải Chiến Hùng Quốc đạt được, bọn hắn liền cao hứng. Nhất là Diệp Quân Lâm thảm như vậy. Bọn hắn càng là cao hứng đến bay lên. Sớm gia nhập chúng ta tốt bao nhiêu. Hiện tại kết quả là công dã chẳng đi. Chấm. Chiến Hùng Quốc cùng cửu đầu xà cũng đang chăm chú chuyện này. Nếu như Diệp Quân Lâm tài nguyên bị Thiên Khải Đế Quốc cướp đi, như vậy đem đối Chiến Hùng Quốc sinh ra uy hiếp A. Cho nên chuyện này chúng ta muốn không nên nhúng tay. Ta cảm thấy nên ngăn cản, Diệp Quân Lâm tài nguyên nên cho chúng ta. Chấm. Một đám người thương thảo đều muốn ra tay. Không, trước quan sát, mục tiêu của chúng ta không phải Diệp Quân Lâm trong tay tài nguyên, mà là hắn như thế nào đạt được tài nguyên bí mật. Lần này Thiên Khải Đế Quốc động thủ, bí mật này tất nhiên sẽ để lộ ra. Đến lúc đó chúng ta lại hành động cũng không muộn. Cuối cùng, Chiến Hùng Quốc chiến lực mạnh nhất cơ cấu Siberia Chi Tinh làm ra quyết định này. Để Chiến Hùng Quốc thần minh nhóm chuẩn bị, chờ đợi lấy Thiên Khải Đế Quốc cùng Diệp Quân Lâm ân oán bắt đầu. Đạt được Diệp Quân Lâm liên quan tới tài nguyên bí mật mới đi động thủ. Chấm. Thiên Khải phe đế quốc. Diệp Quân Lâm là chúng ta đối thủ cũ, hắn tính tình rất bướng bỉnh. Để hắn ngoan ngoãn đem tài nguyên trả lại. Không có khả năng, chỉ có thể chúng ta mạnh mẽ đi đoạt. Mau đem người chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng phải phòng ngừa Chiến Hùng Quốc những thế lực này nhúng một tay. Đem Thiên Khải đế quốc tất cả thần minh tụ tập lại, vô luận là ra ngoài vẫn là bế quan, toàn bộ tụ tập. Tại Thiên Khải Thành chờ lệnh, tùy thời xuất kích, Thiên Khải Đế Quốc ý thức được lần này cướp đoạt tài nguyên, khả năng có người khác nhúng tay. Đem tất cả thần minh cùng cường giả đều tụ tập lại chờ lệnh, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Theo bọn hắn nghĩ, đối thủ cũng không phải là Diệp Quân Lâm.
mà là trong lúc vô hình những địch nhân này. Bọn hắn mới là đáng sợ nhất. Phòng cũng phòng bọn hắn. Về phần Diệp Quân Lâm đâu? Chính là bị bọn hắn ăn đến gắt gao. Mà lại vốn cho rằng Diệp Quân Lâm phương tại gặp uy hiếp như vậy sau sẽ lập tức thoát đi. Hoặc là lập tức chuyển di tài nguyên. Dù sao cũng không thể ngồi chờ chết. Thật không nghĩ đến chính là Diệp Quân Lâm một mực là án binh bất động. Cái gì biện pháp đều không có làm. Cái này thậm chí để nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm cử động Thiên Khải Đế Quốc cường giả đều buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quân Lâm là nhận mệnh. Vẫn là căn bản không sợ. Vẫn là hắn rất thông minh, biết mình vô luận như thế nào chuyển di đều sẽ bị Thiên Khải Đế Quốc nhìn chằm chằm. Nhưng là không quan trọng. Vô luận như thế nào, Diệp Quân Lâm tất cả tài nguyên đều thuộc về Thiên Khải Đế Quốc. Kết cục đã định. Diệp Quân Lâm bên này căn bản đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn vẫn là tại dùng các loại biện pháp đến cho quân quân giải độc. Chẳng qua hắn không có hành động. Những người khác lại có hành động. Hắc ám bác sĩ đi vào, nói có người tìm hắn. Bây giờ bị Thiên Khải Đế Quốc cảnh cáo đồng thời nhìn chằm chằm, còn có người đến tìm. Lá gan thật to lớn. Diệp Quân Lâm ngược lại muốn xem là ai. Đi vào bên ngoài về sau. Một nhóm ba người. Vậy mà đều là thần minh. Lại mỗi cá nhân trên người sát khí cùng lệ khí rất nặng. Xem xét chính là từ chiến đấu bên trong ma luyện ra tới. So với bình thường thần minh còn mạnh hơn nhiều. Còn có, mỗi người quần áo cũ nát không chịu nổi, cùng chạy nạn đồng dạng. Diệp Quân Lâm suy đoán bọn hắn hẳn là không thuộc về đại quốc thế lực lớn. Đại quốc thế lực lớn thần minh đều muốn bị người cúng bái, sao có thể là cái dạng này? Các ngươi là ai? Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp tiên sinh giới thiệu một chút, chúng ta là Thánh Hoàng Kim Dòng Binh Đoàn. Dòng binh tổ chức Diệp Quân Lâm đương nhiên biết. Mà lại bây giờ dòng binh tổ chức cùng trước kia khác biệt. Trước kia chính là lính đánh thuê tổ chức. Nhưng bây giờ nói trắng ra chính là một đám cường giả tổ chức, thám hiểm cấm địa, đào móc thiên tài địa bảo, tìm linh khí tinh thể vân vân. Đương nhiên bất luận kẻ nào có việc cũng có thể thuê bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Chẳng qua cần đại lượng thù lao. Cái này thù lao không phải tiền tài, mà là thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể những thứ này. Chỉ cần ngươi cho ra đầy đủ chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ vì ngươi bán mạng. Giết người cướp của những cái này cũng dám làm. Linh khí khôi phục sau. Từng cái dòng binh tổ chức quật khởi. Bọn hắn đều là một chút cường giả tạo thành, thậm chí có thần minh gia nhập. Đều là tại đao kiếm đổ máu một đám người. Một câu cho trọn vẹn đủ thù lao, bọn hắn vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí chiến hùng quốc, thiên khải đế quốc những cái này bọn hắn cũng sẽ không sợ. Bản thân bọn hắn qua chính là lưu lạc thiên nhai liếm máu trên lưỡi đao thời gian. Cựu nhân có rất nhiều người. Không sợ nhiều mấy cái. Đây cũng là tất cả mọi người hiện tại sợ hãi tiếp cận Diệp Quân Lâm, không dám trêu chọc thiên khải đế quốc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đến nguyên nhân. Giới thiệu một chút, chúng ta Thánh Hoàng Kim thuê đoàn tổng cộng 17 vị thành viên. Trong đó 5 vị thần minh, 3 vị chiến lực so sánh thần minh cường giả. Cái khác 9 vị đều là thân kinh bách chiến rất tiếp cận thần minh. Chỉ cần Diệp tiên sinh ra 200 khối linh khí tinh thể, chúng ta liền vì ngươi bán mạng. Bảo hộ các ngươi rút lui, thậm chí cho các ngươi vận chuyển tài nguyên. Không nói có thể vượt qua nan quan, khả năng vì ngươi bảo vệ một chút tài nguyên. Thánh Hoàng Kim thuê đoàn người thành khẩn nói. Mà lại giá tiền của bọn hắn đủ hợp lý. Loại nguy cơ này thời khắc, 200 khối linh khí tinh thể thật không đắt. Diệp Quân Lâm cười cười, chẳng lẽ các ngươi không sợ Thiên Khải Đế Quốc sao? Ha ha, chúng ta Thánh Hoàng Kim thuê đoàn đã sớm Thiên Khải Đế Quốc tất sát trên danh sách. Chúng ta không sợ, vốn chính là làm việc này, sợ cái gì? Mấy người khinh thường cười lạnh nói. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Quả nhiên thời đại biến. Đám người này thật không dễ dàng đối phó, bức gấp, bọn hắn chạy đến cấp 2 thậm chí cấp 1 cấm địa, bất kỳ người nào đều không có cách nào. Mà lại Diệp tiên sinh, chúng ta còn có cái khác thuê đoàn phương thức liên lạc. Chỉ cần Diệp tiên sinh ra đủ giá cả, chúng ta có thể gọi tới 8 cái cùng chúng ta không sai biệt lắm thực lực thuê đoàn. Đến lúc đó bảo toàn ngươi bộ phận tài nguyên cùng nhân sinh của các ngươi an toàn vẫn là không có vấn đề. Còn có một cái mạnh nhất thuê đoàn, chẳng qua giá tiền của bọn hắn quá cao. Khả năng cần 3 tấn trở lên linh khí tinh thể, bởi vậy không đề nghị. Diệp tiên sinh ngươi cần sao? Chỉ cần 200 khối linh khí tinh thể, chúng ta liền cho ngươi bán mạng.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thánh Hoàng Kim thuê đoàn mấy người thành khẩn nói. Cũng không có Diệp Quân Lâm lâm vào như vậy nguy cơ, liền công phu sư tử ngoạm. Mà lại chúng ta đề nghị loại này thời khắc nguy nan, Diệp tiên sinh hẳn là thuê mạnh nhất thuê đoàn. Mặc dù là giá trên trời, thế nhưng là có thể bảo trụ ngươi nhiều tư nguyên hơn. Tính thế nào ngươi đều là không lỗ. Mấy người còn nói thêm. Kỳ thật bọn hắn đã sớm muốn tìm Diệp Quân Lâm. Bởi vì lệnh treo giải thưởng dụ hoặc rất lớn. Thế nhưng là biện pháp giải độc cùng thần dược bọn hắn rất khó tìm đến. Nơi nào có giết người bảo hộ người sảng khoái. Bởi vậy bọn hắn một mực chờ đợi, hiện tại rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Tranh thủ thời gian chạy tới. Cái khác tám chi thuê đoàn cũng đang chờ đợi, bọn hắn thương lượng xong để Thánh Hoàng Kim thuê đoàn tới trước trao đổi. Ba người nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Chờ đợi Diệp Quân Lâm trả lời. Không cần, Thiên Khải Đế Quốc có thể làm gì được ta? Diệp Quân Lâm vô ý thức cự tuyệt. Ba người sắc mặt một chút biến. Dù sao đến tay thù lao tính không có. Diệp tiên sinh xem ra là thỏa hiệp nhận mệnh, vậy chúng ta cáo từ. Thuê đoàn phong cách hành sự quả quyết. Diệp Quân Lâm cự tuyệt, bọn hắn liền trực tiếp muốn rời khỏi. Chậm đã. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại ba người. Ba người đôi mắt bên trong hung hăng sáng lên. Ta có cần chỗ của các ngươi, đem các ngươi nhận biết toàn bộ gọi tới, bao nhiêu thù lao ta đều giao nổi. Còn có mạnh nhất thuê đoàn cũng gọi tới. Diệp Quân Lâm nói. Cái này khiến ba người hưng phấn vô cùng. Diệp tiên sinh để chứng minh chúng ta không phải lừa đảo. Chờ chúng ta vì ngươi bán xong mệnh trả lại thù lao. Đến lúc đó cho ngươi bảo trụ bộ phận tài nguyên, chúng ta cũng có thể yên tâm thoải mái lấy đi thù lao. Ba người bắt đầu nói. Chẳng qua mạnh nhất thuê đoàn phép tắc không giống. Bọn hắn giá cả cao, mà lại phép tắc chết, nhất định phải trước giao một nửa thù lao, bọn hắn mới phải động thủ. Mấy người kia do dự nói. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm sắc mặt biến hóa, bọn hắn lập tức nói, chẳng qua tại chúng ta dòng binh giới, đều là giảng thành tín. Mạnh nhất thuê đoàn càng muốn giảng thành tín, bọn hắn tiếp nhiệm vụ sẽ không gạt người. Như vậy đi, đều cho các ngươi giao một nửa, đến lúc đó nghe ta thu xếp chính là, lão hắc ngươi đến thu xếp. Diệp Quân Lâm sau khi nói xong liền rời đi. Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não kỳ thật đã ý thức được Diệp Quân Lâm dụng ý. Chỉ có ba người này một mặt hưng phấn. Sau đó lập tức đi liên hệ cái khác thuê đoàn. Diệp Quân Lâm cùng thuê tổ chức có chuyện giao dịch vẫn là bị truyền ra ngoài. Bị Thiên Khải Đế Quốc biết. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm a, người thật đúng là quật cường a. Vậy mà tìm thuê tổ chức đến bảo hộ ngươi tài nguyên. Thế nhưng là đối đầu ta Thiên Khải Đế Quốc hơn 900 thần minh cùng vô số cường giả. Bao nhiêu thuê tổ chức đến đều không được. Nghe nói liền dòng binh giới mạnh nhất tận thế thuê đoàn đều xuất động rồi. Nhưng là có làm được cái gì? Đến bao nhiêu, chúng ta giết bao nhiêu? Thiên Khải Đế Quốc đương nhiên không sợ. Còn chế định các loại chiến thuật. Đến lúc đó chiếm lấy Diệp Quân Lâm tất cả tài nguyên không nói. Còn muốn đem những cái này thuê tổ chức một mẻ hốt gọn. Cứ việc những cái này thuê tổ chức qua là đao kiếm đổ máu thời gian. Nhưng kỳ thật từng cái giàu đến chảy mỡ. Dù sao cao nguy hiểm cũng sẽ đạt được cao hồi báo. Thiên Khải Đế Quốc còn muốn đánh những cái này thuê đoàn chủ ý. Thiên Khải Đế Quốc còn muốn nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, nhìn xem tiếp xuống hắn sẽ mời cái gì ngoại viện. Không ra bọn hắn suy đoán. Thật sự có người đến tìm Diệp Quân Lâm. Chủ động làm ngoại viện. Đây đều là trước 10 thế lực, bọn hắn đều hướng Diệp Quân Lâm đưa ra thù lao. Ví dụ như lấy ra một nửa tài nguyên, nói bỏ tài nguyên bí mật. Sau đó liền trợ giúp Diệp Quân Lâm vượt qua nan quan, bọn hắn đi cùng Thiên Khải Đế Quốc đối kháng. Thiên Khải Đế Quốc cứ việc cường đại, nhưng cũng sẽ không theo gần thế lực đi liều mạng. Chẳng qua những cái này đều bị Diệp Quân Lâm từng cái cự tuyệt. Không cần bọn hắn, cần thuê đoàn là bọn hắn dụng ý. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Thiên Khải Đế Quốc quy định thời gian đến. Đi thôi, ta đi Thiên Khải Đế Quốc giết người. Trông coi quân quân Diệp Quân Lâm đột nhiên đứng dậy, hai con người bên trong phảng phất lôi điện bừa bãi tàn phá. Một cỗ sát ý trực tiếp lan tràn ra. Cho dù là chung quanh mấy chỗ trong cấm địa hung thú cũng nhao nhao cảm nhận được. Từng cái dọa đến chạy trốn tứ phía. Hắc ám bác sĩ hai người cũng bị kinh đến. Đồng thời thông báo một chút những cái kia thuê đoàn, để bọn hắn đến Thiên Khải Thành bên ngoài chờ lệnh, nghe sắp xếp của ta.
Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, minh bạch. Hắc ám bác sĩ lập tức đi thu xếp. Sau đó không lâu, ba người cưỡi phi hành khí tiến về Thiên Khải Đế Quốc. Quân Quân cùng xe trượt tuyết cũng tại trong phi hành khí. Quân Quân ở bên người, Diệp Quân Lâm mới yên tâm. Một bên khác, đã làm tốt chuẩn bị Thánh Hoàng Kim thuê đoàn, tại nhận được tin tức sau. Đem tin tức nói cho cái khác 13 chi thuê tổ chức, bao quát mạnh nhất thuê đoàn tận thế. Trong đó 8 chi thuê tổ chức cùng Thánh Hoàng Kim thuê đoàn thực lực cha không nhiều. Có mấy vị thần minh mang đội, cái khác cũng đều là có thể đánh, cùng thần minh có lực đánh một trận. Còn lại 4 chi thuê tổ chức nhưng thật ra là tận thế thuê đoàn tiểu đệ, cũng vô thần minh tỏa chấn, nhưng từng cái điêu luyện, trong thời gian ngắn có thể cùng thần minh có lực đánh một trận. Kinh khủng nhất tận thế thuê đoàn tất cả thành viên đều là thần minh cấp. Đây chính là mạnh nhất lính đánh thuê đoàn thực lực. Bọn hắn có thần minh đoán chừng có thể cùng rất nhiều quốc gia thế lực lớn sánh vai. Mà lại bọn hắn thần minh đều là tại sinh tử rèn luyện bên trong rèn luyện ra tới. So với bình thường thần minh mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn nhiều. Có nhiệm vụ thời điểm bọn hắn làm nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn đều là tại thăm dò cấm địa, tại trong cấm địa cùng hung thú chém giết. Bởi vậy bọn hắn chiến đấu càng kinh khủng. Lần này đón lấy Diệp Quân Lâm nhiệm vụ, trọn vẹn sẽ có 30 vị thần minh ra tay. Nhưng mà này còn không phải tận thế đoàn lính đánh thuê thực lực chân chính. Đám người suy đoán bọn hắn thực lực chân chính hẳn là có được 50 tên trở lên thần minh. Cùng cái khác được ăn cả ngã về không đoàn lính đánh thuê khác biệt. Bọn hắn quá cường đại, có rất ít nhiệm vụ có thể để cho bọn hắn toàn bộ điều động. Bởi vậy bọn hắn sẽ giữ lại một bộ phận thực lực, cũng chính là lưu thủ chuẩn bị ở sau. Đương nhiên cũng chỉ có thể tận thế đoàn lính đánh thuê có thực lực này biện pháp dự phòng. Cái khác thuê tổ chức đều là cửu tử nhất sinh, ở đâu ra những người khác biện pháp dự phòng. Trực tiếp đi Thiên Khải Đế Quốc Thiên Khải Thành. Tất cả thuê tổ chức tiếp vào tin tức về sau, phản ứng đầu tiên chính là cái này. Diệp Quân Lâm đến cùng muốn làm gì? Lúc này, Thiên Khải Đế Quốc kỳ hạn chót đã đến. Diệp Quân Lâm không nên trốn sao? Một bên chạy trốn, một bên chuyển di tài nguyên. Sau đó để bọn hắn tất cả thuê tổ chức bắt đầu hộ tống hắn sao? Làm sao trực tiếp đi Thiên Khải Thành rồi? Đây chính là chỗ nguy hiểm nhất a. Làm thuê tổ chức, tin tức của bọn hắn cũng cực kỳ linh thông. Theo bọn hắn đạt được tình báo, Thiên Khải Đế Quốc đã tụ tập tất cả thần minh, vô luận đi ra ngoài lịch luyện vẫn là bế quan toàn bộ đều đến. Còn lại vô số cường giả cũng đều tề tựu. Ngay tại Thiên Khải Thành bên trong. Hiện tại Diệp Quân Lâm đi Thiên Khải Thành không phải liền là cùng bọn hắn cứng đối cứng sao. Hoặc là nói, chính là đi tìm chết. Một cái ý nghĩ tại mọi người trong đầu sinh ra, chẳng lẽ Diệp Quân Lâm đi nhận mệnh. Chủ động đem tài nguyên giao ra, lại đem tài nguyên bí mật nói ra. Nhưng là không đúng. Nếu như hắn nhận mệnh, làm gì lại thuê nhiều như vậy thuê tổ chức? Cái này không tự mâu thuẫn sao? Mà lại bọn hắn nghe qua Diệp Quân Lâm sự tích. Biết đây là một cái cao ngạo đến thực chất bên trong người. Cũng là bướng bỉnh đến không cách nào tưởng tượng. Hắn không thể lại đầu hàng nhận mệnh. Dù là hắn chết, tăng thêm lại thuê bọn hắn. Nói rõ tuyệt không phải nhận mệnh. Hắn hẳn là có kế hoạch khác. Đi làm gì? Bọn hắn không biết. Nhưng nhiệm vụ cho bọn họ là đi Thiên Khải Thành, vậy bọn hắn liền phải đi. Không, cái này Diệp Quân Lâm đến cùng làm cái gì a? Để chúng ta đi Thiên Khải Thành chẳng lẽ muốn cùng Thiên Khải Đế Quốc cứng rắn sao? Các lớn thuê tổ chức vẫn có chút do dự, cũng không có ngay lập tức tiến về. Dù sao cái mục tiêu này quá lớn, mà lại quá mơ hồ. Trực tiếp đi Thiên Khải Thành. Rất có thể đối mặt Thiên Khải Thành hơn 900 thần minh cùng vô số cường giả. Cái này mẹ hắn ai không sợ. Mặc dù làm là đao kiếm đổ máu thời gian, chẳng qua trực tiếp hộ tống Diệp Quân Lâm thoát đi, nhưng so sánh trực tiếp đi Thiên Khải Thành phát sinh xung đột đơn giản nhiều. Tử vong xác suất cũng rất lớn. Bọn hắn làm thuê tổ chức, cũng không phải cùng người chính diện cương. Có thể tránh liền tránh, trốn không thoát về sau mới có thể cương. Hiện tại Diệp Quân Lâm nhiệm vụ là trực tiếp để bọn hắn đi Thiên Khải Thành. Đây chính là để bọn hắn vừa ý tứ. Cái này ai không sợ. Đại khái suất toàn bộ thuê tổ chức đều muốn vẫn lạc. Cùng tử thần cùng múa nhưng cùng chủ động chịu chết không giống. Bởi vậy, tất cả 14 chi thuê tổ chức đều hội tụ đến cùng một chỗ. Bao quát tận thế lính đánh thuê đoàn 30 vị thần minh.
Tất cả mọi người tại vì vấn đề này phát sầu. Bọn hắn tiếp nhiệm vụ là nghe Diệp Quân Lâm thu xếp. Cũng không có để ngươi trực tiếp an bài cho ta đến Thiên Khải Thành đi đấu a. Dù là mạnh nhất lính đánh thuê đoàn cũng không được a. Nơi nào có thực lực cùng thế giới thế lực bảng thứ ba Thiên Khải Đế Quốc vừa a. Sợ hãi. Đều sợ hãi. Bảo toàn Diệp Quân Lâm một nhóm tính mạng con người an toàn, bọn hắn không sợ. Chính diện cương còn không sợ. Có mấy cái thuê tổ chức thậm chí nửa đường bỏ cuộc. Được rồi, đã chúng ta tiếp nhiệm vụ, muốn nghe Diệp Quân Lâm an bài. Hiện tại hắn thu xếp, vậy chúng ta nhất định phải đi. Muốn tuân thủ phép tắc, đừng để người ta trò cười, chúng ta nhìn thấy Thiên Khải Đế Quốc sợ. Huống chi tiền đặt cọc chúng ta đều thu, dù là núi đao biển lửa đều muốn đi. Tận thế lính đánh thuê đoàn mang đội người nói. Đúng a, vô luận nhiều khó khăn nguy hiểm, chỉ cần chúng ta tiếp nhiệm vụ liền nên đi. Huống chi Diệp Quân Lâm chỉ là để chúng ta đến Thiên Khải Thành bên ngoài, cũng không có nói thẳng để chúng ta làm gì. Chấm. Tất cả thuê tổ chức mặc dù sợ, nhưng cuối cùng vẫn là đều đi. Từng cái toàn bộ tiến về Thiên Khải Đế Quốc. Thiên Khải Đế Quốc thủ lĩnh Thiên Khải Đại Đế Tam Thế cùng một đám các cao tầng đều tỏa trấn tại Thiên Khải Thành. Lớn như vậy sân bãi bên trên. Thiên Khải Đế Quốc hơn 900 thần minh hoành lập, toàn bộ cũng chờ đợi. Thiên Khải Đại Đế Tam Thế hô, hôm nay là cho Diệp Quân Lâm sau cùng kỳ hạn. Hắn ở đâu, còn không chịu nhận mệnh sao? Không biết a, ba ngày thời gian trôi qua, Diệp Quân Lâm bên kia từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra Diệp Quân Lâm dự định muốn cùng chúng ta chiến đấu tới cùng. Người khác cũng không có rời đi, tài nguyên cũng không có làm bất luận cái gì chuyển di. Nhìn quyết tâm cùng chúng ta vừa tới đáy. Kia như vậy chúng ta liền không cần khách khí, trực tiếp xuất động nhân mã là được. Chấm. Phía dưới mọi người nói. Thiên Khải Đại Đế nhíu mày, chiến hùng quốc cùng với khác các phương có động tĩnh gì không? Những thế lực này tạm thời đều không có cái gì động tĩnh. Có lẽ bọn hắn cũng đang chờ. Dù sao người người đều biết Diệp Quân Lâm vĩnh viễn tài nguyên không phải trọng điểm là những tài nguyên này làm sao tới bí mật. Chúng nhân nói. Thiên Khải Đại Đế gật gật đầu, không sai, bọn hắn đều muốn biết bí mật này. Cục thịt béo này ai không muốn nhìn chằm chằm. Diệp Quân Lâm khẳng định có con đường. Không phải nhiều như vậy thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể đạt được. Đạt được bí mật này liền tốt. Thiên Khải Đại Đế hạ lệnh, các bộ nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau đó chuẩn bị đối Diệp Quân Lâm ra tay. Thiên Khải Đại Đế lời này mới ra. Chuẩn bị muốn đối Diệp Quân Lâm động thủ. Lúc này, thủ hạ chạy tới báo cáo. Báo cáo Đại Đế, Diệp Quân Lâm đến rồi. Cái này khiến Thiên Khải Đại Đế hung hăng sững sờ, đến rồi. Đến nơi nào rồi? Lập tức đến Thiên Khải Thành. Cái gì? Ha ha ha. Diệp Quân Lâm đến Thiên Khải Thành. Đây chẳng phải là nói hắn thỏa hiệp, hướng chúng ta đầu hàng rồi. Thiên Khải Đại Đế cười to nói. Thiên Khải Thành bên trong, đám người biết Diệp Quân Lâm muốn đầu hàng. Từng cái kích động không thôi. Lần này Diệp Quân Lâm tài nguyên phong phú chẳng những đều thuộc sở hữu của bọn hắn. Thậm chí liền phía sau hắn tài nguyên bí mật cũng phải về bọn hắn. Chấm. Giờ phút này, 14 chi thuê tổ chức đã mai phục tại Thiên Khải Thành bên ngoài. Chuẩn bị tùy thời chờ đợi Diệp Quân Lâm mệnh lệnh động thủ. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm một đoàn người cưỡi phi hành khí đi vào Thiên Khải Thành bên ngoài. Bọn hắn toàn bộ khẩn trương lên. Đợi chút nữa nhiệm vụ có thể là vọt thẳng tiến Thiên Khải Thành. Còn có Diệp Quân Lâm lá gan như thế lớn, vậy mà trực tiếp chạy tới Thiên Khải Thành. Rất nhanh, phi hành khí trực tiếp đáp xuống Thiên Khải Thành bên trong. Thiên Khải Đế Quốc cường giả tuyệt không ngăn cản. Dù sao theo bọn hắn nghĩ. Diệp Quân Lâm một đoàn người là tìm tới hàng. Bọn hắn làm gì đi ngăn cản? Chấm. Mai phục tại ngoài thành thuê tổ chức nhóm bắt đầu hỏi thăm, có hay không nhiệm vụ chỉ lệnh. Chúng ta toàn bộ đến nơi. Diệp Quân Lâm có nhiệm vụ gì liền thu xếp đi. Đúng, hỏi thăm hạ Diệp Quân Lâm phương diện, đến cùng để chúng ta làm gì. Vừa mới hắc ám bác sĩ đã giận sôi lệnh đến rồi. Để chúng ta ở ngoài thành chờ đợi, đợi chút nữa hắn mới tuyên bố nhiệm vụ. Rất nhanh, hắc ám bác sĩ chỉ lệnh truyền đến tất cả thuê tổ chức. Cái này khiến bọn hắn càng thêm nghi hoặc. Diệp Quân Lâm cái này đến cùng là làm gì? Cũng không phải thỏa hiệp đầu hàng. Hắn còn có thể làm gì? Cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người lòng ngứa ngáy, hận không thể tự mình đi nhìn xem chuyện ra sao.
Chẳng qua tất cả mọi người chỉ có thể nằm sấp chờ đợi Diệp Quân Lâm chỉ lệnh. Cái khác mật thiết chú ý Diệp Quân Lâm cùng Thiên Khải Đế quốc các quốc gia thế lực nhìn thấy Diệp Quân Lâm đột nhiên đi vào Thiên Khải Thành. Bọn hắn đều sửng sốt. Đây không phải Diệp Quân Lâm phong cách A. Hắn làm sao lại đến Thiên Khải Thành? Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm thật thỏa hiệp rồi? Muốn đem tài nguyên giao ra? Muốn đem bí mật nói ra? Đây đối với Chiến Hùng quốc những thế lực này là đại đại bất lợi. Này bằng với trực tiếp đút tới Thiên Khải Đế quốc miệng bên trong A. Bọn hắn đều không có bất kỳ phản ứng nào thời cơ A. Bọn hắn đều đang đợi lấy Diệp Quân Lâm cùng Thiên Khải Đế quốc đại chiến. Sau đó lại nhúng tay vào. Hiện tại trực tiếp không đánh không nói, Diệp Quân Lâm dường như trực tiếp đầu hàng. Sốt ruột. Từng cái vội vàng sao động giống như là kiến bò trên chảo nóng. Báo thù cửu đầu xà tổ chức biết Diệp Quân Lâm đi Thiên Khải Thành về sau, càng là phẫn nộ. Chúng ta đã sớm nói Diệp Quân Lâm chính là hèn nhát. Sợ chết không dám hướng cửu đầu xà báo thù. Lúc trước còn có rất nhiều người không tin đâu. Nói Diệp Quân Lâm tính tình quật cường muốn chết, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hiện tại tin không? Ta coi là kiên cường đến có thể cùng Thiên Khải Đế quốc vừa mới dưới, nhưng ai có thể tưởng đến hắn trực tiếp đầu hàng thỏa hiệp. Vậy mà sợ hãi từ bỏ nữ nhi trị liệu. Hèn nhát, phế vật, không xứng làm nam nhân cùng phụ thân. Chấm. Bọn hắn mắng hung. Đại hạ kia một đám đạo đức bắt cóc mắng càng hung. Đều đang trách móc Diệp Quân Lâm vì sao không đem tài nguyên cho đại hạ, không cho tài nguyên, dù là đem tài nguyên như thế nào đạt được bí mật nói ra cũng được a. Kết quả đều không có. Hiện tại bởi vì sợ, muốn đem đây hết thảy giao cho thế lực khác. Đây đối với đại hạ uy hiếp càng thêm lớn. Mắng. Từng cái đem Diệp Quân Lâm muốn mắng chết. Phảng phất Diệp Quân Lâm phạm phải cái gì tội lớn ngập trời đồng dạng. Chấm. Thiên Khải Thành bên trong. Diệp Quân Lâm một nhóm đến tin tức đã truyền đến Thiên Khải Đại Đế Tam Thế trong lỗ tai. Đúng, những cái kia thuê tổ chức đâu? Nghe nói mạnh nhất thuê tổ chức tận thế đều đến rồi. Bọn hắn ở đâu? Thiên Khải Đại Đế Tam Thế hỏi. Biến mất, tất cả thuê tổ chức đều biến mất không thấy gì nữa. Đại khái suất là rút đi. Diệp Quân Lâm đều đầu hàng, bọn hắn giữ lại làm gì? Thiên Khải Đế quốc ngành tình báo lập tức báo cáo tình huống. Nếu như thuê tổ chức nhóm đi những địa phương khác, bọn hắn sẽ còn tra được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đám người này ngay tại Thiên Khải Thành bên ngoài, liền ở ngay dưới mắt bọn họ cất giấu. Đây chính là dưới đĩa đèn thì tối. Thiên Khải Đế quốc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sự tình. Thuê tổ chức không có đi. Diệp Quân Lâm càng sẽ không đầu hàng. Diệp tiên sinh nơi này mời. Thiên Khải Đại Đế Tam Thế đã đang chờ ngươi. Diệp Quân Lâm một nhóm ba người vừa mới hạ phi hành khí, Thiên Khải Đế quốc sứ giả đã tự mình đến nghênh đón. Cùng lần trước vinh váo hung hăng khác biệt, lần này hoàn toàn là nhiệt tình đón lấy. Hoàn toàn là 180 độ chuyển biến lớn. Thậm chí để người cảm thấy đến nhầm địa phương. Chúng ta lần trước là gặp qua mặt A. Hắc ám bác sĩ vô ý thức mà hỏi. Cái này trở mặt tốc độ quá nhanh. Để hắn chịu không được. Diệp Quân Lâm ngược lại là một mặt tỉnh táo. Bọn hắn đều hiểu vì sao có dạng này chuyển biến. Đều coi là Diệp Quân Lâm là tìm tới hàng. Cho nên mới sẽ nhiệt tình như vậy, bọn hắn còn phải đợi Diệp Quân Lâm nói bỏ tài nguyên bí mật chứ. Sao có thể không nhiệt tình đâu? Làm Diệp Quân Lâm tiến vào một nháy mắt. Thiên Khải Đại Đế Tam Thế lập tức hạ lệnh, phong bế toàn bộ Thiên Khải Thành. Ta không nghĩ tiếp xuống phát sinh bất cứ chuyện gì bị ngoại nhân biết. Nhất là tài nguyên bí mật. Thiên Khải Đại Đế Tam Thế là một cái lúc trước cùng Hắc Long Quốc Đại Vương Tử đồng dạng quyết định. Sợ người khác biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thế là, trực tiếp phong bế toàn cái Thiên Khải Thành. Không để ngoại nhân biết xảy ra chuyện gì. Tài nguyên bí mật hắn muốn độc chiếm A. Làm sao muốn để ngoại nhân biết đâu. Rất nhanh. Trọn vẹn 30 vị thần minh thi triển thủ đoạn. Linh khí phong bạo tại Thiên Khải Thành chung quanh bừa bãi tàn phá, cuối cùng hình thành vô hình vòng bảo hộ, đem toàn bộ Thiên Khải Thành bao phủ lại. Tương đương với đem Thiên Khải Thành ngăn cách. Thiên Khải Thành bên trong xảy ra chuyện gì, thậm chí có tiếng gì đó, nơi nào có quang sinh ra, những cái này cũng sẽ không bị ngoại giới biết. Dù là mạnh như Chiến Hùng quốc cũng vô pháp phá vỡ cái này vòng bảo hộ. Biết xảy ra chuyện gì? Dù sao bọn hắn tại cùng một đẳng cấp, lẫn nhau không làm gì được tình trạng. Ngốc! Gấp! Nhưng Thiên Khải Thành bị phong bế về sau, tất cả mọi người mắt trợn tròn.
lần này bí mật muốn bị độc chiếm. Trừ phi Chiến Hùng quốc phái ra cường giả trực tiếp tiến công Thiên Khải đế quốc. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Chẳng qua hắn không thể làm như thế. Như vậy thế lực khác càng là phế. Giờ phút này, Diệp Quân Lâm đã đi tới Thiên Khải thành nội thành. Lớn như vậy quảng trường bên trên, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Trừ hơn 900 thần minh bên ngoài, còn có mấy chục vạn cường giả đều tại. Ngoại vi cường giả càng là vô số kể. Thiên Khải đại đế tam thế vì phòng ngừa biến cố sinh ra, cố ý đem tất cả cường giả đều tụ tập. Rung động. Quá rung động. Diệp Quân Lâm ba người ít nhiều có chút nhỏ bé. Rất mau tới đến phía trước nhất. Phía trên bảo tọa ngồi Thiên Khải đại đế tam thế. Thiên Khải đại đế tam thế cười to nói, đại hạ nhất tự tỉnh Kiên Vương, thật sự là không nghĩ tới ngươi sẽ đến a. Ha ha ha. Nói bóng gió chính là không nghĩ tới ngươi sẽ thỏa hiệp đầu hàng. Ngoại giới đem Diệp Quân Lâm truyền vô cùng kỳ diệu, cảm thấy hắn không có khả năng đến. Hiện tại ra ngoài ý định. Hắn vậy mà chủ động tới. Diệp Quân Lâm cười cười, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Thiên Khải đại đế tam thế sau khi nghe được, trong lòng vui mừng. Diệp Quân Lâm muốn nói ra tài nguyên bí mật rồi. Toàn bộ Thiên Khải đế quốc đều vô cùng kích động. Rốt cục muốn lấy được tài nguyên bí mật. Bọn hắn cũng bắt đầu tại mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai. Nếu như có được những tài nguyên này về sau, nói không chừng có thể cùng Chiến Hùng quốc sánh vai. Diệp Quân Lâm ánh mắt trái phải dò xét một phen, hướng về phía Thiên Khải đại đế tam thế hỏi, các người thần minh đều ở nơi này rồi. Vừa nghe đến vấn đề này, Thiên Khải đại đế tam thế mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Những người khác cũng đều là cao ngạo lên, sống lưng thẳng tắp, lồng ngực nhô lên. Mỗi người đều hăng hái. Kiêu ngạo đến cực hạn. Thiên Khải đại đế tam thế cười to nói, đúng, không sai, ta Thiên Khải đế quốc 937 tên thần minh toàn bộ ở đây. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Thiên Khải đế quốc hơn 900 thần minh cùng một chỗ phát ra bàng bạc khí tức. Rung động thiên địa. Diệp Quân Lâm đột nhiên cười, tốt, vậy hôm nay liền giết tới ngươi Thiên Khải đế quốc vô thần minh. Ừm. Tất cả mọi người đều có điểm mộng. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm lời này vừa ra tới, tất cả mọi người cảm thấy đều nghe lầm. Hắn nói cái gì? Giống như không nghe rõ ràng. Không phải tìm tới hàng sao. Làm sao còn cái gì sát thần minh loại hình. Tất cả mọi người không có nghe hiểu. Đừng nói hiểu Diệp Quân Lâm ý tứ, chính là Diệp Quân Lâm nói cái gì, bọn hắn đều không có nghe toàn. Thiên Khải đại đế tam thế bên cạnh mấy vị cao tầng sững sờ nửa ngày về sau, vô ý thức cười nói, Diệp tiên sinh đang nói đùa chứ. Bọn hắn là nghe rõ ràng Diệp Quân Lâm nói, đều coi là Diệp Quân Lâm đang nói đùa. Dù sao Diệp Quân Lâm lời nói ra quá rung động. Diệp Quân Lâm nghĩ đến cái gì, lại nhìn hai bên lít nha lít nhít cường giả. Ánh mắt trực tiếp lướt qua tất cả thần minh, nhìn về phía đằng sau những cái kia có trở thành thần minh tiềm lực cường giả. Đúng, còn có bọn hắn, đều giết sạch, chẳng những giết sạch tất cả thần minh, còn đoạn tuyệt các ngươi tất cả trở thành thần minh tiềm lực người. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói, diệt tuyệt thức đồ sát. Chính là để Thiên Khải đế quốc đoạn tuyệt bất luận cái gì có thần minh khả năng. Ta muốn để ngươi Thiên Khải đế quốc quá khứ, hiện tại, tương lai đều không có thần minh xuất hiện. Lúc này Thiên Khải đế quốc đám người cũng dần dần kịp phản ứng, Diệp Quân Lâm dường như không phải đến thỏa hiệp đầu hàng. Hắn giống như đằng đằng sát khí. Mục đích không rõ. Thiên Khải đại đế tam thế kịp phản ứng, không khỏi hỏi, có ý tứ gì? Diệp Quân Lâm ngươi không phải đến thỏa hiệp đầu hàng sao? Những người khác rối rít hùa theo nói, đúng a, ngươi không phải đến giao ra tài nguyên, nói cho chúng ta biết tài nguyên bí mật sao? Chấm. Đây là Thiên Khải đế quốc tất cả mọi người ý nghĩ. Diệp Quân Lâm đây cơ hồ là đơn thương độc mã đến. Không phải đầu hàng thỏa hiệp là cái gì? Ha 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 ha. Bỗng nhiên, Diệp Quân Lâm mấy người đều cười. Thật đúng là sẽ ảo tưởng. Các ngươi đến cùng con kia lỗ tai nghe được ta đầu hàng rồi. Ta muốn cho các ngươi tài nguyên rồi. Diệp Quân Lâm hỏi. A, à, nghe được đáp án này, tất cả mọi người có chút không thể nào tiếp thu được. Đã nói xong đầu hàng đâu? Về phần ta những tài nguyên này như thế nào được đến? Lời này mới ra, giữa sân nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Mọi người ngừng thở, đều muốn ngạt thở nhanh.
Đây là bọn hắn nằm mơ đều phải nghĩ tới a. Nói thật, Diệp Huyền có tài nguyên đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn tài nguyên bí mật, từ nơi đó lấy được. Lấy loại phương thức nào? Vì cái gì hắn có nhiều như vậy? Chỉ cần trưởng khống bí mật này. Trong thời gian ngắn, có thể nói tài nguyên là vô cùng vô tận. Đối với bất kỳ người nào, đối bất kỳ thế lực nào đều quá trọng yếu. Hiện tại Diệp Quân Lâm nâng lên cái này, tất cả mọi người sắp điên. Nhưng sau đó Diệp Quân Lâm chuyển đề tài nói, nhưng là để cho ngươi biết nhóm, các ngươi cũng mất mạng đi lấy. Diệp Quân Lâm nói không sai. Hắn hiện tại có tài nguyên chí ít đều là từ cấp 2 cấm địa lấy ra, phần lớn thậm chí đều là cấp 1 cấm địa lấy ra. Hiện tại dù là chiến hùng quốc đối mặt cấp 2 cấm địa cũng là cẩn thận từng ly từng tí, muốn xuất động rất nhiều thần minh mới dám chậm rãi thăm dò. Cấp 1 cấm địa lại càng không cần phải nói. Tại Amazon rừng mưa ăn lớn như vậy thua thiệt, hiện tại đối cấp 1 cấm địa đều có bóng tối. Dù là Diệp Quân Lâm nói cho bọn hắn những tài nguyên này tại cấp 1 cấm địa cầm, bọn hắn cầm về sao? Không thể. Nói cho các người biết cũng không sao. Ta những tài nguyên này đều là từ cấp 1 cấm địa, cấp 2 cấm địa lấy ra. Về phần cấp 3 cấm địa, vô luận là linh khí tinh thể vẫn là thiên tài địa bảo, phẩm chất đều quá kém. Diệp Quân Lâm nói. Cái gì cấp 1 trong cấm địa đến tài nguyên? Nghe được Diệp Quân Lâm nói, tất cả mọi người là rõ ràng không tin. Tài nguyên. Diệp Quân Lâm những cái này, phẩm chất đều siêu cấp cao. Cũng thực là cấp 1 cấm địa đồ vật. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm từ cấp 1 cấm địa đi lấy tài nguyên. Lừa ai đó? Diệp Quân Lâm ngươi nói bậy. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng như vậy, Diệp Quân Lâm đều là tại nói mò. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Diệp Quân Lâm đang đùa bọn hắn. Đại đế, xem ra hắn cũng không nguyện ý nói bỏ tài nguyên bí mật. Còn tại đùa nghịch chúng ta. Đúng a, xem ra hắn cũng sẽ không giao ra tài nguyên. Chấm. Đám người nhao nhao nói. Diệp Quân Lâm ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không có ý định giao ra tài nguyên cùng bí mật rồi? Thiên Khải Đại Đế Tam Thế lớn tiếng hỏi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Diệp Quân Lâm. Ba người hắn đến. Sau đó còn không giao ra tài nguyên, đến cùng là muốn làm gì? Đương nhiên sẽ không. Ta hôm nay đến chính là giết sạch ngươi quốc tất cả thần minh cùng thần minh tiềm lực người. Cùng lên đi. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Ha 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 ha. Thế nhưng là nghe nói như thế, tất cả mọi người cười. Toàn bộ đều tại làm càn cười to. Cảm thấy Diệp Quân Lâm là ngốc. Muốn giết sạch toàn bộ Thiên Khải Đế quốc tất cả thần minh cùng thần minh tiềm lực người. Đây chính là gần hơn ngàn cùng hơn vạn người a. Diệp Quân Lâm làm sao có thể? Thiên Khải Đế thành tất cả mọi người đang cười. Nhìn Diệp Quân Lâm tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng. Âm vang âm vang âm vang. Nhưng bỗng nhiên một trận đáng sợ tiếng kiếm reo tại không trung nổ tung. Giống như cửu thiên thần lôi đáng sợ rơi xuống, tản mát ra cuồn cuộn thiên uy tới. Oanh! Nháy mắt tất cả mọi người lông tơ dựng đứng, máu chảy ngược. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Kiếm. Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Quân Lâm trước người lơ lửng một thanh kiếm. Đang tản ra đáng sợ uy thế tuyệt thế tới. Đáng sợ kiếm khí phun trào, giống như cơn lốc càn quét. Kiếm ý càng là thẩm thấu đạt được mỗi một góc, thẩm thấu đến trong lòng mỗi người, như rơi vạn năm hầm băng, tử thần giáng lâm. Thanh kiếm này mọi người không xa lạ gì. Thậm chí còn có chút quen thuộc. Dù sao ngày đó thần kiếp chém giết tinh quốc 50 thần minh thời điểm, bị rất nhiều người biết. Chẳng qua bây giờ Thiên Khải Đế quốc tất cả mọi người là mộng. Trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp. Quen thuộc vừa xa lạ. Phốc phốc. Đột nhiên, thần kiếp hóa thành một luồng sấm sét bắn ra. Thiên Khải Đại Đế Tam Thế bên cạnh một vị thần minh cường giả bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi vẩy ra. Phốc phốc. Không đợi đám người làm phản ứng gì. Bên phải lại một thần minh từ giữa đó bị cắt mở. Phốc phốc. Phốc phốc. Chấm. Kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hoa mắt. Cho dù là thần minh chi nhãn đều không thể bắt giữ. Chớ đừng nói chi là những người khác. Ngây người một lúc công phu, Thiên Khải Đại Đế Tam Thế bên người hơn 30 vị thần minh toàn bộ bị chém giết. Một cái kịp phản ứng đều không có. Ở giữa bị che chở Thiên Khải Đại Đế Tam Thế bị nhiệt huyết đổ vào một lần lại một lần. Hắn đã sớm trở thành huyết nhân. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Diệp Quân Lâm không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp làm ngươi.
nhiều như vậy thần minh đổ xuống về sau, cái khác mới dần dần kịp phản ứng. Cũng đều là thần minh kịp phản ứng, những người khác còn tại ngây người bên trong. Thực sự là thần kiếp tốc độ quá nhanh. Giết hắn. Kịp phản ứng thần minh nhóm toàn bộ hướng phía Diệp Quân Lâm đánh tới. Bọn hắn đã ý thức được Diệp Quân Lâm không đơn giản. Nhất định phải toàn lực xuất kích. Bằng không, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Một kiếm liền chém giết Thiên Khải Đại Đế tam thế hộ vệ bên người hơn 30 thần minh. Thực lực này quá khủng bố. Cho nên kịp phản ứng tất cả thần minh đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết chết Diệp Quân Lâm. Chỉ là Diệp Quân Lâm cười khẩy. Ong ong ong. Thần kiếp bắt đầu nhanh chóng run rẩy, vây quanh Diệp Quân Lâm xoay quanh. Tốc độ càng ngày cũng nhanh, cuối cùng diễn hóa thành ngàn vạn kiếm quay chung quanh tại Diệp Quân Lâm bên người. Kia cũng là kiếm quá nhanh, dẫn đến xuất hiện tàn ảnh. Có vạn kiếm vần quanh hiệu quả. Phốc phốc, phốc phốc, mà trực tiếp đánh tới thần minh nhóm phảng phất tiến cối xay thịt đồng dạng. Vừa tiếp xúc với cái vòng này, lập tức thịt nát xương tan, máu tươi vẩy ra. Không khác biệt đổ sát. Cho dù là thần minh thân thể cũng cùng giấy lão hổ đồng dạng, đụng một cái liền nát. Vô luận những cái này thần minh thi triển thủ đoạn gì, đều không thể phá vỡ thần kiếp nhanh chóng chuyển động lưu lại vòng tròn. Chớ đừng nói chi là tiếp cận Diệp Quân Lâm. Kia là chuyện không thể nào. Thần minh nhóm một đợt xung kích, đổ xuống mấy chục người. Giết! Diệp Quân Lâm trong miệng phát ra băng lãnh vô tình thanh âm. Xoẹt! Thần kiếp xuất kích. Trực tiếp từ một vị thần minh cuống họng đâm xuyên. Nhưng mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Xùy, 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 chấm. Sau đó thần kiếp tại thần minh cường giả quần thể bên trong không ngừng xuyên qua. Không ngừng xuyên thủng từng vị cường giả thân thể. Máu tươi đã hình thành huyết phũ tung xuống. Thiên hạ võ công chỉ có nhanh là không thể phá. Thần kiếp tốc độ quả thực quá nhanh quá nhanh. Thần minh nhóm căn bản không có phản ứng liền bị đâm xuyên. Dù là có phản ứng muốn ngăn cản, thế nhưng là căn bản ngăn không được thần kiếp uy lực. Như thường bị xuyên thủng. Tương đương thần kiếp là không khác biệt oanh sát. Vô luận người kịp phản ứng hay không, cũng đỡ không nổi thần kiếp chi uy lực. Rất nhiều thần minh đều hết sức, đem riêng phần mình tuyệt học toàn bộ dùng tới. Thế nhưng là thần kiếp trực tiếp xuyên thủng, mặc kệ người phía trước là cái gì hộ thuẫn, vẫn là cái gì tiến công, ta một kiếm phá chi. Chấm. Một nháy mắt. Trên mặt đất lại nhiều hơn 100 thi thể. Cũng đều là thần minh. Kiểu chết cực kỳ thảm thiết. Trước sau mấy chục giây, Thiên Khải Đế Quốc đã 200 thần minh không có. Lúc này Thiên Khải Đế Quốc tất cả thần minh đều kịp phản ứng. Toàn bộ nổi giận lại phấn đấu quên mình hướng phía Diệp Quân Lâm đánh tới. Người còn lại đều tại ngây người bên trong, đều bị hù dọa. Chẳng qua những cái kia tiếp cận thần minh hoặc là có tiềm lực trở thành thần minh các cường giả cũng dần dần kịp phản ứng. Kịp phản ứng đều hướng phía Diệp Quân Lâm đánh tới. Thời khắc này thần kiếp cũng hưng phấn. Giống như cùng tên của nó đồng dạng. Sự xuất hiện của nó, chính là chư thần minh kiếp nạn. Chính như tình huống hiện tại đồng dạng, cái này kiếp nạn giáng lâm. Tất cả thần minh đều phải chết. Xùy. Thần kiếp lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua. Ầm, ầm, ầm. Chấm. Liên tiếp 17 vị thần minh thân thể đột nhiên nổ ra một cái lỗ máu. Nguyên lai bị một kiếm xuyên xuyên. Lập tức 17 vị thần minh vẫn lạc. Rung động. Một màn này quá mức rung động. Giết điên. Thần kiếp tại Diệp Quân Lâm điều khiển dưới, tiếp tục xuyên qua. Vạch ra từng cái quỷ dị đường cong, máu tươi tơ máu vậy mà xuyên. Phốc phốc. Phốc phốc. Chấm. Đường cong bên trên thần minh một cái tiếp một cái toàn bộ bị xuyên thủng. Có đôi khi chính là một lần tính xuyên thủng 7-8 cái, hơn 10 cái. Ngăn trở a! À. Thiên Khải Đế Quốc thần minh nhóm gấp. Vội vàng hô to. Bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng đến ngăn trở thần kiếp. Thậm chí hơn 20 vị thần minh đứng chung một chỗ, đem tất cả mọi người lực lượng tập trung ở cùng đi ngăn trở thần kiếp. Lần này thần kiếp không có thuận lợi như vậy xuyên qua. Lại bị ngăn trở. Đang lúc tất cả mọi người coi là có hiệu quả, mà lộ ra nụ cười thời điểm. Đột nhiên thần kiếp phía trên quang mang đại thịnh. Ầm ầm, đáng sợ kiếm khí bốn phía, đánh phía trước thần minh bầy. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, chấm. Mỗi cá nhân trên người bị oanh kích ra dày đặc lỗ máu tới. Một trận tiếng kêu thảm thiết về sau, hơn 20 thần minh toàn bộ ngã trên mặt đất.
toàn thân thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó lại có mấy chục tên thần minh nghĩ trực tiếp ngăn lại thần kiếp. Thế nhưng là thần kiếp kiếm mang trực tiếp nổ tung. Hơn 10 vị thần minh toàn bộ bị đánh chết. Thần kiếp quá khủng bố. Gặp kẻ nào giết kẻ đó. Hoàn toàn chính là thần minh kiếp nạn đồng dạng. Căn bản không ai có thể ngăn cản. Thời gian ngắn ngủi 4-500 thần minh đã đổ xuống. Đây cũng quá khủng bố. Hiện tại xung phong Diệp Quân Lâm đại đa số thần minh đều là cấp trên, thế nhưng là có chút tỉnh táo nhìn thấy thi thể trên đất số lượng đều hù đến chết lặng. Cái này mẹ hắn cũng quá khủng bố. Chẳng qua lúc này lại có 7-8 vị thần minh phân từng cái góc độ vọt tới Diệp Quân Lâm trước người. Bọn hắn đã thấy chu sát rơi Diệp Quân Lâm hy vọng. Trên mặt mỗi người đều lộ ra cuồng thiếu tới. Liền phảng phất bọn hắn sẽ phải thắng lợi đồng dạng. Giết Diệp Quân Lâm bọn hắn liền thắng. Nhìn xem 7-8 vị thần minh đánh tới, Diệp Quân Lâm đứng tại chỗ bất động. Tựa như là bị dọa sợ đồng dạng. Chỉ là Diệp Quân Lâm nhếch miệng lên một vòng nụ cười khát máu. Xuy. Chấm. Ngay tại một vị thần minh tiếp cận Diệp Quân Lâm đồng thời muốn oanh sát hắn thời điểm, đột nhiên xa xa thần kiếp xé rách không gian, xuất hiện tại Diệp Quân Lâm trước mặt. Tốc độ này quá nhanh, có thể xưng di chuyển tức thời. Thần kiếp tại vị này thần minh cổ xẹt qua. Cổ xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Chợt, vị này thần minh bạo thành một đoàn xương máu. Xuy. Thần kiếp lại nhanh chóng vây quanh Diệp Quân Lâm dạo qua một vòng. Từng đám huyết vụ nổ tung. Còn lại mấy vị thần minh toàn bộ bị giết. Nháy mắt giết hết cận thân thần minh, thần kiếp sau đó lại xuất hiện tại ngoài ngàn mét tiếp tục đối thần minh bày triển khai oanh sát. Tốc độ nhanh đến, phảng phất căn bản đều chưa từng tới Diệp Quân Lâm nơi này. Đây chính là thần kiếp. Giết! Chúng thần chi kiếp giáng lâm. Không ai có thể ngăn cản. Dù là thần minh cũng không được. Chấm! Thần minh tai nạn tiến đến. Vô luận cường đại cỡ nào thần minh cũng đỡ không nổi thần kiếp chút nào. Gặp được thần kiếp hạ chàng nhất định phải chết. Thần minh đứng càng ngày càng ít, thi thể càng ngày càng nhiều. Thần minh gần như chỉ còn lại 300. Hơn 600 thần minh đều bị chém giết. Nhưng mà trước đây sau chẳng qua một phút đồng hồ. Thiên Khải Đế Quốc còn lại vô số cường giả đều hướng về phía Diệp Quân Lâm đánh tới. Thiên Khải Đế Quốc những người khác một cái tiếp một cái kịp phản ứng. Thế nhưng là kịp phản ứng về sau, lại nhìn giữa sân, thần minh còn thừa không có mấy. Ngã xuống thần minh dường như vượt qua 500. Lấy Diệp Quân Lâm làm trung tâm, chung quanh khắp nơi đều là thi thể. Cũng đều là thần minh. Rung động. Quá rung động. Lần nữa bị hù dọa. Thiên Khải Đế Quốc tất cả mọi người đứng ở nơi đó, giống như cái xác không hồn. Giết. Diệp Quân Lâm trong con người bắn ra từng đạo hàn mang. Thần kiếp kiếm mang càng thịnh, kiếm khí kinh khủng hơn. Tốc độ càng nhanh, lực xuyên thấu càng mạnh. Đây đối với thần minh nhóm đến nói chính là tai nạn. Bọn hắn vẫn là càng nhanh. Lúc đầu khả năng phải 30 giây mới toàn bộ ngã xuống. Kết quả lần này, 10 giây đồng hồ không đến. Còn lại hơn 300 thần minh toàn bộ bị chém giết. Phù phù. Theo vị cuối cùng thần minh đầu lâu bay ra, toàn bộ đổ xuống. Thiên Khải Đế Quốc Thiên Khải niên lịch 7 năm. Tổng cộng 937 vị thần minh toàn bộ bị chém giết. Nhưng Diệp Quân Lâm còn không có dừng lại, hắn vẫn còn tiếp tục. Thần kiếp nhắm ngay Thiên Khải Đế Quốc cường giả bầy tiến hành không khác biệt oanh sát. Đừng nhìn có hơn vạn cường giả. Đều không phải thần minh, chỉ là thần minh tiềm lực người hoặc là tiếp cận thần minh thôi. Còn lâu mới có được thần minh khủng bố như vậy. Bởi vậy thần kiếp càng là thế không thể đỡ. Giết. Một đường giết. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Đây tuyệt đối là Thiên Khải thành lớn nhất từ trước tới nay tai nạn. Bị một thanh kiếm giết tới loại trình độ này. Thê thảm lúc. Cũng là Thiên Khải thành sỉ nhục nhất thời khắc. Chấm. 100. 1.000. 3.000. 5.000. 1.000. Chấm. Người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Thần minh Diệp Quân Lâm toàn bộ chém giết xong. Thần minh tiềm lực người cũng toàn bộ giết sạch. Ta muốn giết tới người Thiên Khải Đế Quốc cùng thần minh cách biệt. Để các ngươi về sau vừa nghe đến thần minh hai chữ liền tè ra quần. Đây chính là Diệp Quân Lâm muốn làm. 12,738 vị thần minh tiềm lực người, toàn bộ bị Diệp Quân Lâm xóa đi. Quá khủng bố. Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não đều muốn điên cuồng. Nguyên lai đi theo chư thần phòng thí nghiệm thời điểm,
bọn hắn cảm thấy chuyện của mình làm rất điên cuồng, để bọn hắn rất là hưng phấn. Nhưng hôm nay bọn hắn mới biết được cái gì là điên cuồng. Cái gì là kích động. Đây là bọn hắn làm qua chuyện điên cuồng nhất. Thần minh cùng thần minh tiềm lực người đều giết hết. Thế nhưng là Thiên Khải Thành bên trong còn có mười mấy vạn những cường giả khác chuẩn bị chờ lệnh. Giờ phút này toàn bộ hướng phía Diệp Quân Lâm ép đi qua. Bọn hắn chuẩn bị huyết chiến đến cùng. Căn bản không chịu làm ra bất luận cái gì lùi bước cử động. Giết giết giết. Thế nhưng là đối đầu bọn hắn. Diệp Quân Lâm vui. Lão tử hôm nay chuẩn bị không giết ngươi nhóm. Cho ta cút sang một bên. Diệp Quân Lâm một tiếng quát lớn. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khí tức tới. Này khí tức nháy mắt bao phủ cái này mười mấy vạn người. Phảng phất thập vạn đại sơn toàn bộ ép trên người bọn hắn. Phù phù, phù phù, phù phù, chấm. Cái này mười mấy vạn cường giả toàn bộ không chịu nổi cỗ uy áp này, một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất, phủ phục tại Diệp Quân Lâm trước người. Mười mấy vạn người đồng loạt quỳ rạp xuống Diệp Quân Lâm trước mặt. Hết thảy đều quá rung động. Bọn hắn nơi nào chống đỡ được Diệp Quân Lâm uy thế như vậy? Diệp Quân Lâm như là trời đồng dạng. Muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay, khả năng so dẫm chết con kiến còn muốn dễ dàng. Diệp Quân Lâm hôm nay chỉ là đến sát thần minh cùng thần minh tiềm lực người. Những người khác hắn không giết. Cho nên toàn để quỳ xuống, không đến khiêu khích hắn. Mười mấy vạn người như là hai chân bị mối hàn ở trên mặt đất, căn bản không cách nào động đậy mảy may. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ong ong ong. Thần kiếp phát ra từng đợt run rộng, lơ lửng tại Thiên Khải Đại Đế Tam Thế trước mặt. Hắn đều hù đến tè ra quần. Cả người cũng đều tỉnh táo lại. Không thể không đối mặt sự thật trước mắt. Hơn 900 thần minh toàn bộ bị chém giết. Hơn vạn thần minh tiềm lực người toàn bộ bị xóa đi. Xong. Thiên Khải Đế Quốc triệt để xong. Triệt để hủy diệt. Thần minh cùng hạt giống đều diệt tuyệt. Nháy mắt từ thế giới thứ ba rớt xuống thế giới đếm ngược thứ ba. Có thể xưng Thiên Khải Đế Quốc sử thượng thảm trọng nhất đả kích. Diệp Quân Lâm nhìn xem hắn thản nhiên nói, ta nói được thì làm được. Giết tới người Thiên Khải Đế Quốc vô thần minh. Đám người. Vài phút trước, tất cả mọi người tại cảm thấy Diệp Quân Lâm đang nói khoác lác. Nhưng bây giờ hắn vậy mà làm được. Vẫn là vài phút bên trong tùy tiện làm được. Đem Thiên Khải Đế Quốc theo thần đàn đánh vào thấp hơn. Chỉ cần thời gian ngắn như vậy. Phù phù. Phù phù. Chấm. Thiên Khải Đế Quốc đám người căn bản không chịu nổi Diệp Quân Lâm cùng thần kiếp uy áp. Từng cái toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Đánh phục. Triệt để đánh phục. Thiên Khải Đế Quốc bị Diệp Quân Lâm một người một kiếm đánh tới phục. Bọn hắn không phục không được a. Lại cùng Diệp Quân Lâm đắc ý, hắn đều có thể đem Thiên Khải Đế Quốc từ cái này trên bản đồ xóa đi. Các ngươi vận khí không được. Nghĩ cách đánh tới trên đầu của ta. Đương nhiên cũng là trách chính các ngươi. Vì sao cần phải đoạt người khác đâu. Thật tốt làm người không được sao. Ta tài nguyên cùng các ngươi có quan hệ sao. Chấm. Nghe được Diệp Quân Lâm lời nói, đám người đương nhiên là vô hạn hối hận. Giờ khắc này bọn hắn toàn bộ minh bạch. Diệp Quân Lâm toàn bộ hành trình đều biểu hiện dị thường bình tĩnh. Kia là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt a. Kết quả Thiên Khải Đế Quốc nhiều lần bức bách hắn, cái này không giết ngươi giết ai. Không có việc gì ngươi gây vị này đại ma vương làm gì a? Chỉ có điều trên đời nào có thuốc hối hận a? Sự tình đã phát sinh. Thiên Khải Đế Quốc trực tiếp đổ. Trời sập. Nhìn xem Diệp Quân Lâm lực áp một nước, vạn chúng thần phục bóng lưng, Hắc Ám Bác Sĩ hai người cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cảm nhận được lực lượng cường đại đáng sợ. Có thể để cho bất luận kẻ nào cúi đầu. Hôm nay đây hết thảy thực sự là quá kích thích. Nhưng Hắc Ám Bác Sĩ cùng Thượng Đế chi não minh bạch, hôm nay cái này không tính là gì. Kích thích hơn điên cuồng hơn còn tại đằng sau. Đó chính là làm Diệp Quân Lâm giáng lâm chiến hùng quốc thời điểm. Hai người ý nghĩ không hẹn mà cùng, liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại ngoại giới đều đang đồn nói chiến hùng quốc khoảng chừng hơn vạn thần minh. Hơn nữa còn là bảo thủ số lượng. Nói không chừng chiến hùng quốc chân chính thần minh số lượng so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Bọn hắn ngược lại là hy vọng chiến hùng quốc có thể nhiều một chút thần minh. Ví dụ như lớn mật một điểm, đến 10 vạn cái thần minh. Diệp Quân Lâm tại thời điểm này giết mới đã nghiền. Chờ mong. Nháy mắt hai người này liền mong đợi. Thật sự là chờ mong a.
nhanh một chút đi. Nhanh một chút để Diệp Quân Lâm giáng lâm chiến Hùng Quốc. Bọn hắn đều nhanh muốn chờ không ngừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân Lâm nhìn xem Thiên Khải Đế Quốc đám người, hắn cười lạnh nói, các ngươi là cường đạo phong cách đúng không? Vậy thì tốt, hôm nay ta cũng làm cái cường đạo. Ta cũng đoạt các ngươi một cái. Để các ngươi cảm giác bị người đoạt tư vị. Hắc ám bác sĩ hai người sững sờ, vô ý thức mà hỏi, a, à, cường đạo, chúng ta sao? Diệp Quân Lâm nói ra, các ngươi đương nhiên không được. Ta hô nhiều người như vậy làm gì dùng? Lúc này hắc ám bác sĩ hai người đột nhiên nhớ tới Thiên Khải Thành bên ngoài còn mai phục 10 cái thuê tổ chức đâu. Vừa mới quá kịch liệt, đến mức đem bọn hắn đều quên. Đúng a, một nửa thù lao đều giao. Không có khả năng để bọn hắn lấy không? Diệp Quân Lâm cùng hắc ám bác sĩ nói ra, đem bọn hắn đều hô vào đi. Liền nói nhiệm vụ đến rồi, nhiệm vụ là cướp bóc. Hắn lại nhìn về phía Thượng Đế Chi Não, để ngươi sớm chuẩn bị những cái kia phi hành khí đâu. Thượng Đế Chi Não lập tức nói, đều an bài tốt. Tất cả đều là không người điều khiển, ta chỉ cần một cái chỉ thị, sẽ tại tốc độ nhanh nhất đến. Tốt, để phi hành khí đều tới đi, cướp bóc nhiều đồ như vậy, phải có công cụ trở về đi. Diệp Quân Lâm nói, hai người lập tức đi hành động. Thiên Khải Đế Quốc những người khác nghe Diệp Quân Lâm muốn cướp bóc, cả đám đều sắp điên. Bọn hắn muốn công khai đoạt Thiên Khải Thành. Cái này điên rồi đi. Ai có thể tin tưởng chuyện này? Nhưng bây giờ quả thật phát sinh. Bọn hắn lại không cách nào thay đổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm bọn hắn cướp bóc. Được vinh dự cường đạo đế quốc bọn hắn, luôn luôn đều là cường đạo phong cách, thấy người nào cũng là trực tiếp đoạt. Kết quả có một ngày rơi cái bị cướp hạ tràng. Thật sự là đáng tiếc đáng buồn a. Thiên Khải Đại Đế Tam Thế cùng với khác người gắt gao cầm nắm đấm. A, trong bọn họ tâm đều đang gào thét. Lại không biện pháp gì. Chỉ có thể nhìn. Chờ. Mấy cái này thuê tổ chức đều muốn chờ điên. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn căn bản không biết. Vô hình vòng bảo hộ ngăn trở bọn hắn. Kia là thần minh thủ đoạn, dùng linh khí ngưng kết thành vòng bảo hộ. Bọn hắn không cách nào biết được bên trong bất kỳ tình huống gì. Chỉ có thể làm chờ. Từ khi rời núi đến nay, loại tình huống này lần thứ nhất gặp được. Chúng ta người thuê ở bên trong trải qua nguy hiểm, chúng ta chờ ở tại đây. Đến cùng ai thuê ai? Đến cùng ai bảo vệ ai a? Có người nói. Loại nhiệm vụ này bọn hắn là lần đầu tiên tiếp. Từng cái vội vàng sao động giống như là kiến bò trên chảo nóng. Bọn hắn đều hận không thể trực tiếp công kích Thiên Khải Thành. Đối bọn hắn đến nói dù là chết, cũng vẫn là đao kiếm bên trong kích động. So tại cái này làm chờ lấy mạnh nhiều lắm. Đối bọn hắn đến nói chờ nửa phút đều là tra tấn. Huống chi 1-20 phút. Chờ không ngừng. Chờ đợi trọn vẹn nửa giờ. Cái này đều nửa giờ, bên trong còn không có bất kỳ tình huống gì. Diệp Quân Lâm khả năng xảy ra chuyện. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Giết đi vào đi, đã tiếp nhiệm vụ, nhất định phải bảo hộ Diệp Quân Lâm an toàn. Chấm. Các lớn thuê tổ chức đầu mục thương lượng về sau, chuẩn bị muốn vọt thẳng đi vào cứu người. Đúng vào lúc này, mọi người thống nhất tiếp vào hắc ám bác sĩ chỉ lệnh. Để tất cả thuê tổ chức tiến vào Thiên Khải Thành, nhiệm vụ, đến cướp bóc. Đến cướp bóc. Mộng. Tất cả mọi người tại nhìn thấy chỉ lệnh giờ khắc này đều mắt trợn tròn. Bọn hắn tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ. Lần thứ nhất tiếp vào cướp bóc nhiệm vụ. Đi cướp đoạt. Có lầm hay không? Mà lại nếu là cướp bóc những người khác, bọn hắn đều có thể lý giải. Nhưng trước mắt thế nhưng là Thiên Khải Thành A. Thiên Khải Đế Quốc trung tâm. Tụ tập tất cả cao thủ. Trong đó có mấy trăm nhiều thần minh. Để bọn hắn đi đoạt Thiên Khải Quốc. Điên rồi. Là bọn hắn đang nằm mơ sao? Vẫn là chỉ lệnh phát sai rồi. Theo lý mà nói, chỉ cần chỉ lệnh vừa đến, bọn hắn liền cùng như bị điên, lập tức phát chân lên cổ chạy vào đi. Dù sao chờ nửa giờ, bọn hắn đều muốn nghẹn điên. Nhưng hôm nay tiếp vào chỉ lệnh, đều mắt trợn tròn. Cướp bóc. Chơi lớn đi. Mọi người nhao nhao nhìn về phía tận thế lính đánh thuê đoàn, đang chờ đợi cái nhìn của bọn hắn. Đã tiếp nhiệm vụ, liền vọt vào đi. Huống chi bọn hắn còn có thể phát ra chỉ lệnh đến, không nhất định là chuyện gì xảy ra. Xong. Tất cả thuê tổ chức mấy trăm người toàn bộ xung kích, hóa thành từng đạo lợi kiếm phóng tới Thiên Khải Thành.
bọn hắn đã làm tốt một trận cực hạn ác chiến chuẩn bị. Giết đi vào. Tận thế thuê tổ chức thần minh xông lên phía trước nhất. Oanh! Thế nhưng là đem đại môn mở ra về sau, kết quả phát hiện không người trông coi. Dựa theo loại tình huống này, không phải là bầy đầy thủ vệ sao? Đại môn làm sao nhẹ nhõm liền phá vỡ? Đám người toàn bộ tiến vào Thiên Khải thành ngoại thành khu vực. Kết quả phát hiện không có bất kỳ ai. Nghi hoặc, quá nghi hoặc, hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Còn có Diệp Quân Lâm gửi tới cướp bóc nhiệm vụ, để bọn hắn càng phát ra không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tiếp tục, mấy trăm người tiếp tục xung kích, rất nhanh liền đi vào Thiên Khải thành nội thành cửa thành. Vẫn như cũ không người trông coi. Bọn hắn càng phát ra nghi hoặc, nhưng vẫn là một mạch vọt vào. Chẳng qua bọn hắn cùng nhau đi tới, lộ ra do dự dự, sợ hãi vạn phần. Tranh thủ thời gian tiến đến A, chờ các ngươi nửa ngày, từng cái lằng nhằng. Lúc này, một thanh âm không kiên nhẫn truyền đến. Diệp Quân Lâm thanh âm. Diệp Quân Lâm nhìn xem đám người này lằng nhằng, hắn đều muốn tức chết. Như thế thời cơ tốt tranh thủ thời gian đến ăn cướp A. Làm sao từng cái sợ hãi thành dạng này? Không đều là đao kiếm đổ máu kinh khủng tồn tại sao? Sợ thành dạng này. Ăn cướp liền xong việc. Làm bọn này thuê tổ chức đi vào nội thành thời điểm, dọa sợ. Khắp nơi đều có thi thể. Hiển nhiên vừa mới tiến hành qua một trận đại chiến. Nhưng chết vì sao đều là Thiên Khải đế quốc người. Từ bọn hắn chiến giáp có thể tùy tiện nhìn ra. Thần minh. Chết đều là thần minh. Nhìn xem đối đầu ngổn ngang lộn xộn thi thể, đều là không có đầu. Có thể từ lưu lại khí tức còn có thể đánh giá ra đây đều là thần minh. Chết đều là thần minh. Khắp nơi đều là. Bốn phương tám hướng đều là thần minh thi thể. 10 cái, 20, 50. Còn có người bắt đầu đại khái đi đếm. Có ít người liếc mắt liền nhìn ra đại khái số lượng. Phần lớn người là có thể đoán được, nhưng bị chấn kinh đến, không nguyện ý tin tưởng nhìn thấy đây hết thảy. Có lẽ ở trong lòng cảm thấy đây không có khả năng a. Từ về số lượng phán đoán ngã trên mặt đất cũng có hơn vạn người. Mà tại phiến khu vực này tập trung thần minh thi thể không sai biệt lắm hơn ngàn. Vậy đã nói rõ Thiên Khải đế quốc tất cả thần minh đều ở nơi này. Xong là lấy thi thể hình thái. Điều này nói rõ một cái thiên đại vấn đề Thiên Khải đế quốc thần minh toàn bộ diệt tuyệt. Bị giết sạch. Một cái không có lưu. Toàn bộ ngã xuống đất nơi này. Cho nên những cái này thuê tổ chức lần đầu tiên nhìn thấy về sau, cũng không tin đây là sự thực. Cả đám đều ngẩn người. Không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Đây chính là hơn 900 thần minh A. Cũng không phải rau cải trắng. Toàn bộ xử lý bọn hắn có thể có dễ dàng như vậy sao? Không phải dễ dàng, không phải chuyện dễ dàng. Là chuyện không thể nào. Còn có cái khác ngã trên mặt đất hơn vạn cường giả, mặc dù không phải thần minh, đều là có thần minh tiềm lực, tương lai có thể trở thành thần minh. Toàn bộ cũng đều bị giết tuyệt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Khải đế quốc tại sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Bọn hắn bỏ lỡ cái gì? Đây hết thảy đến cùng là ai làm? Dần dần kịp phản ứng đám người, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Diệp Quân Lâm ba người. Chỉ là ba người trên thân sạch sẽ, liền một điểm vết máu đều không có, hơn nữa nhìn hiện trường cũng không có đánh nhau vết tích. Chớ nói chi là ba người ra tay. Như vậy là ai? Đến cùng làm sao rồi? Trực tiếp đem Thiên Khải đế quốc thần minh cùng thần minh tiềm lực người hơn vạn người toàn bộ giết tuyệt. Quá rung động. Nói ra cũng không ai tin. Đây chính là gần ngàn thần minh a. Cái này cần cái dạng gì chiến lực? Thế nhưng là hiện trường cũng không có những người khác a. Thiên Khải đế quốc đều phong bế Thiên Khải thành. Bất luận kẻ nào cũng không vào tới qua a. Người ngoài chỉ có Diệp Quân Lâm ba người. Chẳng lẽ... Một cái đáng sợ ý nghĩ tại mọi người trong đầu sinh ra. Mọi người cùng đủ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Vì sao Diệp Quân Lâm từ đầu tới đuôi đều như vậy bình tĩnh, vì sao vừa mở cự tuyệt bọn hắn? Nguyên lai hắn không sợ Thiên Khải đế quốc a. Nguyên lai hắn có thể giết sạch Thiên Khải đế quốc tất cả thần minh. Nguyên lai hắn có hủy diệt Thiên Khải đế quốc thực lực a. Chấm. Minh bạch, hết thảy đều minh bạch. Thậm chí bọn hắn dường như nghĩ rõ ràng một vài vấn đề Diệp Quân Lâm tài nguyên là từ đâu đến. Lấy Diệp Quân Lâm thực lực như vậy, hoàn toàn có thể đến cấm địa đi lấy. Căn bản không sợ bất kỳ nguy hiểm nào.
cấp 2 cấm địa hắn khẳng định theo vào nhà mình đồng dạng, thậm chí cấp 1 cấm địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người rộng mở trong sáng. Xa xa Thiên Khải Đại Đế tam thế cấp một cái khác cao tầng toàn bộ dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, cả người Thiên Khải Thành đều loạn thành một bầy. Nhất là nhìn thấy hai bên quỳ mười mấy vạn người, không cách nào dãy giụa mà phẫn nộ khuôn mặt. Bọn hắn càng thêm rung động. Đây cũng là bởi vì Diệp Quân Lâm nguyên nhân a. Cả đám đều bị trấn áp. Căn bản lên không được thân. Diệp Quân Lâm lôi kéo sững sờ một đám người, nhịn không được hô, đều thất thần làm gì đâu. Còn không mau nhận nhiệm vụ. Ta dùng các ngươi thời điểm đến. Diệp Quân Lâm thanh âm để đám người giật mình tỉnh lại. Bọn hắn rốt cục đợi đến nhiệm vụ. Từng cái toàn bộ đứng tại Diệp Quân Lâm trước mặt, chờ đợi lấy nhiệm vụ. Từ giờ trở đi cướp bóc, tại Thiên Khải Thành cho ta đoạt, phàm là linh khí tinh thể hoặc là thiên tài địa bảo những cái này toàn bộ cho ta cướp đi. Có người cản, liền trực tiếp giết, ta nói. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Không biết vì sao, những cái này thuê tổ chức các thành viên nhao nhao hưng phấn lên. Mà lại nhiệm vụ này cũng quá hiếm thấy. Ở trong đó thế nhưng là có mạnh nhất thuê tổ chức A. Đoạt hắn nha. Không biết ai hô một tiếng, đám người này cùng như bị điên, bắt đầu ở Thiên Khải Thành bên trong cướp bóc. Đây là bọn hắn tiếp kỳ lạ nhất nhiệm vụ. Cũng là an toàn nhất một lần nhiệm vụ. Bởi vì tất cả mọi người bị đè ép. Căn bản không dám phản kháng. Thế nhưng là cướp bóc dường như có chút nghiện a. Cảm giác này cũng quá thoải mái đi. Sau đó, cái này 10 cái thuê tổ chức tại Thiên Khải Thành khắp nơi cướp bóc. Dĩ nhiên không phải cái gì đều đoạt a. Chỉ đoạt thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể những thứ này. Chỉ đoạt thuộc về thời đại này bảo bối. Cản. Căn bản ngăn không được. Có thực lực cản đều trên mặt đất quỳ đâu. Chấm. Thời gian đã qua lâu như vậy. Thế nhưng là bên trong xảy ra chuyện gì? Bên ngoài không ai biết. Cái này Chiến Hùng Quốc cùng cửu đầu xà những người này nóng nảy. Đều cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Đến cùng làm sao rồi? Diệp Quân Lâm đến cùng nói không nói ra bí mật a. Xong, xong, lần này sợ là Thiên Khải Đế Quốc muốn quật khởi. Lần này đối ta Chiến Hùng Quốc uy hiếp liền lớn. Chấm. Thời đại này tài nguyên quá trọng yếu. Có tài nguyên liền có thể quật khởi a. Mà lại nhân tạo thần minh phương pháp là càng ngày càng nhiều. Một chút khoa học kỹ thuật đều có thể dùng tới. Có thể khiến người ta thể tối đại hóa hấp thu linh khí, biến thành thần minh. Cái này khiến bọn hắn làm sao không sốt ruột. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay vào lúc này, Thiên Khải Thành bên ngoài chú ý mọi người thấy từng cái phi hành khí đi vào Thiên Khải Thành. Đây là Diệp Quân Lâm thủ hạ phi hành khí. Làm sao tới Thiên Khải Thành rồi? 1, 2, 3, 10 chiếc phi hành khí. Mọi người thấy 10 chiếc phi hành khí từng cái tiến vào Thiên Khải Thành bên trong. Rung động không thôi. Mà lại 10 chiếc phi hành khí thể tích rất lớn, xem xét liền có thể trang rất nhiều tài nguyên. Cái này. Đây là Diệp Quân Lâm thỏa hiệp, cho Thiên Khải Đế Quốc đem tài nguyên đưa tới a. Khẳng định, không phải 10 chiếc phi hành khí tới làm gì. Khẳng định là đến vận tài nguyên a. Triệt để xong, Diệp Quân Lâm đem tài nguyên đều giao cho Thiên Khải Đế Quốc. Như vậy hắn cũng khẳng định đem tài nguyên bí mật toàn bộ nói cho Thiên Khải Đế Quốc. Chấm. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng như vậy. Đây đối với các thế lực lớn đến nói tuyệt đối là cái ngũ lôi oanh đỉnh tin tức. Chiến Hùng Quốc những cái này chỉ hận mình tốc độ quá chậm. Bây giờ có thể ngăn cản phương thức chỉ có giết vào Thiên Khải Đế Quốc. Nhưng đó chính là lên chiến tranh. Không có người sẽ tùy tiện đi đụng vào những cái này. Đại hạ đám kia đạo đức bắt cóc cũng là từng cái tức điên nứt. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm, đem đây hết thảy đều chắp tay nhường cho người. Đối với báo thù cửu đầu xà tổ chức đến nói, đây hết thảy cũng không đáng kể. Chỉ cần những tài nguyên này không đến cửu đầu xà cùng Chiến Hùng Quốc trên thân liền tốt. Cái khác đến ai trên thân cũng không đáng kể. Trọng điểm là Diệp Quân Lâm không có. Bởi vậy, bọn hắn vô cùng hưng phấn. Nhưng mà sự thật cùng bọn hắn nghĩ lại là ngày đêm khác biệt. Cái này 10 chiếc phi hành khí căn bản là đến cướp bóc dùng. Cũng không phải là đưa tài nguyên đến. Mà lại phi hành khí giống tuếch, nơi nào đến tài nguyên. Đương nhiên là có một phương thế lực biết chuyện gì xảy ra. Đó chính là Hắc Long Quốc. Bọn hắn tại Diệp Quân Lâm trên tay ăn thiệt thòi. Đại khái có thể đoán được chuyện gì xảy ra.
Bọn hắn duy nhất không xác định điểm chính là Diệp Quân Lâm phải chăng có thể cùng Thiên Khải Đế Quốc gần ngàn thần minh đối kháng. Hiện tại phi hành khí đều đến, bọn hắn xác định Thiên Khải Đế Quốc bại. Cũng may mắn lúc ấy không có đi cược, cược bọn hắn tuyệt đối sẽ thua. Nhìn thấy Thiên Khải Đế Quốc thảm như vậy, Hắc Long Quốc đều muốn cười. Bọn hắn tổn thất là lớn. Nhưng Thiên Khải Đế Quốc thần minh hẳn là toàn bộ hủy diệt. Theo phi hành khí tiến vào, cũng mang ý nghĩa hết thảy đều phải kết thúc. Thuê tổ chức nhóm cướp bóc cũng đã tới kết thúc rồi. Hiện tại bọn hắn đem cướp bóc đến tài nguyên từng chút hướng phi hành khí bên trong chuyển. Đem các người thù lao mình khấu trừ đi, mặt khác mình lấy thêm điểm một điểm đi. Diệp Quân Lâm nói, kỳ thật hắn căn bản đều không cần những tài nguyên này. Chỉ là Thiên Khải Đế Quốc chọc tới hắn, hắn liền nghĩ cướp bóc. Không cho bọn hắn bất luận cái gì trở thành thần minh khả năng. Chẳng qua Diệp Quân Lâm một câu, lại làm cho những cái này thuê tổ chức cả đám đều kích động muốn chết. Cái gì cũng không làm, trắng đến nhiều đồ như vậy. Diệp tiên sinh, ta tận thế lính đánh thuê đoàn thiếu ngài một lần nhiệm vụ. Lần sau ngài có cần, một mực kêu chúng ta, không thu lấy bất luận cái gì báo thù. Chúng ta Thánh Hoàng Kim lính đánh thuê đoàn cũng giống như vậy. Chúng ta Màu Đen Phong Bạo lính đánh thuê đoàn cũng giống như vậy. Còn có chúng ta Địa Ngục Thiên Sứ quân đoàn cũng giống vậy. Chấm. Bọn này thuê tổ chức nhóm không biết như thế nào cảm tạ Diệp Quân Lâm, chỉ có thể dùng phương thức như vậy để diễn tả ân tình. Chẳng qua sau khi nói xong, bọn hắn có chút hối hận. Bởi vì Diệp Quân Lâm dường như căn bản không cần a. Lấy thực lực của hắn, ai ngăn trở a? Nơi nào còn cần thuê bọn hắn? Lần này thuê bọn hắn đến, vẻn vẹn bởi vì muốn để bọn hắn làm khổ lực thôi. Chẳng qua Diệp Quân Lâm gật gật đầu, tốt, không có vấn đề, có cơ hội lại gọi các ngươi. Cái này khiến mọi người trong lòng yên lòng. Từng cái tiếp tục bắt đầu chuyển tài nguyên. Cuối cùng ăn cướp Thiên Khải Đế Quốc tất cả tài nguyên. Thiên Khải Đế Quốc không hổ là thế giới bảng xếp hạng thứ ba thế lực, tài nguyên cũng không phải Hắc Long Đế Quốc có thể so sánh. Tài nguyên đều có Diệp Quân Lâm có một nửa. Có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Cuối cùng 10 chiếc phi hành khí trang tràn đầy rời đi. Thuê tổ chức nhóm cũng nhận được mình thù lao, từng cái rời đi. Về phần Diệp Quân Lâm, thì là Thiên Khải Đại Đế Tam Thế tự mình hộ tống ra tới. Đi theo phía sau lít nha lít nhít người. Bởi vì mọi người xem không hiểu Diệp Quân Lâm tính tình. Vạn nhất hắn tâm tình không tốt, lại đem toàn bộ Thiên Khải Đế Quốc diệt sao. Cho nên bọn hắn không dám có bất kỳ định ý nào. Chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đem Diệp Quân Lâm một đoàn người đưa ra Thiên Khải Thành. Bên ngoài quan sát đám người, nhìn xem Thiên Khải Đại Đế Tam Thế tự mình đưa Diệp Quân Lâm ba người ra tới. Càng phát ra khẳng định Diệp Quân Lâm đem tài nguyên bí mật toàn bộ nói cho Thiên Khải Đế Quốc. Khẳng định là đạt được tài nguyên bí mật, Thiên Khải Đại Đế mới cười như thế sán lạn. Nếu để cho Thiên Khải Đại Đế Tam Thế biết ý nghĩ của mọi người, đoán chừng phải tươi sống tức chết. Nhìn đoán không ra, lão tử là miễn cưỡng vui cười sao? Lão tử đây là cười đến sán lạn sao? Mẹ ngươi a, ta Thiên Khải Đế Quốc đều muốn không có, ngươi con mắt nào nhìn ra ta cười đến rất vui vẻ. Hắn là tại đưa một đám cường đạo a. Diệp Quân Lâm bọn hắn rời đi. Kia 10 chiếc tự động hóa phi hành khí trực tiếp lướt qua trời cao, biến mất tại sự truy đuổi của bọn họ bên trong. Cuối cùng nhóm này tài nguyên toàn bộ bị vận đến tới gần Thiên Khải Đế Quốc trong núi sâu. Nơi này cũng là một chỗ cấp 1 cấm địa, bị Diệp Quân Lâm thăm dò qua. Những tài nguyên này đặt ở cấp 1 cấm địa mới có thể không ai đi động. Tại những tài nguyên này bên trong, Diệp Huyền chọn lựa khả năng đối quân hữu dụng dược liệu để Hắc Ám bác sĩ bọn hắn đi nghiên cứu. Lúc này Hắc Ám bác sĩ xin nhờ đoàn đội cũng kỳ thật đang một mực nghiên cứu quân độc, lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi nghiên cứu. Nhất là Thiên Thuẫn Cục bên này. Chiến Ưng Quốc. Thiên Thuẫn Cục tối cao trong phòng họp. Chỉ có mấy người. Trong đó có cục thủ Smith cùng cao tầng Nelson, còn có hai vị. Xem như so Smith hai người thân phận cao hơn tồn tại. Một vị xem như Chiến Ưng Quốc người quyết định, một vị khác thì là Chiến Ưng Quốc phía sau tồn tại. Vừa mới bên kia truyền đến tin tức. Một người trong đó nói. Làm sao rồi? Smith hai người chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Bọn hắn nghiên cứu rõ ràng Diệp Quân Lâm nữ nhi trúng độc. Có thể giải. Người kia nói. Smith cùng Nelson liếc nhau về sau, lập tức lộ ra nụ cười, vậy chúng ta lập tức thông báo Diệp Quân Lâm a.
hắn bây giờ có được tương đương kinh khủng tài nguyên, chúng ta coi đây là yêu cầu, đến cùng hắn muốn tài nguyên. Hai người gần đây kỳ thật cũng trông mà thèm Diệp Quân Lâm tài nguyên, đã sớm nghĩ nhúng một tay. Hiện tại cơ hội đến, sao có thể không vội? Huống chi người sau lưng bọn họ thế nhưng là trực tiếp có thể giải mở quân quân độc A. Đây chẳng phải là muốn cái gì, Diệp Quân Lâm liền có thể cho cái gì rồi. Những người khác chỉ là nếm thử biện pháp hoặc là dược liệu, liền có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Ai nói muốn cho Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc rồi? Mắc mớ gì đến chúng ta? Chỉ là người kia đột nhiên nói. Để Smith cùng Nelson thần sắc kinh ngạc. Lộ ra thần sắc không thể tin. Tài nguyên A, Diệp Quân Lâm có được kinh khủng tài nguyên A. Chúng ta có thể đổi Diệp Quân Lâm tất cả tài nguyên cùng hắn như thế nào đạt được tài nguyên bí mật A. Đều có thể cho hắn nữ nhi giải độc, đổi hắn tất cả tài nguyên tuyệt đối sẽ đáp ứng. Smith lập tức nói. Chỉ là người kia cười cười nói, hắn tài nguyên chúng ta không có thèm. Hắn có, chúng ta sớm có. So hắn còn nhiều còn phong phú. Hắn không có, chúng ta cũng sớm có. T. Lời này mới ra. Smith cùng Nelson nhao nhao đổ rút khí lạnh. Cái này. Đây cũng quá đáng sợ. Nói ra những lời này lực lượng quá đủ. Hiện tại các nước đều xuất hiện thần minh, đều như vậy. Thế lực sau lưng còn có thể như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chiến ưng quốc phía sau có thế lực một mực đang duy trì. Từ khi Smith tiếp xúc đến thiên thuẫn cục cao tầng chức vị lúc liền biết chiến ưng quốc phía sau có thế lực thôi động. Nghe nói từ chiến ưng quốc vừa thành lập thời điểm ngay tại phía sau. Chỉ là một mực ở vào phía sau màn trạng thái. Chỉ có điều đáng sợ là vô luận trải qua cái dạng gì thời đại, cái này thế lực sau lưng luôn luôn áp đảo trên thế giới. Lần lượt thời đại thay đổi, thậm chí đến lần này linh khí khôi phục hoàn cảnh biến đổi lớn. Kết quả cái thế lực này còn tính là áp đảo trên thế giới. Câu nói này mới ra. Bọn hắn đều muốn điên. Bọn hắn bình tĩnh như thế, căn bản không đem hiện nay hết thảy để vào mắt. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, Diệp Quân Lâm tìm lâu như vậy biện pháp, đều không tìm được biện pháp giải độc. Mà tổ chức này lại có biện pháp giải độc. Ngẫm lại xem liền biết có bao nhiêu thần thông quảng đại. Chẳng qua ta cảm thấy có thể cùng Diệp Quân Lâm hợp tác a. Loại này tài nguyên ai ghét bỏ nhiều đây? Smith cười cười. Đây chẳng qua là ngươi nhỏ hẹp tư tưởng, tầm mắt của ngươi chỉ là như vậy. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta trông coi một đầu không thua gì Nam Cực sông băng hạ đầu kia siêu cấp linh mạch. Người kia thản nhiên nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Smith bọn hắn đều muốn điên. Nguyên lai chiến ưng quốc thế lực sau lưng cũng là dựa vào một đầu siêu cấp linh mạch sinh tồn. Đây là ai đều không nghĩ tới. Đồng thời mọi người cũng muốn minh bạch, vì sao thế lực sau lưng kinh khủng như vậy. Nam Cực sông băng hạ đầu này siêu cấp linh mạch bộc phát, là đủ thay đổi toàn bộ thế giới. Đem vốn có thế giới cải tạo thành bộ dạng này. Tại toàn các nơi trên thế giới xuất hiện bao nhiêu tài nguyên, tạo nên bao nhiêu thần minh. Nhưng mà chiến ưng quốc thế lực sau lưng thế nhưng là tập trung có được một đầu không thua gì Nam Cực sông băng siêu cấp linh mạch. Bởi vậy đến nói. Diệp Quân Lâm tài nguyên hoàn toàn chính xác không tính là gì. Chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Bọn hắn căn bản liền chướng mắt. Lại càng không có Smith loại này tham tiện nghi ý nghĩ. Không cần thiết. Đi phí công phu này đều tính không ra. Người Diệp Quân Lâm tài nguyên lại như thế nào phong phú, người đạt được tài nguyên chỉ là Nam Cực sông băng hạ đầu này siêu cấp linh mạch diễn sinh vật thôi. Đối bọn hắn mà nói, căn bản không phải cái gì bí mật. Chấm chấm. Rung động. Đối Smith cùng Nelson đến nói chính là rung động. Trước kia bọn hắn đối với chiến ưng quốc thế lực sau lưng không có khái niệm. Cũng không có vật tham chiếu đi đoán chừng bọn hắn thực lực. Chỉ biết rất cường đại. Nhất là chiến ưng quốc tiên tiến khoa học kỹ thuật đều là cho bọn hắn duy trì. Nhưng hết thảy đều là mơ hồ, không có xác thực khái niệm. Hiện nay có vật tham chiếu siêu cấp linh mạch. Bọn hắn mới hiểu được cái này thế lực sau lưng cường đại cỡ nào. Kia tuyệt đối khủng bố đến cực hạn. Liền có thể giải độc cái này một khối, thực lực cường đại có thể thấy được chút ít. Mặc dù là giải độc, nhưng đây là nhiều mặt thực lực tổng hợp thể hiện. Thiên Tuấn Cục mới phân tích ra mấy loại độc tố thôi, người ta liền đã có thể giải khai. Chênh lệch này cách xa vạn dặm. Diệp Quân Lâm ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến con gái của ngươi độc có thể giải khai đi. Smith cười to nói. Diệp Quân Lâm tự nhiên nghĩ không ra.
hắn hiện tại ngay tại phiền muộn chuyện này. Hy vọng ở đâu? Không nhìn thấy a. Cứ việc Quân Quân bị xe chứa tuyết tạm thời phong bế độc tố, cũng không có biện pháp giải khai a. Lúc đầu gửi hy vọng ở đại hạ trấn Ma Ti. Tiêu Thiên Vũ bọn hắn không biết ngày đêm tìm, nhưng là bây giờ một chút xíu manh mối đều không có. Là không phải mình lúc trước nhìn lầm, căn bản không tồn tại. Đám người này có thể giấu đi nơi nào a? Bực bội hắn để Hắc Ám bác sĩ hướng toàn thế giới thả ra tin tức lừa gạt đi hắn tài nguyên thế lực tranh thủ thời gian đến tự thú, đồng thời trả lại tài nguyên. Nếu không để hắn tra được, hắn sẽ giết sạch tất cả mọi người. Rất nhanh cái này thông cáo tại toàn thế giới truyền khắp. Chỉ là người người cũng bắt đầu trò cười Diệp Quân Lâm. Vừa mới tại Thiên Khải Đế quốc trên thân ăn phải cái lỗ vốn, bây giờ muốn uy hiếp lừa gạt thế lực của hắn. Quả thực là nói chuyện viển vông. Báo thù cửu đầu xà tổ chức cũng tiếp vào tin tức này. Bây giờ đội ngũ của bọn hắn cũng là càng ngày càng cường đại. Nhất là có lừa gạt đến những tài nguyên này về sau, để bọn hắn thực lực tổng hợp có thể mạnh rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm phát ra tới thông cáo, bọn hắn đều cười. Diệp Quân Lâm chúng ta không đơn giản lừa gạt ngươi tài nguyên, chúng ta còn hủy thay máu ghi chép. Chúng ta còn lần lượt ngăn cản qua. Chẳng những trước kia sẽ, về sau cũng biết, chỉ cần ngươi không tìm cửu đầu xà báo thù, chúng ta liền tiếp tục. Còn muốn để chúng ta ra ngoài tự thú, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục lừa gạt ngươi. Chấm chấm. Báo thù cửu đầu xà tổ chức vô cùng phách lối. Chiến hùng quốc tại trải qua sau khi thương nghị. Quyết định điều động sứ giả đi Thiên Khải Đế quốc nói chuyện. Nói một chút bọn hắn đạt được Diệp Quân Lâm tài nguyên bí mật phải chăng có thể chia đều. Hoặc là kiếm một chén canh cũng được. Thiên Khải Thành bên ngoài. Titan chiến thần làm đại biểu đến. Một luồng khí tức đáng sợ bao phủ lại toàn bộ Thiên Khải Thành. Thật mạnh, đây coi như là thần minh bên trong người mạnh nhất đi. Trước đó chúng ta hơn 900 thần minh đều không có mạnh như vậy. Thiên Khải Đại Đế Tam Thế cảm thán nói. Mà lại không chỉ Titan chiến thần một người. Còn có 8 vị thần minh, cũng là mạnh đến đáng sợ. Quả nhiên thần minh cũng là phân đẳng cấp. Titan chiến thần loại này chính là trong cơ thể linh khí gần như vận dụng đến cực hạn. Cuối cùng Thiên Khải Đại Đế Tam Thế tiếp kiến Titan chiến thần mấy người. Titan chiến thần quan sát, cười nói Thiên Khải Đại Đế ngài vẫn là khiêm tốn, bên người đều không bày ra một cái thần minh. Đúng a, thậm chí toàn bộ Thiên Khải Thành đều không có một thần minh. Các ngươi Thiên Khải Đế quốc gần ngàn thần minh đi đâu rồi? Không chỉ như thế, còn có tiếp cận thần minh hòa thần minh tiềm lực người cũng đều một cái đều không có. Titan chiến thần mấy người quan sát sau kinh ngạc nói. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ý nghĩ đầu tiên. Chính là Thiên Khải Đế quốc tất cả thần minh hẳn là đi làm nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ bọn hắn cảm giác cùng Diệp Quân Lâm tài nguyên bí mật phân không ra quan hệ. Cái này, bọn hắn tạm thời không có ở bên người. Thiên Khải Đại Đế mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nếu để cho người khác biết, rất có thể trực tiếp đem Thiên Khải Đế quốc nuốt. Hắn nào dám nói a? Những người khác cũng đều tại run lẩy bẩy. Vừa mới tất cả thần minh toàn diệt, mạnh nhất chiến hùng quốc liền phái người đến. Cái này có thể không khẩn trương sao được. Nhưng bọn hắn này tấm dáng vẻ khẩn trương tại Titan chiến thần xem ra chính là sợ bọn họ chất vấn Diệp Quân Lâm tài nguyên bí mật. Dù sao đổi vị suy nghĩ, bọn hắn cũng sẽ khẩn trương. Titan chiến thần cười cười nói, chúng ta tới nơi này không vì cái gì khác, muốn hỏi một chút liên quan tới Diệp Quân Lâm tài nguyên bí mật. Cùng tài nguyên đến tiếp sau như thế nào khai thác vấn đề. Đúng a, ta nghĩ lấy Thiên Khải Đế quốc khẩu vị hẳn là ăn một miếng không hạ Diệp Quân Lâm tài nguyên a. Chúng ta nghĩ cung cấp một điểm trợ giúp. Chiến hùng quốc sứ giả nói đến đường hoàng. Kỳ thật chính là chạy tới phân tài nguyên. Nếu như nói thẳng ra mục đích lời nói, kia chính là ta muốn Diệp Quân Lâm tài nguyên bí mật. Chẳng qua dối trá bọn hắn không dám trực tiếp cho thấy mình mục đích. Cái này, Thiên Khải Đại Đế Tam Thế đã dự liệu được. Nâng lên đề tài này khẩn trương đến muốn chết. Chẳng lẽ Thiên Khải Đại Đế muốn nuốt một mình, không nguyện ý chia sẻ rồi. Titan chiến thần cười nói. Thiên Khải Đại Đế Tam Thế cùng Thiên Khải Đế quốc cao tầng giờ phút này đại não cao tốc vận chuyển. Hiện tại vấn đề này, cường ngạnh cự tuyệt không được, cái này vạn nhất chiến hùng quốc trực tiếp tức giận, phát động chiến tranh, bọn hắn cầm đầu cản a. Thế nhưng là đáp ứng bọn hắn làm sao biết tài nguyên bí mật a? Không đúng. Bọn hắn biết Diệp Quân Lâm tài nguyên bí mật.
Diệp Quân Lâm nói qua hắn tài nguyên đều là từ cấp 1 cấm địa cùng cấp 2 cấm địa đến. Nhưng cái này giới hạn trong đối Diệp Quân Lâm mà nói a. Hắn có thể từ cấp 1 cấm địa cầm tới nhiều như vậy tài nguyên. Những người khác có thể sao? Bí mật này nói ra, ai sẽ tin tưởng a? Người ta sẽ chỉ cho rằng đem mình làm đồ đần đùa nghịch. Các ngươi chẳng lẽ muốn giấu giếm a? Titan chiến thần hỏi. Diệp Quân Lâm 10 chiếc phi hành khí vận tài nguyên đến chúng ta đều nhìn thấy. Về phần tài nguyên bí mật không nói cho các ngươi biết, các ngươi sẽ bỏ mặc Diệp Quân Lâm rời đi sao? Titan chiến thần tiếp tục hỏi. Thiên Khải Đại Đế Tam Thế cười cười nói ta có thể nói chúng ta căn bản không được đến Diệp Quân Lâm tài nguyên. Mà hắn tài nguyên bí mật là hắn tại cấp 1 cấm địa đạt được. Đây là hắn thăm dò tính thuyết pháp. Thế nhưng là lời này mới ra. Đám người căn bản đều không tin. Titan chiến thần cười lạnh nói, cái này có chút vũ nhục người a. Diệp Quân Lâm tài nguyên các ngươi không được đến. Ai mà tin a? Không sai, cấp 1 cấm địa là có rất nhiều tài nguyên, nhưng nhiều như vậy hung thú, làm sao cầm ra được? Diệp Quân Lâm chỉ có một người làm sao có thể thăm dò cấp 1 cấm địa? Hống ai đây? Ta nhìn Thiên Khải Đế Quốc căn bản không muốn nói ra đến. Nghĩ mình độc chiếm rồi. Cái kia cũng nhìn chúng ta có đáp ứng hay không. Titan chiến thần bỗng nhiên đề cao âm điệu, không khí hiện trường dương cung bạt kiếm. Bỗng nhiên, Thiên Khải Đại Đế Tam Thế giận, đúng. Phải thì như thế nào? Đều nói ngươi Chiến Hùng Quốc là đệ nhất thế giới, nhưng ta Thiên Khải Đế Quốc không sợ. Tới đi, cướp chúng ta đi, khai chiến đi, ai sợ ai. Những người khác cũng nhao nhao hiểu được, từng cái giận dữ nói, đúng, không sai. Đến chiến đi, ai sợ ai. Bọn hắn nếu là khúm núm, liền sẽ bị Titan chiến thần nhiều lần bức bách. Đến lúc đó sợ là sẽ phải bại lộ. Nhất định phải cường ngạnh, dạng này ngược lại sẽ trấn trụ bọn hắn. Cũng tương đối phù hợp Thiên Khải Đế Quốc hiếu chiến phong cách. Quả nhiên Titan chiến thần mấy người sắc mặt biến. Hoài nghi nhìn xem bọn hắn. Như vậy mới là không có vấn đề. Đã như vậy, vậy chúng ta liền rời đi. Người ta thái độ này, Titan chiến thần mấy người cũng không tốt tiếp tục lại bức bách xuống dưới. Lại bức bách cái kia chỉ có thể một trận chiến. Sau này trở về, Thiên Khải Đế Quốc có chút không thích hợp. Toàn bộ Thiên Khải thành âm u đầy tử khí, phảng phất vừa mới trải qua đại hủy diệt đồng dạng. Tất cả thần minh còn có thần minh tiềm lực người cũng đều không tại. Rất kỳ quái. Nhưng bọn hắn thái độ rất kiên quyết a, chết sống không chịu nói ra tài nguyên bí mật, càng không khả năng cùng những người khác cùng hưởng. Chúng ta nếu là ngạnh bức, có thể sẽ khai chiến. Titan chiến thần hướng cao tầng báo cáo tình huống. Vậy kế tiếp phái ra một số đông người, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Thiên Khải Đế Quốc từng hành động cử chỉ. Ta muốn bọn hắn đạt được Diệp Quân Lâm tài nguyên bí mật về sau, khẳng định sẽ có hành động. Chúng ta chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm hành động. Tự nhiên mà vậy sẽ biết tài nguyên từ đâu tới đây. Một vị cao tầng nói. Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay, một chiêu này dây a. Cho nên bọn hắn tuyệt không có ý khác, chỉ là đem Thiên Khải Đế Quốc gắt gao nhìn chằm chằm. Sau đó, bởi vì biết Thiên Khải Đế Quốc đem Diệp Quân Lâm tất cả tài nguyên đều nuốt mất. Bởi vậy lệnh treo giải thưởng căn bản không ai tiếp. Diệp Quân Lâm nhìn trước mắt xếp thành đại sơn linh khí tinh thể cùng thiên tài địa bảo lâm vào trầm tư. Ai nói để Thiên Khải Đế Quốc nuốt? Cái này không rõ ràng càng nhiều sao. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm hiện tại nói cái gì cũng không ai tin. Hiện tại hắn cũng nhức đầu. Các loại biện pháp đều thử, đều không được a. Đến cùng nơi nào mới là quân quân đường ra a? Chẳng qua lúc này Tiêu Thiên Vũ bọn hắn từ Đại Hạ truyền đến tin tức. Diệp Quân Lâm ngay từ đầu còn tưởng rằng là tìm tới Trấn Ma Ti. Kết quả không phải. Tiêu Thiên Vũ bọn hắn tại Đại Hạ phát hiện một thần y. Chỉ là cho tới nay đều rất điệu thấp, tại trong thế tục chỉ là phổ thông tiểu thương thôi. Nhưng cũng là gần đây linh khí khôi phục về sau, vị thần y này rốt cục không có kiềm chế lại, đi cấp một cấm địa ngắt lấy dược liệu mà bại lộ. Y thuật của hắn đã đến người chết sống lại, mọc lại thân thể hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, khoa trương nhất chính là hắn vậy mà có thể cải thiện người thể chất. Để nhân thể trình độ lớn nhất hấp thu linh khí. Nếu như có linh khí tinh thể, như vậy hắn có thể đánh tạo thần minh ra tới. Đã làm qua thí nghiệm, có hai vị thần minh trực tiếp sinh ra. Chuyện này đã tại Đại Hạ rất nhiều người biết. Cứ việc hiện tại Thiên Sách phủ những cái này nhiều lần phong bế tin tức, nhưng vẫn là ép không được.
vị thần y này tại toàn thế giới danh tiếng vang xa, là chuyện sớm hay muộn. Đại khái hắn có thể đánh tạo thần minh biện pháp so cửu đầu xà, so những người khác càng hữu hiệu càng ngắn gọn. Sự lợi hại của hắn chỗ đã không đủ để dùng lời nói mà hình dung được. Kỳ thật trước kia liền phát hiện vị thần y này, chẳng qua có người tận lực giấu giếm cùng phong bế tin tức. Tiêu Thiên Vũ bọn hắn cũng thẳng đến bây giờ mới biết. Tiêu Thiên Vũ tin tức vừa truyền đến, Thiên Sách Thần Soái tin tức cũng tới. Hắn cũng là vừa mới xác định chuyện này, Thiên Sách Phủ cũng bắt đầu ép tin tức. Đại hạ xuất hiện thần y loại sự tình này, Diệp Quân Lâm cũng không kỳ quái, càng nhiều hơn chính là kích động. Cứ như vậy, quân quân độc chẳng phải có thể cứu sao? Lập tức, về đại hạ. Diệp Quân Lâm hô, bởi vì linh khí khôi phục, các loại ẩn tàng nhân vật hoặc là thế lực xuất hiện. Đây hết thảy đều là bình thường. Linh khí nồng đậm như vậy, những cái kia dựa vào linh khí thế lực rất dễ dàng liền xuất hiện. Thậm chí rất nhiều căn bản lúc đầu đại ẩn tại thị. Bọn hắn thậm chí căn bản sớm liền biết linh khí là cái gì. Siêu cấp linh mạch A đây đều là bọn hắn sớm biết rõ. Nghe nói linh khí phong bạo càn quét thời điểm, cũng không phải là tất cả đại hạ người đều giấu ở an toàn đảo bên trong. Rất nhiều người phía trước một khắc chuyển di thời điểm biến mất. Hoặc là căn bản cự tuyệt đi an toàn đảo. Nhưng những người này đều sống tiếp được. Cái này một phần trong đó người liền khẳng định có vấn đề. Có chút là căn bản sớm liền biết linh khí. Có chút là căn bản không sợ linh khí phong bạo càn quét. Ví dụ như vị thần y này lúc ấy cùng người nhà liền chưa tránh né. Chẳng qua bọn hắn cũng không có nhận thụ linh khí phóng xạ cùng tẩy lễ, cái này có vấn đề. Nói rõ hắn có thể tự tin đối phó chàng tai nạn này. Giấu ở trong thế tục kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm. Rất nhiều khả năng một chút siêu cấp nhân vật, chán ghét tranh đấu về sau, cam nguyện làm người bình thường cả một đời. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không bại lộ thân phận. Lại có là trong lúc vô tình bại lộ. Tựa như là lần này thần y, cũng là trong lúc vô tình bại lộ thân phận. Vị thần y này vậy mà liền tại lĩnh nam một vùng. Trước kia chính là cái bán trà lạnh. Chẳng qua hắn trà lạnh trên đường phố xem như tương đối nổi danh. Bởi vì hiệu quả rất tốt. Cái này đoán chừng vẫn là hắn cố ý khống chế, không phải hắn trà lạnh liền có thể xưng linh đan rượu dược. Thật sớm liền nổi danh. Bị có quan hệ thế lực đào móc đến. Lúc này, tiếp vào tin tức Lý Tử Nhiễm một đoàn người, nghe được có dạng này thần y tồn tại. Đã sớm sớm một bước đi vào lĩnh nam. Diệp Quân Lâm khắp thế giới điên cuồng tìm giải độc biện pháp thời điểm, Lý Tử Nhiễm cũng không có nhàn rỗi, bây giờ nghe thần y, kia cùng như bị điên. Thần y Yến Tàng Sinh vẫn là tại nhà mình trà lạnh bầy bên trong. Chẳng qua bây giờ hắn đều bị người cho cúng bái. Mỗi ngày đến người tìm hắn nối liền không dứt. Hạng người gì đều có. Vì lý do an toàn, Thiên Sách Phủ còn cố ý phái người đến bảo hộ. Liền hướng hắn có thể đánh tạo thần minh điểm này đến nói. Hắn chính là đại hạ tương lai hy vọng. Yến Tàng Sinh đã bại lộ thần y thân phận, cũng không nhàn rỗi. Phàm là tới cửa đến chữa bệnh, hắn đều là từng cái cứu chữa. Hiện tại nhìn nhiều như vậy bệnh, liền không có một cái hắn không thể trị tốt. Y thuật của hắn so mọi người trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lý Tử Nhiễm một đoàn người ở bên ngoài xếp hàng. Sắp xếp hơn 2 giờ về sau, rốt cục xếp tới.